Chương 3564, ngươi là Ngô Thư sao? Yên tâm, chính là tôi thông cái lỗ này để cứu ông. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi gì mà thốt ra. Hơn nữa, nắm tay đập mạnh vào Thiên Vương đỉnh, rầm. Một luồng nội khí lớn có thể phun, trên Hồng Bảo Thiên Vương chỉ trong nháy mắt đã hình thành một nội khí cực kỳ mạnh vòng tròn rồi bắn tung lên bầu trời. Luồng khí áp kia đánh thẳng vào nắp băng to lớn trên nóc nhà, chát chát một tiếng giòn tan, một lúc sau sóng khí cũng biến mất. Tiểu tử cậu đang làm cái gì thế? Cứu ai ra à? Sao lại đập vào cái đỉnh như thằng khùng vậy? Huyễn Ma kêu lên. Này, ông có phát hiện ra trên nắp đỉnh đó có thay đổi gì không? Diệp Phàm giật mình hỏi, tâm nói chúng cái đỉnh kia lẽ nào Huyễn Ma không nhìn thấy khuôn mặt hay sao? Phát hiện ra quái gì đâu, đập bể cái đỉnh đó cậu không sợ bên trong sẽ đột nhiên tối sầm lại sao? Huyễn Ma nói. Lúc này chữ khâu chợt lóe lên trên nắp đỉnh rồi bắn về phía Nê Hoàn Cung của Diệp Phàm. Trong góc nhìn tấm băng lại khôi phục lại bình thường. Còn khuôn mặt kia dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Ngô Thư, lẽ nào đúng là ngươi? Sao mình lại có cảm giác như đã quen người này? Có lẽ là hữu duyên, Diệp Phàm nói thật trong lòng. Đột nhiên hắn lại cảm thấy buồn cười, Ngô Thư chết đã mấy ngàn năm rồi đâu có liên quan gì đến mình chứ? Làm cái đỉnh kia bất động xong Diệp Phàm cũng đi xuống, chuẩn bị đi thẳng vào hậu đường. Đúng lúc này thì bên ngoài có động tĩnh. Diệp Phàm hiện ra cửa thì thấy đám Bao Nghị vội vã bước tới. Ha ha ha, các cậu cũng đến rồi. Diệp Phàm cười nói. Mẹ kiếp, đây là nơi nào mà kỳ quái vậy? Bao Nghị nói. Mấy người đến sau vẻ mặt cũng kinh ngạc, sau khi nhìn đỉnh lớn còn hợp lực một chút thì phát hiện ra đúng là đang mơ tưởng di chuyển được cái đỉnh này. Ôi, đúng là chúng ta không thể khống chế được. Thiên Đao cũng lắc đầu. Đương nhiên rồi, Hồng Bảo Thiên Vương đỉnh mà. Hồng ta cười, sau đó mấy người cũng thử nâng đỉnh lên. Ông ta cũng giống Huyễn Ma chưa phát hiện ra khuôn mặt kia của Diệp Phàm. Diệp Phàm bừng tỉnh ngộ, có lẽ chữ khâu kia bắn ra trong Nê Hoàn Cung mới làm cho mình nhìn thấy được khuôn mặt đó. Xem ra Hồng Đàm Cung và Vũ Vương chắc chắn là có liên quan lớn đến nhau. Chỗ này giống như đảo thủy tinh tràn đầy bí hiểm. Mấy người cười nói đi vào hậu đường, đột nhiên đôi mắt của Diệp Phàm bị hàng ghế của hậu đường hấp dẫn. Hắn phát hiện. Cách bài trí của hậu đường không khác nhiều so với các bài trí trong đại đường của người Tiền gia cổ đại, ở giữa có một cái long tháo giống ghế dựa. Hai bên trái phải có hơn 10 cái ghế nhưng không thể đoán được ra chất liệu là ghế có thể là làm từ khối băng. Nhưng hình thức lại rất giống với loại ghế của thời cổ đại. Cái này ngồi lên lạnh biết bao, còn phải tùy theo mà vận nội khí để duy trì thân nhiệt của cơ thể. Ngô Thư này kỳ công thật khiến người ta ngồi mà cũng không được thoải mái. Hồng ta lầm bầm nói. Bao Nghị sớm đã đặt mông lên ghế băng, đột nhiên tên này cả người bắn ra kêu lên. Kha kha, bị lạnh rồi chứ? Cậu cho là ghế này có thể tùy tiện ngồi được sao? Ở thời địa của Ngô Thư kia, bà ta ngồi trên tất cả binh lính là lúc mà sự tồn tại của đỉnh cao nhất. Có lẽ chỉ có cao thủ thoát thần cảnh mới được bà ta để mắt đến. Hồng ta có vẻ vui khi nhìn thấy kẻ khác gặp họa. Kha kha, đồng chí Hồng ta ông sai rồi. Không tin ông cứ ngồi thử một lần đi. Bao Nghị cười gượng. Cậu sợ lạnh chứ Hồng Tà tôi thì sợ gì, không phải là chỉ vân một chút nội khí là bảo vệ được cơ thể sao? Hồng Tà ngang nhiên đặt mông ngồi xuống. À thế nào, biểu hiện của Hồng Tà và Bao Nghị giống nhau, cả người bắn lên như đạn. Chuyện gì thế? Phí Thanh Sơn nhìn Hồng Tà với vẻ nghi ngờ, Akiyama Linyifu và Diệp Phàm cũng có cùng một biểu hiện. Quá đáng sợ, cái ghế băng này có thể khiến cho người ta có cảm giác mông bị thiêu cháy. Phải làm cho người ta thấy lạnh mới đúng chứ. Sao lại ngược lại nhỉ? Hồng Tà nói. Diệp Phàm và Akiyama đại sư nghe thấy cũng ngồi thứ. Tất cả đều nhìn chiếc ghế đó với vẻ nghi ngờ. Dưới sự phân hình của ưng nhãn, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Băng này lẽ nào lại gọi là hỏa băng, hoặc là nhìn thì giống băng nhưng thực ra không phải, còn đựa làm từ một loại gì đó cực nóng. Phí Thanh Sơn nói. Tất cả Hồng Đàm Cung tràn đầy thần bí và quái dị, chúng ta có muốn phá cũng không đoán ra được. Phí Thanh Sơn thở dài. Bao Nghị đã sớm chạy đến vị trí chiếc ghế chủ nhân chính giữa kia, gõ vào nó, rồi cũng lùi lại phía sau mấy bước nhìn xem. Mọi người xem, chiếc ghế này rất cổ quái. Bao Nghị nói. Cổ quái gì, tôi không nhìn ra. Hồng Tà chạy đến nhìn rồi nói. Nói ông ngốc ông còn không tin, ông nhìn xem, chiếc ghế này có 4 cái nhân, lùi lại 10 rước nhìn lại xem có phải cổ quái hay không. Bao Nghị nói. Diệp Phàm cũng cảm thấy nghi ngờ lời nói của Bao Nghị,
cũng lùi lại 10 bước rồi nhìn nhất thời trong lòng kinh ngạc. Sau đến 10 bước thì nhìn lại giống như một cái ghế đỉnh lô vậy. Chu Chỉ khàn khàn nói. Đúng vậy, càng nhìn càng giống đỉnh lô. Lẽ nào Thu Thu đặc biệt thích đỉnh lô, cho nên đến ghế cũng làm cho nó giống đỉnh lô sao? Phí Thanh Sơn nói. Cậu nói có thể nào nó là đỉnh lô thật hay không? Akiyama đại sư đột nhiên nói một câu. Trong đầu Diệp Phàm vang lên ầm một tiếng, hắn hưng phấn cười nói, giàu to rồi, giàu to rồi, Hồng Bảo Thiên Vương đỉnh chúng ta không thể lay chuyển được nhưng cái ghế đỉnh lô này cũng không lớn, thật ra có thể dùng để luyện chân. Hắn chạy đi vận khí, một tiếng chi rát vang lên, đúng là chuyển động thật. Mọi người vây quanh lại, quan sát một lúc rồi khẳng định nó đúng là một cái đỉnh lô. Thế nào, vừa rồi an toàn chúng ta có thể ở trong này bắt đầu luyện chân thế nào? Diệp Phàm cười nói. Nếu Ngô Thư đã làm thuốc cho mọi người thì chắc chắn chỗ này còn có thể dùng để đun đỉnh vật được đúng không? Hồng ta cũng cười, tìm xung quanh cuối cùng mở ra cái cửa phía sau bên trong hiện ra đầy than đốt và những vật phẩm linh tinh. Phung phí của trời, lúc này Bao Nghị chuyển những thanh gỗ đó ra giống như than gỗ. Ha ha ha, tiểu tử cậu không phải trợn mắt lên đâu, nếu không đốt gỗ thành than thì làm bảo đi. Hồng ta cười. Mắt ông không bị hoa đấy chứ, đây là thủ ô. Bao Nghị cười nói. Trong đống rác cũng toàn thủ tô, tôi thấy tử cậu đúng là điên rồi. Hồng ta cười nói, Bao Nghị ném cho Diệp Phàm xem. Diệp Phàm vừa nhìn thấy cũng sửng sốt. Là thủ ô thật sao? Hồng ta ngây người ra hỏi. Ừ, sao một khối lượng thủ ô lớn như vậy qua 300 năm mà vẫn không bị mục? Không ngờ được đại mỹ nhân của chúng ta là có thể ném rác vào chỗ này làm than. Diệp Phàm cảm thán nói. Một lúc sau Hồng ta lại lật đống than trăm năm đó ra, còn có mười mấy quả không màu đỏ không biết là quả gì. Không hổ là thuốc thánh, có lẽ người ta không coi là bảo bối, trong mắt bà ta nó chỉ như đống rác rưởi. Phí Thanh Sơn hít một hơi nói. Tôi cảm giác hình như nó bị băng cung cướp sạch rồi, nếu không với thuốc thánh của Ngô Thư sao chúng ta lại không tìm ra một viên thuốc nào. Chắc chắn người khác tặng dược liệu quý cho bà ta không ít đâu. Đống rác này người ra không tìm kiếm nên thủ ô bên trong mới tránh được kiếp nạn này. Diệp Phàm nói. Có lẽ là thế, Akiyama đại sư gật đầu. Vì ở cùng với Thiên Hạo Tử một thời gian ngắn cho nên Diệp Phàm cũng có phần tâm đắc với thuật luyện vật. Huyễn Ma cũng không hiểu thuật luyện vật, nhưng Thiên Hạo Tử là đại hành gia. Cho nên, Diệp Phàm chỉ cần chỉ huy là Phí Thanh Sơn và Akiyama đại sư sẽ làm chân nhóm lửa. Còn Diệp Phàm tìm từ trong đống than thấy một ít đồ quý phục vụ cho hoạt động chế chân giả. Đồ bỏ đi của Ngô Thư đúng là đồ tốt, lần này làm chân giả chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi. Cần một khoảng thời sẽ chế tạo thành công một cái chân giả. Hồng ta thử mặc Na Hữu Đằng rồi lại chạy ra bên ngoài xem băng tuyết rơi rồi mới quay về. Không tồi, không tồi, tốt hơn lần trước rất nhiều, chất lượng cũng được. Vẻ mặt của Hồng ta hưng phấn nói. May mà chúng ta vẫn mang theo tuyết nham mộc bên người. Nếu không có muốn làm cũng chẳng được, nhưng lần này thuận lợi như vậy có lẽ là có liên quan đến cái đỉnh kia. Ngô Thư làm cái ghế đỉnh kia hẳn là cao cấp, chất lượng rất tốt. Thiên Đao cũng cao hứng vì mình cũng sắp có chân. Mọi người đều thấy có khí thế, dưới sự chung sức hợp tác hơn nữa Thiên Giao và Hồng Tà cùng hợp lực vì là làm chân cho mình. Cho nên trong 3 ngày đã làm thành công 3 cái chân giả. Nhưng cũng mất khoảng một nửa tuyết nham mộc, hơn nữa, tìm được hàng tốt ở chỗ Ngô Thư cũng khá. Diệp Phàm còn cẩn thận gói về một ít. Quen được cậu đúng là một kết quả không tồi, Thiên Đao tôi rất vui. Thiên Đao sau khi lắp ba chân vào cũng vui sướng nói với Diệp Phàm như vậy. Hơn nữa, còn khom người ôm quyền đáp lễ với Diệp Phàm. Ha ha, sau này ông sẽ phái hiện ra theo tôi còn mở cho ông đường sống nữa cơ. Nếu ông và Thu chỉ tiếp tục công việc thì tôi lại càng vui. Diệp Phàm cười nói. Tôi, không, Thu Chỉ đỏ mặt. Thu Chỉ mặt của muội có mãi mãi cứ như vậy, nhưng muội cũng là người mà cả đời Thiên Đao ta yêu nhất. Thiên Đao quỳ xuống đất tư thế đó cứ như là một buổi cầu hôn của giới trẻ vậy. Thiên Thiết vừa ra Diệp Phàm đã rút một bó hoa băng tung lên trước mặt. Vẻ mặt của hắn hưng phấn cầm hoa băng. Nhận lấy, nhận lấy. Bao Nghị ồn ào. Mặt Thu Chỉ càng đỏ lên cuối cùng cắn môi nhưng vẫn không nhận. Nếu như vết thương trên mặt của muội có thể tốt hơn một chút, muội sẽ lấy huynh. Vẻ mặt của Thu Chỉ nồng nàn. Thiên Đao quay đầu nhìn Diệp Phàm. Yên tâm đi Thiên Đao, mặt của cô ấy tôi sẽ nghĩ cách. Tôi tin Thiên Đao ông sẽ không tuyệt tình như vậy. Diệp Phàm vỗ vai Thiên Đao. Tôi tin cậu,
Thiên Đao thận trọng gật đầu. Chúng ta khiêng cái đỉnh này về nhà đi. Hồng Tà tham lam nhìn chằm chằm vào cái đỉnh. Ừ, tôi và Hồng Tà cùng khiêng, chắc là có thể mang ra ngoài được. Hiện giờ Thiên Đao càng phục Diệp Phàm hơn cả bội phần, ông ta cảm thấy người thanh niên này đúng là rất giỏi. Ông ta nguyện đi theo địa khí này. Chương 3565, hồi. Chẳng qua là tìm được một ít dược liệu nhưng để chữa trị vết thương trên mặt của Thu Trì thì viên thuốc đó lại chưa tìm thấy. Diệp Phàm đồng ý với Thiên Đao sau khi trở về sẽ từ từ nghiên cứu, xem có thể sau khi nâng cao hậu cung Ngọc Nhan Hoàn của mình thì cách này có hiệu quả gì hay không. Tôi phải đi rồi, ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay về. Đứng ở trên trước Ngọc Thiên Vương Bảo Đỉnh trong lòng Diệp Phàm lẳng lặng nhắc đến. Cổ họng. Hình như có tiếng trả lời từ Hồng Bảo Thiên Vương truyền đến, Diệp Phàm lắng tai nghe nhưng cũng không thấy âm thanh nào nữa. Hơn nữa hỏi những người khác thì đều bảo là không nghe thấy gì, cảm giác có tiếng cổ họng này chỉ có mình Diệp Phàm nghe thấy. Làm cho cảm giác của hắn về Hồng Bảo Thiên Vương đỉnh này càng thêm thần bí. Sau khi đi ra khỏi băng cung mọi người rất chật vật, hôm nay còn cõng theo mỗi khối băng lớn bằng đường nào để về được nhà. Chúng ta đi theo một hướng chắc là ra được, Hồng Tà nói. Mọi người thấy cũng chẳng có cách khác liều đi theo một hướng. Nhưng vừa đi về phía trước thì lại bị giật mình. Bởi vì, la bàn chỉ phương hướng mất hết tác dụng. Dường như nó cũng bị lạc phương hướng vậy, kim la bàn bất động. Nhưng điều khiến mọi người thất vọng chính là đi được 2 tiếng đồng hồ mệt chết thì lại quay về băng cung trước mặt. Xong đời, lạc đường rồi. Hồng Tà mắng. Nơi này đúng là không đơn giản, có lẽ có cũng thiết kế với đảo Thủy Tinh. Đến sao mà lạc đường húng ta còn không biết, Thiên Đao nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Quay về đường cũ thì sao? Chính là chúng ta phải mở được vết băng nứt kia ra. Diệp Phàm nói, Thiên Đao cảm thấy cũng không còn cách nào khác. Mấy người nghỉ ngơi rồi tìm vết băng nứt kia. Sao lại thế này? Không thấy rõ ràng là tôi còn làm ký hiệu mà. Vẻ mặt của Bao Nghị đần ra. Chúng ra đi xuống chỗ này một chút là được. Hồng Tà Từ nói, Thiên Đao cũng hiểu điều này. Ba người hợp lực. Diệp Phàm lại làm đến Diệt Hồn Thương và Thiên Loan Đao. Bắn lên trên không trung, Diệt Hồn Thương gào thép đâm xuống. Đâm oành một cái, một cột nước dâng cao chừng 30-40 thước. Không lâu sau bình ổn lại mấy người cùng vào trong biển. Nhưng biển rộng vô tình, dưới tầng băng căn bản là không tìm thấy hướng bắc, về phần sao biển lại thành ra thế này họ cũng không rõ. Lúc đó họ liền làm một dòng khí chảy đến chỗ này. Hơn nữa trên đỉnh đầu tất cả đều là một tầng băng dày hơn 10 thước. Bọn Diệp Phàm bơi mà có cảm giác được một đoạn lớn sau đó thử đâm vào mặt băng xem có quan sát được gì không. Nhưng, sắc mặt của mấy người họ rất khó coi. Mặt băng phía trên chính là mặt băng mà mấy người vừa mới đâm. Chúng ta sẽ không quay vòng mà chết ở dưới đáy biển chứ. Cậu xem, vừa rồi chỗ đâm còn cách chúng ta gần 100 mét. Hướng chúng ta bơi cũng phải được khoảng hơn 10 dặm. Nhưng mọi người xem. Chúng ta giống như bơi vòng 100 mét vậy. Phí Thanh Sơn nói. Thử một lần nữa xem. Diệp Phàm nói, dẫn theo mấy người chọc thủng tầng băng đến mặt nước, lần này nhất định là một hướng mãnh du. Sau đó lại xuyên qua một tầng băng nữa rồi biến mất. Nếu thực sự là không nhảy được ra phạm vi 100 mét. Gặp ma rồi. Hồng Tà không nhịn được liền mắng. Chỗ này vốn dĩ là thần bí, tôi nghi chúng ta chính là đang ở bên trong phong giới của Hồng Đàm Cung rồi. Người bên ngoài không phát hiện ra chỗ này là do tác dụng của phong giới, cho nên chúng ta đều sinh ra ảo giác. Cho rằng đã bơi được rất xa nhưng trên thực tế cũng cứ bơi vòng 100 mét, Diệp Phàm thấy vậy cũng không cảm thấy quá lạ. Nhưng dù sao vẫn phải đi ra ngoài, chúng ta mang theo tủ cô chắc cũng không duy trì được lâu. Lẽ nào phải chết đói trong Hồng Đàm Cung này hay sao? Hồng Tà không nhịn được mắng. Đúng lúc này trong Nên Hoàn Cung của Diệp Phàm lại đau. Cái chữ khâu kia nếu lại bắn ra thì sẽ phá vỡ lỗ thủng này. Đi, thử một lần nữa. Trong lòng Diệp Phàm có động, biết được chữ khâu này rất kỳ lạ dẫn theo mọi người thoát vòng vây mà không chắc chắn lắm. Mọi người lại vào biển rồi. Diệp Phàm phát hiện chữ khâu kia lại vụt lên, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ. Khuôn mặt đó nhìn cũng gần giống cảnh bên trong đỉnh, chỉ là mơ hồ không rõ. Khuôn mặt đi về phía trước Diệp Phàm dẫn người đuổi theo. Cũng không biết được bao lâu, có mấy tiếng rầm rầm. Dòng loạn lưu quỷ dị lại xuất hiện, đám Diệp Phàm không do dự vì khuôn mặt kia đâm vào dòng loạn lưu. Lại một trận ảo ảnh, rốt cuộc, cuối cùng cũng đến được vùng nước yên bình. Đây không phải là chỗ mà chúng ta gặp rắn biển sao?
Cậu xem mùi máu tươi vẫn còn chưa hết. Hồng Tà nói. Đúng vậy, chúng ra ra thôi. Lên trên có thể đến mặt băng. Diệp Phàm dùng thuật truyền âm mật. Vừa quay đầu thì lại thấy khuôn mặt kia cứ nhìn mình chằm chằm, tỏ vẻ rất thảm thiết. Thậm chí Diệp Phàm còn nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng trên khuôn mặt đó. Sau đó biến mất, khuôn mặt biến mất vào dòng loạn lưu. Còn trong đầu Diệp Phàm thì đau chát, chữ Khâu lại quay về rồi. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, lẽ nào ngươi là Ngô Thư sao? Sao ngươi lại ở trong đỉnh? Diệp Phàm nghĩ trong lòng đau đớn, mấy người trồi lên mặt băng phát hiện lại trở về chỗ ban đầu. Nhưng tất cả đều là máu tươi. Con chó kéo xe tuyết vẫn còn nhưng tất cả đều bị cắn chết. Hai con gấu kia thật hung ác, ta đây cứu chúng lại cắn chết hết chó của ta. Hồng Tà giận dữ, chạy xung quanh muốn tìm gấu trắng tính sổ. Nhưng đâu có thấy bóng dáng anh em chúng, có lẽ chúng đã chạy mất rồi. Không còn cách nào, mấy người đành phải đi bộ về phía trước. May mà mấy người đều có võ công, không phải lo bị đói chết. Hơn nữa, La Bàn lại khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường. Hai ngày sau mấy người đã về đến chỗ của Thu Trì. Một ngày sau mấy người Diệp Phàm về nước, cuối cùng Thu Trì cũng gật đầu đi cùng Thiên Đao đến Trung Quốc. Nhưng, Diệp Phàm vừa về đến phòng khách thì phát hiện Kiều Báo Quốc đã ngồi trong đó rồi. Đang định chào hỏi thì Kiều Viên Viên nói với giọng đầy trách cứ, anh đi đâu? Anh ấy đợi anh mấy ngày rồi đấy. Có chút chuyện riêng cần giải quyết, em đi sắp xếp mấy phòng. Anh có mấy người bạn cần ở lại, Lý Cường sẽ giải thích cho em. Diệp Phàm nói Kiều Viên Viên cũng không nhìn ra ngoài mà lập tức đi thu xếp. Ở Diệp Hồng Bảo, Kiều Viên Viên chính là bà chủ nhân Đức. Hơn nữa bạn bè của Diệp Phàm trong võ lâm Kiều Viên Viên cũng đã gặp nhiều. Mãi rồi cũng thành quen. Quan trọng là bạn bè của Diệp Phàm đối xử với cô rất tôn kính. Kiều đại tiểu thư vẫn có cảm giác thành tựu. Anh vợ, chuyện gì vậy? Diệp Phàm vừa ngồi xuống cầm lấy chén trà bên cạnh cầu nhau uống một ngụm. Tập đoàn Hoành Không lộn xộn hết rồi, Kiều Báo Quốc nói. Cậu đi có mấy hôm, đầu tiên là bọn đầu tư của tập đoàn lớn nhất cũng chính là tập đoàn Hoa Tinh của Mỹ do Mộc Nguyệt Nhi làm chủ tịch đến gây khó dễ. Đầu tiên là đồng ý rót vốn 670 triệu cho tập đoàn Hoành Không là để đầu tư khai phá khu du lịch. Nguyên nhân là vì tin tưởng chủ tịch Diệp là một người rất giữ chữ tín. Hơn nữa, cô ta nói con mắt của cậu khác người. Hiện đại đột nhiên lại thay đổi vẫn chưa nói thông được với bọn họ. Chủ tịch Mộc nói cảm thấy có một mối nguy cơ nào đó. Cho nên, đã rút lại 2 tỷ tiền đầu tư, Kiều Báo Quốc nói. Cô ta làm như vậy mà chủ tịch hội đồng quản trị và bí thư Phong không truy tố cô ta vì tội phá vỡ hợp đồng sao? Diệp Phàm hỏi. Đang cố gắng nhưng vẫn chưa có kết quả gì, Nhậm Thời Mãn cùng với Phong Hồ Ninh và Dương Chí Thăng 3 người họ sau khi bàn bách đã quyết phát khởi tố tập đoàn Hoa Tinh. Nhưng sau khi lấy hợp đồng ra thì đều phải tròn mắt vì trên hợp đồng có viết rõ. Lúc xây dựng tiếp tục khu du lịch lúc sắp hoàn thành có sự thay đổi. Hơn nữa lấy điểm mày ra thì cậu không thể bỏ chạy được. Kiều Báo Quốc nói, ha ha, tôi lại quên mất điều này. Diệp Phàm cười gượng. Hơn nữa Mộc Nguyệt Nhi còn tố cáo tập đoàn Hoành Không vi phạm điều khoản. Yêu cầu phải bồi thường thiệt hại. Cái này chính là lửa chát đến mông rồi. Đột nhiên bị ngừng rót vốn đầu tư, tập đoàn đang loạn hết cá lên, đó chính là gần 2 tỷ vốn tiền mặt. Bây giờ lại bị tố cáo, Lâm Thời Mãn tức đến mức vỗ bàn Mộc Nguyệt Nhi. Nhưng cũng chẳng được gì. Người ta có hợp đồng trong tay. Đúng là tập đoàn Hoành Không vi phạm trước, phải bồi thường cho cô ta 500 triệu. Đương nhiên là 3 người Nhâm, Phong, Dương đều không chịu cho nên mới vỗ bàn. Kiều Báo Quốc nói, có lẽ bọn họ cũng là chọc giận tập đoàn Hoa Tinh thôi. Diệp Phàm hừ lạnh nói, không biết là nguyên nhân gì mà Khương Quân và Bao Nghị từ trước thì Nhậm Thời Mãn và Phong Hồ Ninh cùng Dương Chí Thăng đều ký tên đồng ý. Hơn nữa còn cho đăng báo lên tỉnh ủy Thiên Vân. Đồng chí Đường Quang Hùng tự tay biết chỉ thị phê duyệt. Đồng ý cho hai người này từ trước thì hôm sau Mộc Nguyệt Nhi liền đến gây khó dễ. Không biết có phải vì thế mà khiến cô ta đến hay không thì cũng không rõ lắm. Nhưng chắc chắn là Nhâm Thời Mãn và Phong Hồ Ninh làm chuyện này sau lưng cậu. Kiều Báo Quốc nói, như thế lại càng ảnh hưởng không tốt đến cậu. Ý của cha là bảo cậu ra mặt trấn an một chút, đừng để cho lãnh đạo tỉnh ủy xem thường cậu. Hơn nữa, cậu còn gây áp lực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh như vậy sao có thể thực hiện được? Chuyện này không liên quan đến em. Diệp Phàm lắc đầu. Không thể nào, tôi biết quan hệ của cậu và Mộc Nguyệt Nhi rất tốt. Trước kia ông của cô ta còn nhờ cậu chuyện đầu tư cho tập đoàn Hoa Tinh.
Kiều Báo Quốc cũng không tin. Hành động ngốc như vậy, anh cho rằng e không có não phải không? Diệp Phàm nói. Không phải thế, ai cũng cho rằng là cậu làm, nếu không phải thì cậu cũng phải đi làm cho sáng tỏ chứ. Kiều Báo Quốc nói. Vợ của Khương Quân chính là chị em tốt của Mộc Nguyệt Nhi, anh nghĩ xem Khương Quân từ chức, Mộc Nguyệt Nhi không tức giận sao? Hơn nữa, đổi lại là ông nội của Mộc Nguyệt Nhi đang làm việc ở tập đoàn Hoa Tinh chắc chắn cũng sẽ không phát sinh ra chuyện này. Tất Cánh Khương là người đã già, ông ta sẽ nghĩ đến lợi ích của tập đoàn. Còn Mộc Nguyệt Nhi thì không giống như vậy, cô ta còn trẻ, Diệp Phàm nói, còn về phần bọn họ muốn thế nào, em không quan tâm. Không phải em dửng dưng việc này làm là theo họ tôi. Để đến mức này rồi em sợ cái gì? Có một số việc phải nói thế nào, bọn họ vô tình còn muốn em có nghĩa sao? Diệp Phàm em không làm chuyện hãm hại ai, chính là nhân nghĩa song toàn. Chương 3566, cùng gây rối. Còn không chỉ có một nhà này, hình như Mộc Nguyệt Nhi là người quăng ra cây thương đầu tiên. Buổi sáng hôm sau, bà Yến Nguyệt hợp tác với Phương Đường Triều. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng ra tay, phải rút vốn. Kiều Báo Quốc nói. Cái đó có gì lạ đâu, công ty của vợ đương nhiên là phải vì em mà ra tay rồi. Diệp Phàm cười thầm trong lòng, lẽ nào bọn họ cũng có lý do. Bây giờ phải cố mà tìm ra lý do, hơn nữa lý do phải khá đầy đủ. Thiếu một chút khiến Nhậm Thời Mãn tức chết. Vỗ bàn ngay tại chỗ nói thẳng là cậu làm chuyện này. Kiều Báo Quốc nói, buổi chiều lại đến. Đồng Oanh Oanh cũng ra tay khống chết việc đóng tàu của tập đoàn Hoàng Triều. Lại không lâu sau, tập đoàn Kim Lăng cổ vốn là chuẩn bị mấy trăm triệu đơn đặt hàng về máy móc cho tập đoàn Hoành Không thì phải dừng tay và đổi lại. Còn chủ tịch cha của tập đoàn Hồng Kông cũng mà khó dễ. Trong thời gian này tập đoàn Hoành Không rất rối loạn. Căn bản là không thể làm chủ được tình hình, khiến cho bên hợp tác họ không muốn làm tiếp nữa. Cuối cùng đến công trình cảng Tân Môn cũng xảy ra vấn đề. Cứ lộn xộn như vậy, tập đoàn Hoành Không như trong chóng quay. Chuyện này khiến cho đến cả chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc cũng phải nóng nảy. Hôm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh mở cuộc họp khẩn cấp với tập đoàn Hoành Không. Nhưng lại không liên lạc được với cậu. Cho nên cuộc họp về cơ bản vẫn chưa tìm ra cách gì để đối phó với tình thế khó khăn trước mắt này. Cho nên, bọn họ mời anh ra mặt giúp phải không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Chuyện này, Kiều Báo Quốc đỏ mặt lên. Diệp Phàm bình tĩnh theo nhìn anh ta. Trong lòng thầm nghĩ nhất định là Lam Tồn Quân làm chuyện này. Tuy Lam Bình Phong rời khỏi Tân Môn và Ủy ban Trung ương nhưng cấp dưới thì vẫn còn không ít. Dù sao thì người ta cũng đã công tác ở Tân Môn đã mười mấy năm. Trụ cột vững chắc, hơn nữa, các hạng mục công trình ở Tân Môn đều do Kiều Báo Quốc nắm trong tay anh ta không vội mới là lạ. Tôi nói thật vậy, có lẽ là Bí Thư Ninh và Khúc Chí Quốc có quan hệ với nhau. Cho nên, tạm thời ra quyết định mới, quyết định cách chức chủ tịch tập đoàn Hoàng Không của Dương Chí Thăng. Còn điều chỉnh tôi từ bên máy móc Trung Quốc sang làm phó bí thư cho tập đoàn Hoành Không, đại diện cho chức chủ tịch tập đoàn. Mặt Kiều Báo Quốc đỏ lên, có lẽ là rất ngượng. Lão Ninh này rút củi đáy nồi, làm một vụ mua bán rồi. Diệp Phàm nói châm chọc, cũng biết rằng vì sao ông anh rể này lại tìm mình. Còn trưởng ban Kiều vì sao lại gọi mình về dẹp dám loạn này. Tất cả không còn không phải vì đứa con trai này của mình hay sao? Ninh Chí Hòa và Khúc Chí Quốc quá thông minh cứ như vậy Diệp Phàm ta không ra mặt cũng không được. Chuyện này anh cũng không đoán được họ sẽ làm thế nào. Kiều Báo Quốc vẫn còn xấu hổ. Đó không phải là điều mà anh hy vọng sao? Tôi chúc mừng anh, Diệp Phàm hừ lạnh nói. Anh chỉ thay cho cậu về rồi anh sẽ quay lại bên kia. Kiều Báo Quốc nói. Không cần, Diệp Phàm khoát tay. Vậy chuyện này cậu tính, Kiều Báo Quốc xấu hổ vô cùng. Ha ha, không phải là anh còn có cấp trên bí thư Phong Hồ Ninh và còn cả chủ tịch Nhậm Thời Mãn đó sao? Còn có cả chủ tịch tỉnh Khúc và các ủy viên tỉnh ủy Thiên Cân. Anh có thể tìm bọn họ nói chuyện nghĩ cách mà. Diệp Phàm cười lạnh nói. Có lẽ trong chuyện này không thì có Phong Hồ Ninh và Khúc Chí Quốc mà chắc chắn còn phải có sự đồng ý của Kiều Viễn Sơn. Ba người này liên kết cùng làm chuyện này. Anh biết tâm trạng của cậu không tốt. Nhưng chuyện này cậu phải giúp anh. Dù sao, chuyện của công ty, anh là chủ tịch hội đồng quản trị thì chúng ta cũng vẫn là người một nhà. Trước kia cậu cũng có suy nghĩ như vậy đúng không? Kiều Báo Quốc kiên trì nói. Ha ha, bây giờ em là kẻ mang tội. Tạm thời còn bị tỉnh cách chức, em đâu có quyền đi xử lý chuyện của tập đoàn. Diệp Phàm cười nói. Em rể,
lẽ nào em dương mắt nhìn anh gặp khó khăn sao? Kiều Báo Quốc bắt đầu nóng giận. Lẽ nào Kiều gia cũng thích nhìn Diệp Phàm tôi khó khăn hay sao? Bây giờ tất cả mọi người đều chèn ép tôi. Kiều gia các người làm gì chứ? Các người chẳng những không làm gì mà còn thừa nước đục thả câu, nhân lúc nhà người ta cháy mà chạy đến hôi của. Làm cho cả thiên hạ cười chê vào thằng con rể Kiều gia là tôi. Tôi nhổ vào, Diệp Phàm tức giận, bốp một tiếng đập vỡ chén trà. Cậu tức cái gì, không phải là tôi chỉ thay thôi sao? Bây giờ tôi phải hạ mình đến cầu cạnh cậu. Hơn nữa, chuyện này không phải là Kiều Báo Quốc tôi chiếm vị trí của cậu mà đây là quyết định của cấp trên. Tôi không chấp hành được sao? Kiều Báo Quốc cũng đứng lên vỗ bàn, hai mắt gà chọi nhau. Hai anh làm gì thế? Có gì từ từ nói. Đừng như vậy, hai anh đều là người lớn, đều làm quan sao lại hành động như bọn lưu manh thế? Kiều Viên Viên nghe thấy tiếng cãi vã vội vàng chạy ra. Tỉnh Thiên Vân không cho tôi một lời giải thích, Diệp Phàm tôi là kẻ mang tội, không có quyền quản lý đến chuyện này. Diệp Phàm ra vẻ sĩ diện. Lẽ nào cậu muốn nhìn thấy người ra làm cho tập đoàn cậu vất vả gây dựng phải chết non hay sao? Bây giờ từ quản lý đến nhóm công nhân đều hoang mang. E rằng nếu không trấn an sẽ loạn hết. Đến lúc đó đám công nhân không khống chế được cảm xúc không tiếp tục làm việc. Đồng chí Diệp Phàm, cậu cũng là đảng viên, tôi hy vọng cậu lấy đại cục làm trọng. Kiều Báo Quốc nghiêm túc nói chuyện. Đường Quang Hùng cũng được, Nhâm Thời Mãn cũng có thể được, còn đồng chí Ninh Chí Hòa cũng vậy. Bảo bọn hộ đi mà xử lý. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Diệp Phàm tức giận quay người lại đi nhanh. Kiều cái gì chứ, trái đất này không có cậu thì không quay được chắc. Kiều Báo Quốc tức không nhịn được, cầm đập vỡ một chén trà rồi bỏ đi. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Kiều Viên Viên. Kiều Báo Quốc lại quay về tỉnh ủy Thiên Vân, hơn nữa còn báo cáo về thái độ của Diệp Phàm với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân. Thế nào, vẫn vừa chứ? Sau khi thấy Lệ Vô Nhai lắp chân giả thì vẻ mặt hưng phấn, Diệp Phàm cười hỏi. Tốt quá rồi. Ông ta cười nói. Giống như chân thật của chính mình vậy, thực sự là rất tuyệt. Đỉnh của Hồng Đàm Cung này tốt thật. Lễ Vô Nhai cười hớn hở, đồng chí lão làng này đã lâu lắm rồi không được vui vẻ như vậy. Còn Hồng Tà bên cạnh Diệp Phàm cũng đang vui sướng không kém. Chúng ta đi xem tiểu xà đi. Diệp Phàm cười nói, mấy người đi về phía. Nhìn con rắn rất khỏe mạnh nhưng khối u trên đầu cũng càng rõ hơn. Còn bốn chân thì hơi thô. Thấy Diệp Phàm đi vào, con rắn nhỏ vẫy vẫy cái đôi cánh, quấn lên cổ tay Diệp Phàm. Lạ thật, sao mà hình như lại nhỏ đi một chút. Lẽ nào càng dài ra thì càng nhỏ sao? Diệp Phàm nhìn con rắn cảm thấy lạ. Ừ, là một số nhỏ. Hiện tượng này không có cách giải thích, nhưng chuyện này đối với đôi cách của nó sẽ càng mạnh hơn. Có khi còn bay được xung quanh ra bên ngoài một vòng rồi quay về. Nhưng, đến giờ cánh vẫn chưa lớn lắm. Nó rất nghe lời, Lệ Vô Nhai nói. Đúng lúc này Diệp Phàm lại nhói đau trong đầu, bốn chữ Mễ Tác Bỉ Khâu bỗng chốc lại hiện lên. Diệp Phàm cảm giác được bốn chữ này bay ra đều chui vào đầu con rắn nhỏ. Chuyện lạ đã xảy ra, con rắn nhỏ hình như rất đau, ra sức giãy giụa. Không lâu sau lại rút nhỏ đi một số. Nhưng mấy giây sồng hồ sau nó lại phồng to thô lên. Đám Hồng Tà nhìn thấy cũng nghẹn họng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ kiếp, con rắn này còn có thể nhỏ đi được, lẽ nào có là rắn ma sao? Hồng Tà mắng. Vương, Vương. Trong đầu Diệp Phàm lại vang lên một tiếng gọi kỳ lạ, hắn nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra ai đang gọi Vương. Nhìn này, thần kinh rồi. Hồng Tà tức giận nói. Vương, Vương. Âm thanh kia lại vang lên, Diệp Phàm nhìn về phía con rắn nhỏ, phát hiện ra hình như nó đang gật đầu với mình, nhấc con rắn lên mặt đất cả người nó như hình cung, dường như đang vái mình vậy. Mày gọi tao là Vương không phải chứ? Diệp Phàm nói thầm trong lòng, lệnh này khiến con rắn nhỏ suýt nữa rơi xuống. Những tiếng vương ngân dài lại vọng đến. Ta thành vương sao, vương quái gì chứ? Diệp Phàm cảm thấy nực cười trong lòng, cảm giác đau chát lại nhớ đến bốn chữ quay về Nê Hoàn Cung. Bốn chữ này đúng là tà môn, lẽ nào có liên quan đến kích thước của con rắn này? Diệp Phàm buồn bực thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Phượng Khuynh, yêu cầu buổi tối Diệp Phàm phải đến khám bệnh cho ông nội cô. Buổi tối sau bữa cơm chiều Diệp Phàm đến thẳng Phương gia, Phượng Khuynh chờ ngay ở cửa. Bệnh của Lõa Phượng gần đây ổn định chứ? Diệp Phàm hỏi. Khí sắc có tốt hơn trước, nếu sống được thêm vài năm nữa thì tốt biết bao. Vẻ mặt của Phượng Khuynh Thành có vẻ u buồn.
chắc Phượng lão sẽ được phúc lớn mệnh lớn thôi. Diệp Phàm cười thần bí. Cậy có cách gì mới sao? Phượng Khuynh Thành mừng quính nắm chặt lấy tay Diệp Phàm. Thơm tôi một cái tôi sẽ nói cho. Diệp Phàm cười. Còn lâu, Phượng Khuynh Thành quyệt miệng rồi đi vào phòng khách. Diệp Phàm cười khổ một tiếng nói thơm một cái mà cũng không được, buồn bực, hắn cho rằng số mình may vậy sao? Hắn tức trong lòng nhưng cũng đi theo vào. Phượng lão đang nằm dựa vào ghế đệm. Chào Phượng lão, Diệp Phàm cười chào hỏi. Ha ha, khá lắm. Phượng lão cười nói. Diệp Phàm ngồi xuống cẩn thận kiểm tra cho ông ta một lần phát hiện bệnh tình cũng không có chuyển biến gì xấu. Còn khá lạc quan, hắn lập tức chẳng định không thể chết được. Sau đó hắn liền kết hợp với thủ ô cùng tìm được với bao nhị điều trị cho Phượng lão. Sau khi xong việc đã là 8 giờ tối, hắn mệt đến mức toát cả mồ hôi. Đi thử một chút, Khuynh Thành lấy bộ quần áo ra đây. Phượng lão vẻ mặt điềm đạm cười. Không cần đâu, tôi về thử cũng được. Diệp Phàm vội từ chối, chuyện này cũng không được tự nhiên lắm. Yên tâm đi Chủ tịch Diệp, bộ quần áo này chắc chắn sẽ hợp với anh. Phượng Khuynh Thành lầm bầm nói. Chương 3567, chuyện của Phượng lão. Đi thôi, đánh với ta ván cờ, đã lâu chúng ta không nói chuyện phiếm rồi. Phượng lão cười nói. Diệp Phàm đành phải đi trước một bước, nhưng dù sao Phượng Khuynh Thành cũng đang ở nhà. Không giống như Akiyama Mako ở Nhật Bản có thể tắm giúp mình. Hắn đành phải ở trong bồn tắm ảo tưởng cảnh tắm huyên ương với Phượng Tiểu Thư. Hắn tắm xong thì phát hiện Phượng Khuynh Thành đã dọn xong bàn cờ, bên cạnh còn một chén trà hương thơm ngào ngạt. Cô vẫn là người rất biết chăm sóc người khác. Diệp Phàm ngồi xuống. Hai người bắt đầu chơi, Phượng lão quân đen, Diệp Phàm quân trắng. Với trình độ cờ vây của Diệp Phàm thì hắn không phải là đối thủ của Phượng lão, không lâu sau hắn đã bị quân đen vây kín. Lúc Diệp Phàm đang muốn đầu hàng thì đột nhiên Phượng lão cười thần bí nói, cậu thua dễ dàng vậy sao? Không nhận thua liệu có được không? Diệp Phàm có bực bội. Ha ha, thực ra, có những chuyện nhìn thì tưởng vào ngõ cụt nhưng quay lại thì lại nhìn thấy có lối thoát. Lão Phượng cười chỉ bảo hắn. Phượng lão đã biết rồi. Diệp Phàm nói. Ha ha, cứ một mực cương quyết cuối cùng là hành vi rút lui kia. Có những chuyện, cậu yếu nó cũng yếu. Cậu mạnh thì nó cũng càng mạnh hơn. Ngoài ra, so thanh đao với bàn cờ này có những quân đen đối kháng, vậy thì nhất định là thất bại rồi. Phượng lão nói. Diệp Phàm biết, bàn cờ mà Phượng lão muốn nói chính là Tỉnh Thiên Vân. Điều mà ông ta chỉ chính là tình cảnh trước mắt mình. Nếu quá yếu sẽ bị người khác khinh thường. Có những chuyện sai lầm không phải ở ta. Ta chỉ có thể thúc ngựa xông về phía trước. Tuy là hơi bi tráng nhưng cũng có vui buồn lẫn lộn. Diệp Phàm nói. Hồ đồ, bốp một tiếng. Quân cờ đen bị Phượng lão đập xuống bàn. Tôi biết là tôi hồ đồ, nhưng hồ đồ chính là tính cách của tôi. Diệp Phàm ương ngạnh cười đáp lại, một quân cờ trắng tấn công về phía trước, mang vọng tưởng sẽ phá tan được vòng vây của quân cờ đen. Tôi thua, không được rồi. Diệp Phàm thở dài. Cậu xem cái này đi. Phượng lão đột nhiên chỉ tay vào góc dưới, mắt Diệp Phàm liền sáng lên, thất thanh nói, tôi lại quên mất nó. Cái này đúng rồi đấy. Có những chuyện tôi đã nói, cậu yếu nó cũng yếu. Hơn nữa, cách làm hỏng cục diện, chính là biến cậu thành kẻ yếu. Đến lúc đó, chuyện xấu trong ván cờ này sẽ không ít đâu. Phượng lão xoa cằm râu rồi cười ha ha. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Diệp Phàm đứng lên xoay người đi nhanh. Chẳng ra sao cả, hắn thì hiểu cái gì, một tên hồ đồ. Phượng Khuynh Thành quyệt miệng nhìn Diệp Phàm đi khuất hẳn. Hắn không phải là tên hồ đồ đâu. Hắn chỉ giả vờ hồ đồ thôi. Tiểu tử này có lòng tự trọng rất cao. Người trong thiên hạ không ai dám làm chuyện này. Hắn cũng là đang chống đỡ. Khuynh Thành con nói xem, có một cán bộ nào dám đối đầu với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân như vậy không? Phượng lão cười nói. Con thích sự hồ đồ của hắn, rất thú vị, rất bá đạo. Phượng Khuynh Thành thốt ra một câu, Phượng lão nhìn cô. Ông nội, ông đừng nhìn con với ánh mắt như vậy, không phải thế đâu. Phượng Khuynh Thành xấu hổ, lắc bả vai ông nội làm nũng. Ai ra, có lẽ cuộc đời này ta mất hết hy vọng vào cuộc hôn nhân của tiểu Phượng rồi. Phượng lão thở dài nói. Ông nội, ông lại thế rồi, con vẫn còn nhỏ mà. Phượng Khuynh Thành xấu hổ đỏ mặt lên. Con còn nhỏ, đã hai mươi mấy rồi, không lấy chồng đi là thành bà cô rồi. Phượng lão thở dài. Không lấy chồng, con ở nhà chăm sóc ông nội. Phượng Khuynh Thành đùa giỡn đỏ mặt chạy lên lầu. Ai ra,
tiểu tử kia đúng là một nhân thần, hắn có tài đức gì chứ? Phượng lão tự lắc đầu cười giễu. Chuyện này khá hóc búa đây, vẻ mặt của chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục gây áp lực e rằng sẽ phải giải tán tập đoàn Hoành Không, vất vả lắm mới xây dựng được nó, lẽ nào lại ta vỡ như vậy sao? Không thể để cho tình trạng như vậy tiếp tục nữa. Nếu như thực sự làm nó bị giải tán thì cái mông này của chúng ta cũng ngồi không xong rồi. Phó Bí Thư Chiêm Hữu Quang vẻ mặt u buồn. Nghiêm trọng vậy sao? Trái đất ai cũng có thể rời chuyển được. Chúng ta lại đưa ra gói cứu trợ mấy triệu là ổn mà. Lúc đầu bọn họ mang mấy chục triệu bỏ chạy cũng ta cũng chống đỡ được đấy thôi. Đường Quang Hùng hừ lạnh nói. Vốn dĩ, tỉnh Thiên Vân đang mở cuộc họp các bí thư hội ý. Vì đề cập đến tập đoàn Hoành Không cho nên, thường vụ, phó chủ tịch tỉnh Khương Quân Sơn đặc biệt có mặt. Mười mấy triệu, đâu chỉ có mười mấy triệu, chỉ một tập đoàn Hoa Tinh đã mười mấy triệu, còn có Hoàng Triều Đế Đô, còn Đường Triều Bát Phẩm, còn cả tập đoàn Hà Chính, còn nữa tập đoàn Kim Lăng Cổ. Đây là một cái đùi khổng lồ có thể huých đổ tập đoàn Hoành Không. Khương Quân Sơn hừ lạnh nói. Đúng vậy, đã phải hoãn việc bắt đầu cải tạo khu Lục Loan. Trong tỉnh có đầu tư lớn. Hiện tại, tiền của Ủy ban Nhân dân tỉnh đang nhàn rỗi lại cứu trợ cho tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, ngay cả có tiền cũng không thể làm như vậy được. Một khi tập đoàn Hoành Không quay về tình trạng của 2 năm trước, vậy sẽ kéo theo tài chính của Ủy ban Nhân dân đi xuống. Chiêm Hữu Cân đang nóng nảy. Lẽ nào chỉ có Diệp Phàm mới xử lý được việc này? Đường Quang Hùng vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Ngoài hắn ra thập không có người nào giải quyết được. Khương Quân Sơn hừ lạnh nói. Nhất thời không khí trong phòng họp liền trở lên nặng nề. Người này không nhìn ra sự nghiệp thống nhất đất nước, đồng chí Kiều Báo Quốc đã có lời. Tôi thấy, chuyện này phải nhanh chóng xử lý. Không thể để những đồng chí như vậy uy hiếp tỉnh ủy chúng ta được. Đường Quang Hùng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, chuyện có phải đồng chí đó làm không còn chưa rõ. Không có bằng chứng chúng ta không thể suy đoán hồ đồ như vậy được. Hơn nữa tôi tin là đồng chí đó sẽ hiểu đại cục. Ninh Chí Hòa nói ra những lời này với vẻ khá nghiêm trọng. Đây rõ ràng là đang phê bình đồng chí Đường Quang Hùng. Đúng vậy, chuyện này rõ ràng là nếu như đồng chí đó làm thì trừ phi là quá hồ đồ. Chiến Hữu Quang nói. Tôi cũng tin rằng đồng chí Diệp Phàm sẽ nhìn đến đại cục. Khương Quân Sơn nói. Bây giờ nói những lời này thì ích gì, quan trọng là làm thế nào để xử lý được tình trạng lộn xộn hiện tại của tập đoàn Hoành Không. Khúc Chí Quốc rất phiền não. Mấy đồng chí thương lượng một chút, cuối cùng cũng quyết định chi ra một khoản tiền cứu trợ. Biết là không có tác dụng gì lớn nhưng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cũng phải có một thái độ. Nhưng, 10 giờ sáng ngày hôm sau, đột nhiên có người gào lên ở cổng tập đoàn Hoành Không, chủ tịch Diệp đã quay trở lại. Nhất thời trong vòng nửa tiếng đồng hồ như một con gió lốc cuốn toàn bộ tập đoàn Hoành Không. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, trụ sở chính của tập đoàn Hoành Không đã tụ tập mười mấy ngàn công nhân. Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Diệp. Chúng tôi muốn gặp cậu ấy một lần. Chủ tịch Diệp, chúng tôi tin cậu. Chủ tịch Diệp, chúng tôi nhớ cậu. Chủ tịch Diệp, tập đoàn Hoành Không không thể không có cậu. Như một cơn thủy triều, tiếng tung hô bên ngoài như rung chuyển cả trời đất. Thậm chí có người còn cầm chiếng, trống, chậu rửa mặt ra gõ ầm ĩ. Bí thư Nhậm, cứ như vậy thì ồn quá. Có phải ra ngoài nhắc nhở bọn họ không? Một người tạm thời còn bị cách chức mà như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Thư ký nhỏ giọng hỏi. Cậu thì biết cái gì, cút sang một bên cho tôi. Không ngờ là Nhậm Thời Mãn lại vỗ bàn khiến cho thư ký sợ đến mức run lẩy bẩy không dám lên tiếng nữa. Cũng lúc đó, Phong Hồ Ninh đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt âm trầm nghe những tiếng la hét xôi trào phía dưới. Cái gì, công nhân muốn làm loạn sao? Khúc Chí Quốc từ nhà vệ sinh đi ra. Sau đó nhẹ nhàng đến bên tai Ninh Chí Hòa nói. Lúc này đây, tỉnh ủy đang tiến hành họp. Khương Quân Sơn cũng vừa bỏ di động xuống, nhìn Ninh Chí Hòa nói, không xử lý tốt chuyện của tập đoàn Hoành Không e rằng sẽ thành đại loạn mất. Anh cũng nhận được tin rồi sao? Ninh Chí Hòa nói. Ừ, vừa mới nhận được, 56.000 công nhân đang tụ tập ở trụ sở chính của tập đoàn Hoành Không. Cũng có đến mấy ngàn quần chúng tụ tập đến đó. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt. Khương Quân Sơn nghiêm túc nói. Chuyện này đã xảy ra rồi, đồng chí Chí Quốc, đồng chí hãy nói cho mọi người đi. Vẻ mặt của Ninh Chí Hòa nghiêm trọng, Khúc Chí Quốc liền báo cáo chuyện này cho tất cả những người trong cuộc họp. Bí thư Ninh, Ủy ban Nhân dân phải lập tức cử người xuống chỉ đạo, nếu không e rằng.
Chiêm Hữu Quang nhìn Ninh Chí Hòa. Có hai đồng chí Thời Mãn và Phong Hồ Ninh ở đó, chắc là không có chuyện gì đâu. Hai người bọn họ đều là thành viên lòng cốt của Ủy ban Nhân dân. L lại pháo người xuống phái ai đây? Phái người xuống có tác dụng gì không? Sắc mặt của Khúc Chí Quốc âm trầm nhìn lướt qua mọi người. Sao chuyện này lại khéo thế? Có người vừa báo đã có mấy ngàn công nhân tập trung. Đường Căng Hùng nói một câu ám chỉ. Đồng chí Quang Hùng, đồng chí không thể biết được sức ảnh hưởng của đồng chí Diệp Phàm ở tập đoàn Hoành không? Đồng chí không nhận thức được trường hợp này. Đúng là một cái chỉ tay của tướng quân bằng khí thế của trăm, vạn quân. Chiêm Hữu Quang nói. Tập đoàn Hoành không là một tay đồng chí Diệp Phàm gây dựng lên. Trước khi cậu ta đi thậm chí sinh hoạt phí còn chưa phát đến tay công nhân. 78 tháng không được lĩnh lương. Sau khi hắn đi, thời gian 2 năm ngắn ngủi, tập đoàn Hoành không đã xảy ra những thay đổi quá lớn. Nhóm công nhân không những được nhận đủ lương, mà năm nay kinh tế của tập đoàn Hoành không chuyển biến theo hướng tích cực, mọi phúc lợi, đã ngộ công nhân cũng không ngừng có sự thay đổi. Đám công nhân tin tưởng lắm, ai có thể cho bọn họ cuộc sống ổn định thì bọn họ yêu người đó. Đây là một sự thật không thể chối bỏ. Khúc Chí Quốc lại có đánh giá cao về Diệp Phàm như vậy đến cả Đường Quang Hùng cũng phải kinh hãi. Các đồng chí, liệu có phải lần trước tỉnh chúng ta xử phạt đồng chí Diệp Phàm như vậy là không thích đáng? Lần đó đồng chí Diệp Phàm có sai lầm nhưng cái gĩ dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Có phải cách xử lý của đồng chí Thời Mãn quá tắc trách không? Lần đầu tiên Ninh Chí Hòa trực tiếp đề xuất đến đồng chí Nhâm Thời Mãn. Bởi vì Khương Quân Sơn đã liên minh với Ninh Chí Hòa. Còn thái độ của Khúc Chí Quốc thì lại có sự thay đổi. Ninh Chí Hòa lại nắm tỉnh ủy Thiên Vân trong tay. Hơn nữa, cùng phải cũng đã đến lúc trung thành với Diệp Phàm. Thời gian trước Diệp Phàm bị oan ức, Ninh Chí Hòa cũng muốn để cho cấp dưới đi theo mình. Đi theo ta các người cậu còn có hy vọng. Chương 3568, thái độ của tỉnh ủy có sự thay đổi lớn. Lúc đó đồng chí Diệp Phàm còn liên tục tranh luận. Hắn mới gõ một chút. Tuy đồng chí Nhậm Thời Mãn là lãnh đạo của đồng chí Diệp Phàm nhưng hành vi của đồng chí Nhậm Thời Mãn cũng hơi thiếu sự đúng mực. Còn đồng chí Diệp Phàm thì quá ương ngạnh. Chuyện này, tôi thấy hai bên đều có lỗi. Còn chỉ xử lý một mình đồng chí Diệp Phàm cho nên mới tạo thành tình trạng như ngày hôm nay. Tôi thấy chẳng qua chỉ là một việc nhỏ là gõ bàn, cũng nên xử lý thỏa đáng cả hai bên có phải không? Chiêm Hữu Quang đề nghị nói. Xử lý thỏa đáng, cách nói của đồng chí Hữu Quang rất hay. Các đồng chí khác có thể đề nghị về chuyện này. Nói xong Ninh Chí Hoàn liền mị cả hai mắt. Thưa anh em công nhân, tôi là Diệp Phàm. Bây giờ là lúc tôi phải làm việc, mọi người quay về làm việc đi. Chúng ta vẫn còn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, đứng hết ở chỗ này sao đổi được cuộc sống hạnh phúc có phải không? Diệp Phàm đi cùng Kiều Báo Quốc đứng lên bậc thang hô to. Chủ tịch Diệp, lúc nào thì cậu về làm chính thức làm việc? Lúc này có người lớn tiếng hô to. Ha ha. Công việc của tôi tỉnh ủy đã có sự sắp xếp khác rồi. Bên này đã có đồng chí Kiều Báo Quốc thay thế chức vụ của tôi. Trong thời gian này tôi sẽ giúp đồng chí ấy sắp xếp ổn thỏa công việc. Xin các anh em cứ yên tâm, tôi tin là dưới sự lãnh đạo của các cán bộ mới sẽ làm đưa tập đoàn Hoành không đến bước phát triển mới. Diệp Phàm cười sang sảng nói. Chúng tôi chỉ tin vào chủ tịch Diệp, cậy không thể đi được. Có người kêu lên. Ha ha, các anh em công nhân. Diệp Phàm tôi cũng không thể cứ mãi mãi ở tập đoàn Hoành không được có đúng không? Tôi cũng đã ở Hoành không hơn 2 năm rồi, đối với tập đoàn và các anh em công nhân Diệp Phàm tôi có một tình cảm rất sâu sắc. Nhưng, binh trong một doanh trại cũng phải lưu động, một cán bộ cũng không thể cứ mãi mãi dừng lại ở một vị trí được có đúng không? Ở đâu cần Diệp Phàm tôi, thì tôi sẽ đến đó. Xin các anh em hãy yên tâm, sự phát triển của tập đoàn Hoành không sẽ rất tốt. Đến được ngày hôm nay không phải dễ, chúng ta phải chung tay giữ gìn. Các anh em phải tin vào tập thể các lãnh đạo. Đặc biệt là đồng chí Kiều Báo Quốc, đồng chí ấy cũng là được điều chính từ tập đoàn cơ giới Trung Quốc sang. Có rất nhiều kinh nghiệm, yên tâm đi, Diệp Phàm cười nói. Nhưng chúng tôi tin chủ tịch Diệp. Có người hô to. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng dù sao mọi người cũng phải cho tôi cơ hội thăng tiến chứ. Làm một cán bộ. Có thể đi lên cương vị của một lãnh đạo cũng là mong muốn của Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy chúng ta không thể để cho chủ tịch Diệp khó xử được. Chúng ta không thể cản con đường thăng chức của chủ tịch Diệp được. Có người hô lên. Ha ha, thế mới đúng chứ. Tôi cũng không dám nói đến hai chữ thăng chức, đó là chuyện của các lãnh đạo cấp trên.
tôi chỉ muốn thay đổi một cương vị mới để có cảm giác mới mẻ thôi, đúng không? Diệp Phàm cười thân thiết nói. Lãnh đạo cấp trên không phải mù, cậu làm được nhiều việc như vậy, họ lại không nhìn thấy sao? Có người gào lên. Tôi thấy bọn họ mù hết rồi, lại còn xử phạt chủ tịch Diệp. Chủ tịch Diệp vì làm tập đoàn Hoành Không mà lao tâm khổ tứ. Cũng không thể nói lãnh đạo cấp trên như vậy được, họ có suy nghĩ của họ. Chúng ta đừng nên ở chỗ này suy đoán lung tung. Tôi quay về, mọi người vẫn nhìn tôi vui vẻ, nhưng nếu không đi làm việc thì không đúng rồi. Tôi phải xử lý các anh em, tôi giải tán đi. Diệp Phàm vẫy tay, còn nữa, tôi hy vọng mọi người có thể ủng hộ công việc cho đồng chí Kiều Báo Quốc như đã từng ủng hộ tôi. Bao gồm cả Chủ tịch Phong và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhậm. Vừa mới nhận được tin đám người đã giải tán, Kiều Báo Quốc đã ra thông báo, có lẽ phải các cán bộ công ty đều phải đến. Đồng chí Diệp Phàm sẽ nói chuyện với bọn họ, lúc này Khương Quân Sơn nói trong điện thoại. Tóm lại cũng là quá khứ rồi. Khúc Chí Quốc nhăn mày. Nguyệt Nhi, đừng làm loạn. Trong Chu Tước Sơn Trang, Diệp Phàm vừa uống trà vừa nói. Bọn họ không công bằng với anh, em sẽ làm loạn lên. Dựa vào cái gì mà quan phóng hỏa còn chúng ta thì lại không được khiếu nại. Mục Nguyệt Nhi quệt mồm vẻ mặt không vui. Ha ha, em đi làm loạn như vậy chẳng phải là mắc bẫy của kẻ khác hay sao? Diệp Phàm cười nói. Em vì anh mà bênh vực anh còn châm chọc, đúng là lòng dạ lang sói. Mục Nguyệt Nhi không hiểu. Em không hiểu quy tắc trong quan trường. Đây là chuyện giữa anh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Em xen vào ngược lại sẽ khiến anh xấu hổ. Người khác sẽ nói Diệp Phàm anh cố tình làm chuyện này. Điều quan trọng là em làm vậy sẽ khiến tỉnh ủy cho rằng anh làm đúng không? Diệp Phàm nói. Vậy, chuyện này, Mục Nguyệt Nhi ngây người ra, suy nghĩ. Thế mới đúng chứ, sáng mai đến tập đoàn Hoàng không họp, em cứ đặt cược là được. Diệp Phàm cười rộng lượng nói. Vậy hôn em một cái trước mới được, nếu không em không chịu đâu. Mục Nguyệt Nhi hay đùa. Chuyện tốt như vậy em phải nói sớm mới đúng chứ. Diệp Phàm cười, Mục Nguyệt Nhi đỏ mặt lên chạy trốn vào trong rừng. Hôm nay em có chạy đến chân trời anh cũng phải hôn. Diệp Phàm thi triển thuật thần hành, hai bóng người chớp mắt đã đi xa. Một lúc sau, Diệp Phàm đến thác nước cuối cùng cùng Diệp Phàm cũng ôm Mục Nguyệt Nhi vào lòng hai người hôn nhau trên không trung. Trời đất ngả nghiêng, vào lúc này thời gian như ngừng lại. Dưới ánh trăng chỉ còn hai người đã quấn vào làm một. Hai con sói không cẩn thận đã đánh lén vào. Tay cầm lạnh lẽo khó chịu, Mục Nguyệt Nhi giúp người bắt sói. Cha cha, có phải sói thích thỏ trắng không? Diệp Phàm cười khan nói. Em không phải thỏ trắng, anh đúng là sói. Mục Nguyệt Nhi cười khanh khách, tiếng cười gần như xuyên thấu không gian, may mà ở bên thác nước chứ nếu không đúng là sẽ dụ sói đến thật. Chỗ này không phải có hai con thỏ trắng sao? Sói đến bắt rồi, Diệp Phàm cười, hai con thỏ trắng như một. Anh, em nghi ngờ kiếp trước anh là ông chủ của một quán mì. Một Nguyệt Nhi xoay xung quanh nhưng gì sao tay cũng không dơ ra để ngăn cản được. Sao lại nói như vậy? Diệp Phàm hỏi. Bởi vì, anh nhào bột rất giỏi, rất thoải mái. Một Nguyệt Nhi cười khanh khách. Vậy càng tốt, đêm nay chúng ta sẽ làm mì. Suýt nữa thì Diệp Phàm thèm cả chảy nước miếng ra, lều ở phía dưới đã sớm dựng lên. Tiếp tục. Trượt băng. Tiếp cận gần đến đảo Nguyên, đến chỗ bờ cỏ. Người nào đó đang muốn hạ thủ. Tuy nói là ở thác nước có tiếng vang rất lớn nhưng Diệp Phàm vẫn cảm giác thấy có một luồng sát khí cực lớn. Hắn chạy nhanh đến ôm lấy Mộc Nguyệt Nhi nhảy bật lên tại chỗ. Hắn vừa mới lên đến không trung thì có những mảnh thủy tinh rắc như chân châu rơi vào đôi uyên ương. Xấu chết đi được, khó nhìn chết đi được còn tiền của em, còn tiền của em. Cô gái đã gặp hai lần trước kia vẫn là một cô gái ngốc. Nha đầu, cô muốn chết à? Diệp Phàm phát hỏa, bọt nước trên người run lên. Hắn phát hiện thác nước đã thành một con rồng sớm đè xuống. Diệp Phàm một quyền đạp ra trên không trung đập vào con rồng. Bụp một tiếng, Diệp Phàm bực bội vì mình không đánh lại được rồng nước mà bị nó đè lại ngã xuống đầm. Bên kia bụp một tiếng giòn vang, Mộc Nguyệt Nhi đã bị đuôi của con rồng nước cũng làm ngã vào thác nước. Nhà đầu chết tiệt kia, muốn chết à? Diệp Phàm tức giận, đành phải giao cho mỹ nhân ngư mang Mộc Nguyệt Nhi đến bờ biển. Mỹ nhân ngư thật ra là quệt mồm làm ra, sau khi nhấc mỹ nhân ngư lên thì ném cô vào bụi cỏ, nhất thời khiến cô bị hôn mê. Diệp Phàm tức đến dương mắt nhìn, nhưng cuộc chiến bên này cũng kinh hồn chỉ có thể đối phó trước rồi nói sau. Diệp Phàm cực kỳ tức giận,
dây thiên thiết vừa ra đã bộc bộc, cuối cùng cũng làm tan dòng nước. Nhưng dòng nước đi rồi, tảng đá bên kia lại tới, những viên đá đầy cả một bầu trời như mưa đá trút xuống. Dù Diệp Phàm nhanh nhạy hơn dây thiên thiết nhưng vẫn bị trúng hai hòn đá, chân hắn sưng lên. Diệp Phàm thầm khiếp sợ, cô gái này quá lợi hại, có lẽ là bán niệm khí rồi. Biết không thể địch nổi. Nhìn thấy một tảng đá to bằng chiếc xe tải đang bay tới, Diệp Phàm tức giận vô cùng. Dây thiên thiết trong nháy mắt đã ở trên đao. Diệp Phàm ra sức lôi chín đan điền đồng thời xuất lực. Thiên loan đao nhất thời cong lên, diệt hồn thương bắn ra ngoài như mũi tên. Âm một tiếng, tảng đá to bằng chiếc xe tải kia đâm thẳng vào diệt hồn thương, rồi lại tăng tốc đâm về phía nha đầu kia. Tốc độ nhanh như bay, nha đầu kia cũng không ngờ nó lại mạnh như thế. Ngay lúc đó, hắn đành phải vội mang một hòn đá khác ngăn lại. Nhưng, uy lực của thương chỉ vừa đủ. Mãi đến lúc tảng đá kia hung hăng đâm về phía nha đầu kia, thịch. Ô ô, anh ức hiếp tôi, tiền không trả cho tôi đi tìm anh tôi. Nha đầu kia bị đâm đến mức máu mũi chảy hết ra. Cô ta lau máu mũi khóc rồi mất hút. Còn Diệp Phàm cũng chẳng hơn gì, tuy bị hòn đá to đâm thủng nhưng vẫn còn ổn, hắn liền bao thẳng lên mấy chục mét. Vừa cúi đầu nhìn đã thấy tay sưng đỏ lên. Tôi không nợ tiền cô, tôi có cả hàng tỷ, số tiền kia có là cái gì? Chẳng ra sao cả, Diệp Phàm tức giận ngửa cổ giống lên trời, cảm giác oan ức. Cha cha, anh lừa tiền của nha đầu kia có phải không? Nói thật đi, anh lừa được bao nhiêu? Lẽ nào hàng tỷ mà anh nói chính là lừa được nha đầu kia sao? Mộc Nguyệt Nhi liền bị đánh thức vừa lúc nhìn thấy. Vớ vẩn, anh mà phải đi lừa tiền sao? Diệp Phàm tức giận nói, để Mộc Nguyệt Nhi kiểm tra một chút, phát hiện cũng không bị thương gì nhiều. Chỉ là khí huyết có chút không thoải mái thôi. Chưa chắc, anh không phải là quan tham, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không lừa nha đầu ngây thơ, ngốc nghếch kia. Vậy lừa được tiền, lừa được cả 21 triệu. Cao thủ, Mộc Nguyệt Nhi nói châm chọc. Vậy thì anh phải cẩn thận rồi, đừng để đến lúc tán gia bại sản cũng không có chỗ mà ngồi khóc. Chương 3569, lẽ nào đúng là nhặt được tôi? Anh phải cầm đi mà, hà tất phải dùng cách đó đúng không? Nếu anh cần cả người em cũng có thể cho nha mượn. Mộc Nguyệt Nhi ưỡn ngực, cười khanh khách không chút sợ hãi mà nói với Diệp Phàm. Hơn nữa, còn khe khẽ nhún ngực một cái ra vẻ kiên quyết. Ôi, em lại thế rồi, nói chuyện đứng đắn với anh đi. Diệp Phàm thở dài. Anh bị đánh cho mặt mày xám lại, cô gái kia mạnh hơn anh nhiều. Mộc Nguyệt Nhi bình tĩnh trở lại. Ừ, có lẽ là bán niệm khí. Từ lúc nào mà bán niệm khí không đáng giá như vậy? Diệp Phàm có chút bực bội. Cũng chưa nhìn thấy mấy người, Dương Đình Thiên của Võ Đăng, còn có Thiên Đao, hơn nữa lại thêm nha đầu kia. Nhưng, hình như nha đầu kia không cần mạng của anh. Với khả năng của anh thì chắc chắn không thể đánh lại được cô ta. Đương nhiên, chân chạy trốn nhanh, đánh không lại được thì vẫn có thể chạy. Lẽ nào nha đầu kia cố tình đùa giỡn anh? Lạ thật, Mộc Nguyệt Nhi nói. Anh cũng thấy bực bội, hơn nữa anh phát hiện ra hình như đầu óc cô ta có vấn đề. Diệp Phàm nói. Vuốt y phục trên người. Đầu óc có vấn đề mà có thể luyện đến bán niệm khí, làm gì có chuyện có thiên tài kiệt xuất đến vậy. Anh xem, hình như nha đầu kia còn nhỏ hơn anh. Đầu óc có vấn đề sao có thể chứ? Mộc Nguyệt Nhi xịt mũi căn bản là không tin. Có lẽ về phương diện võ công cô ra rất tốt nhưng em không nhìn ra. Ở cách nói chuyện và lối suy nghĩ không phải có vấn đề sao? Chúng ta đã gặp 3 lần, lần nào cũng câu nói là tiền của tôi, nếu không thì lại là tìm anh trai. Anh cái quái gì chứ, cô ta cũng chưa tìm thấy. Hình như cô ta cũng giống như 2 câu nói này. Diệp Phàm. Không chỉ có 2 câu nói này, không phải người ta cũng từng nói khó coi chết đi được, xấu chết đi được. Cô ta không nói nhiều nhưng toàn là thật, có thể nào là trước kia thông minh luyện đến bán niệm khí, sau đó ngốc nghếch không? Có lẽ bị tình nhân lừa tiền mà tức giận phát điên như vậy. Mộc Nguyệt Nhi tự cho rằng đã trinh thám được rồi, dương dương tự đắc. Chuyện của em thật vớ vấn, phải tìm cũng phải đi tìm tình nhân đó chứ. Diệp Phàm tức giận. Kha kha, biết đâu nhìn anh lại giống với tình nhân của cô ta. Cho nên mới có hiểu lầm. Vẻ mặt của Mộc Nguyệt Nhi vui như kẻ khác gặp tai họa, bị quấn vào chuyện này cũng thật là phiền toái, anh tự đi cầu phúc đi. Giống nhau thì có gì sai sao? Không thể nào thiên hạ lại có người giống như vậy. Diệp Phàm dùng mình một cái. Anh về nhà hỏi lại cha mẹ anh đi. Chưa biết chừng lúc nhỏ anh có một huynh đệ cùng sinh đôi bị thất lạc ấy chứ. Mộc Nguyệt Nhi nói.
vớ vẩn, chuyện liên thiên, về nhà. Diệp Phàm tức giận nói, nhưng trong lòng cũng chột dạ. Bụng nói em trai Diệp Tử Kỳ cũng là nhặt được, lẽ nào mình cũng là nhặt được? Không thể nào. Sự xuất hiện của Diệp Phàm, những chuyện này vốn dĩ đều là vì Diệp Phàm dựng lên. Cho nên, cuộc họp lúc sáng giống như một cuộc tọa đàm, đến giờ ăn cơm trưa đã nói xong. Hơn nữa, Diệp Phàm còn giới thiệu về Kiều Báo Quốc cho các anh em công nhân. Còn nói đến hai đồng chí Nhậm Thời Mãn và Phong Hồ Ninh, hai đồng chí này có việc cũng không đến, đối với suy nghĩ của hai đồng chí này Diệp Phàm cũng lý giải được. Hai ngày sau, tỉnh ủy Thiên Vân lại có quyết định điều chỉnh nhân sự. Thứ nhất, xóa bỏ quyết định xử phạt đồng chí Diệp Phàm. Thứ hai, cho dù đồng chí Nhậm Thời Mãn không đảm nhiệm chức phụ bí thư, ủy viên khi kinh tế Hoành Không, không đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Hoành Không, thì vẫn điều chỉnh đồng chí Nhậm Thời Mãn về tỉnh, phụ trách cải tạo khu Lục Loan. Thứ ba, đồng chí Khương Quân Sơn nhận chức phụ bí thư đảng ủy khu kinh tế Hoành Không. Thứ tư, do đồng chí đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không, ban cho thức gián đốc. Phục chức phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân, phục chức ủy viên quản lý khu kinh tế Hoành Không, chức phó bí thư đảng ủy, quản lý ủy viên cho đồng chí Diệp Phàm. Thứ năm, chính thức điều đồng chí Kiều Báo Quốc đảm nhiệm chức phó bí thư tập đoàn Hoàng Không, giám đốc điều hành. Diệp Phàm suy nghĩ là hiểu ngay, sắp xếp tỉnh Thiên Vân như vậy là hợp với lẽ thường. Vì sao mà vị trí của Phương Hồ Ninh không có sự thay đổi? Đó là Ninh Đại làm theo ý tưởng của chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc. Còn vì thể hiện sức ảnh hưởng của Diệp Phàm ở tập đoàn Hoành Không, cũng là vì làm ổn định lại cảm xúc của đám công nhân trong tập đoàn này. Cho nên, cho Diệp Phàm chức chủ tịch ban giám đốc. Xem ra như vậy, đồng chí Diệp Phàm vẫn là lãnh đạo tối cao của tập đoàn Hoành Không. Đương nhiên cũng sẽ có tác dụng kiềm chế sự nổi lên của Phong Hồ Ninh. Tuy ông ta là bí thư đảng ủy nhưng bên trên có chủ tịch Diệp Phàm, bên dưới lại có tổng giám đốc Kiều Báo Quốc. Từ trên xuống dưới về cơ bản là khống chế quyền lực của Phong Hồ Ninh. Nhưng quyền lực bên ngoài tượng trưng vẫn để cho đồng chí Khúc Chí Quốc có thể diện lớn. Đương nhiên, vì quan hệ của Diệp Phàm và Kiều Báo Quốc, cho nên, Diệp Phàm cũng không có thể lại hợp để gánh vác chức bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Nếu vậy thì tập đoàn đó chẳng khác nào biến thành tập đoàn của gia đình. Hơn nữa, rút Nhậm Thời Mãn về khu Lục Loan, đó là thành mỉa mai ông ta. Tuy khu Lục Loan ở tỉnh nhưng sự phát triển không thể bằng khu kinh tế Hoành Không được. Như vậy biến thành châm chọc vào phạm vi quyền lực của Nhậm Thời Mãn rồi. Đương nhiên, cũng là do trước kia Lâm Thời Mãn vỗ bàn là mới có sự trừng phạt như vậy. Cũng chỉ như bồi thường lại cho Diệp Phàm phải chịu oan trong thời gian trước. Sau khi tuyên bố quyết định xong, tuy Nhậm Thời Mãn cười, cũng đang vỗ tay, nhưng trong lòng Diệp Phàm cũng hiểu, chắc chắn là ông ta đang thầm bực chết đi được. Hôm nay là ngày thất bại của đồng chí Nhậm Thời Mãn, còn Khương Quân Sơn cũng tiến hành chuyển giao công việc cho Nhậm Thời Mãn. Ngay cả Phong Hồ Ninh cũng có sự thu hoạch, hơn nhiều cái danh hiệu bí thư đảng ủy. Sau này tập đoàn Hoành Không phát triển đi lên, công lao của ông ta cũng không nhỏ. Đương nhiên Khương Quân Sơn cũng vui mừng. Khu kinh tế Hoành Không phát triển là chuyện tốt, cho công việc của mình chủ yếu vẫn là ở tỉnh nhưng tóm lại vẫn tốt. Còn thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Hoành Không cũng vì Diệp Phàm mà có chút thay đổi. Diệp Phàm được điều chỉnh đến chủ tịch ban giám đốc, cho nên, hắn cũng chiếm luôn chức phó chủ tịch hội đồng quản trị do Phong Hồ Ninh tiếp nhận. Còn ủy viên Dương Chấn Đông cũng bị điều ra ngoài, Kiều Báo Quốc tiếp nhận chức vụ này. Chuyện này cũng không phải phó bí thư anh là thành viên ban giám đốc mà tôi lại không được làm thành viên trong đó nữa, điều đó không hợp lý. Đương nhiên, tập đoàn Hoành Không vẫn còn một đồng chí nằm trong ban giám đốc nữa đó là đồng chí Cung Chí Quân. Vì sao mà đồng chí Cung Chí Quân này lại không bằng đồng chí Dương Chấn Đông nhưng bị loại bỏ lại là đồng chí Dương Chấn Đông? Nguyên nhân này đương nhiên là vì Diệp Phàm. Dương Chấn Đông kia đến từ chỗ của Nhậm Thời Mãn, vẫn luôn đối đầu với Diệp Phàm. Trước hôm bổ nhiệm tỉnh ủy Thiên Vân cũng có trưng cầu ý kiến của Diệp Phàm. Cuối cùng đương nhiên được Diệp Phàm đánh vào hội đồng quản trị. Lý do đương nhiên có thể chỉ là nói bậy thôi, bởi vì đồng chí Cung Chí Quân còn trẻ đầy triển vọng. Hơn nữa, Ninh Chí Hoàn cũng biết Cung Chí Quân đến, cho nên Dương Chấn Đông tự nhiên sẽ bị lược qua. Bí thư Nhậm, bọn họ làm như vậy là trả đũa đấy. Dương Chấn Đông tức quá chạy đến chỗ Nhậm Thời Mãn than thở. Hai. Lão Dương à, bình tĩnh một chút đi. Nhậm Thời Mãn hỏi thăm rồi ngồi xuống. Bí thư Nhậm, tôi có thể bình tĩnh được sao? Không đề cập tới,
Dương Chấn Đông tôi cũng không nói gì. Tôi là người đàn bà quá không có ai ngủ cùng. Nhưng bây giờ lại đã tôi ra khỏi ban giám đốc, bọn họ dựa vào cái gì, cùng Chí Quân thời gian đế tập đoàn Hoành không còn chưa lâu bằng tôi, chức danh trong bộ máy đó còn thấp hơn tôi. Vì sao anh ta ở lại còn tôi thì lại phải ra ngoài? Đây rõ ràng là trả đũa tôi àm, là Diệp Phàm trả thù, có lúc tôi đã phản đối ý kiến của hắn trong cuộc họp. Hắn căn bản chính là chủ nghĩa bá quyền. Dương Chấn Đông giận dữ nói. Ông ta lờ mờ chỉ ra rằng tôi vì ủng hộ cho quyết định của nhậm thời mãn ông nên mới bị Diệp Phàm làm như thế. Chuyện này cậu có thể phản ứng lên trên, bớt giận trước đi đã. Nhậm thời mãn an ủi. Phản ứng có ích gì không? Bí thư Nhậm, chỉ bằng anh dẫn tôi về tỉnh. Tôi đi theo anh, ủy ban tỉnh không phải đang muốn chỉ huy cải tạo khu Lục Loan sao? Anh là tổng chỉ huy, tôi có thể làm thủ hạ cho anh. Dương Chấn Đông nói, đây mới chính là mục đích mà ông ta đến đây. Đừng nóng vội, chuyện này từ từ sẽ đến. Tập đoàn Hoành không tuy chỉ là xí nghiệp cấp ngành nhưng mạng lưới của chính phủ trong đó không nhỏ đâu. Nhậm thời mãn nói, Dương Chấn Đông rất thất vọng. Lúc nhậm thời mãn nói chính là đang đùa. Đường đường là một tổng chỉ huy như ông cần có một người kia mà thành vấn đề sao? Tôi tin bí thư Nhậm chỉ cần mở lời thì sẽ dễ dàng thôi. Dương Chấn Đông đang cố nài nỉ. Đồng chí Chấn Đông, cậu cho rằng tổ chức tỉnh ủy là tôi mở ra có phải không? Thấy Dương Chấn Đông như vậy, nhậm thời mãn hử lạnh một tiếng. Lời này rất nghiêm trọng, trong lòng ông ta đang bực chết đi được, vậy mà vẫn còn phía an ủi tên Dương Chấn Đông đáng ghét trước mặt mình. Vậy thì được, tôi sẽ chờ từ từ. Trong lòng Dương Chấn Đông hoàn toàn thất vọng, còn trong lòng nhậm thời mãn thì từ việc ân cần thăm hỏi tổ tông sáu đời nhà Dương Chấn Đông biến thành chuyện tào lao mấy câu rồi cáo từ. Phế vật vô dụng, bản thân vô dụng còn lải nhải trước mặt ông đây, muốn uy hiếp ông sao, cái thứ gì không biết. Dương Chấn Đông vừa mới đi, nhậm thời mãn dã đóng cửa lại mắng một câu. Ha ha ha, hả dạ quá đi, trong Chu Tước Sơn Trang, Bao Nghị đang cười ha ha. Đó là, lần này phạm vi điều chỉnh không nhỏ. Lại đùa dai với nhậm thời mãn, không thể ngờ được. Lam Tồn Quân cười ha ha nói. Đây chính là Diệp Phàm của chúng ta đã đấu tranh thắng lợi. Vì sao mà Diệp Phàm lại không nhường cho Lâm Thời Mãn có đường về tỉnh? Chuyện này chỉ cần nhìn là đã hiểu ngay. Bao Nghị cười nói. Đừng nói lão đồng chí Nhậm như vậy, chuyện này thực ra là đánh vào hội đồng quản trị. Diệp Phàm lắc đầu. Đánh vào hội đồng quản trị, không thể nòa. Rõ ràng là Nhậm Thời Mãn thua rất thảm mà. Lam Tồn Quân có phần không hiểu. Lúc trước không phải là tôi còn thảm hơn sao? Sự nặng hơn nữa là tạm thời cách chức. Còn nhậm thời mãn hiện tại chỉ là đổi địa bàn mà thôi. Chỉ có điều khu Lục Loan cũng không kém nhiều so với khu kinh tế Hoành không của chúng ta. Nhưng người ta vẫn là phó chủ tịch, ủy viên tỉnh ủy đấy thôi. Không đình chỉ hai chức vụ của ông ta, đến phạt cảnh cáo miệng cũng không có. Cậu nói xem là ông ta thảm hay là tôi thảm? Diệp Phàm nói. Chương 3570, thành công đến với Diệp Phàm. Việc này cũng không nhất định, ở khu kinh tế Hoành không ai đều biết được nhậm thời mãn là nhân vật số một, hiện giờ ông ta chán nản đi rồi. Cũng đại diện cho việc anh ta không thể nắm trong tay đại cục của khu kinh tế Hoành không. Là người bị đồng chí Diệp Phàm cứng rắn áp chế. Nhân vật số một bị nhân vật số hai lấn át, ảnh hưởng này so với việc anh bị trừng phạt còn lớn hơn. Huống chi lệnh trừng phạt của anh đã hết hiệu lực. Lúc đó chỉ là oan ức thôi, bây giờ là Diệp lão đại anh toàn thắng. Ngũ Vân Lượng vuốt vuốt cằm một chút cười nói. Một tháng Hà Đông hai tháng Hà Tây, thời đại này, không ai dám nói nắm chắc phần thắng. Diệp Phàm nói. Dù thế nào nhậm thời mãn ở khu kinh tế Hoành không đã trở thành lịch sử. Nhưng tỉnh ủy cho Khương Quân Sơn đến lại có chút kỳ lạ. Khương Quân Sơn chính là phó chủ tịch thương trực tỉnh, làm sao anh ta có thời gian để chủ trì công tác ở khu kinh tế Hoành không? Ngũ Vân Lượng nói. Việc này cũng không phải là không tốt. Anh ta không ở Hoành không thì khu kinh tế Hoành không chính là thiên hạ của cậu. Tỉnh ủy sắp xếp như vậy là cho khu kinh tế Hoành không một pho tượng Bồ Tát. Lão Ninh đúng là lần này ra tay nặng, ý của ông ấy có lẽ là muốn giao hết khu kinh tế Hoành không cho Diệp lão đại. Diệp Phàm tuy nhìn ngoài là nhân vật số 2, trên thực tế hắn đã là nhân vật số 1 của khu kinh tế Hoành không. Bao Nghị cười nói. Cũng chưa chắc. Lam Tồn Quân lắc lắc đầu. Sao thế? Bao Nghị hỏi. Tôi nghĩ Lão Ninh sắp xếp như thế có phải để duy trì cân bằng không? Lam Tồn Quân nói. Chẳng lẽ cử đế cho Diệp Phàm một đối thủ mạnh mẽ?
Bao Nghị có vẻ ngộ ra rồi. Tôi nghĩ, Khương Quân Sơn cùng Khúc Chí Quân không đối phó. Mà lần này Khúc Chí Quốc đồng ý cho Khương Quân Sơn đến khu kinh tế Hoành Không kiêm nhiệm chức bí thư. Có lẽ có phải là kế điệu hổ ly sơn không? Khương Quân Sơn một khi kiêm nhiệm chức bí thư khu kinh tế Hoành Không, chính anh ta không xuống dưới một năm thì cũng phải xuống dưới công tác một thời gian ngắn, có phải không? Đến lúc đó, anh ta vừa đi thì Ủy ban Nhân dân tỉnh chẳng phải là trong vòng khống chế của Chủ tịch Khúc sao? Hơn nữa, chuyện khu kinh tế Hoành Không nhiều việc phiền toái, Khương Quân Sơn dù sao cũng phải dùng một chút sức lực để quan tâm đến bên này. Diệp Phàm nói, không đúng, chẳng lẽ tính toán của Chủ tịch Khúc cấp số như Lão Ninh không nhìn ra? Bao Nghị hỏi, đương nhiên nhìn ra được, nhưng có lẽ Lão Ninh có tính toán của mình. Ví dụ như nếu để Diệp Phàm một người độc quyền ở khu kinh tế thì sẽ có lời bàn tán. Tất cả mọi người biết Diệp Phàm là một tay Lão Ninh mang đến, là người thân thiết với Lão Ninh, nếu như vậy sẽ có người nói Lão Ninh không khách quan. Cho nên, cho Khương Quân Sơn xuống dưới là mượn cớ. Hơn nữa Lão Ninh cũng không muốn Diệp Phàm một mình độc quyền. Nhìn ủy ban và đảng ủy là có thể thấy được, đây là nghệ thuật cân bằng của lãnh đạo. Hơn nữa, Lão Ninh cử đồng chí Khương Quân Sơn mạnh mẽ xuống dưới cũng có ý tức rèn luyện Diệp Phàm. Ngọc không mài không thể thành ngọc, Khương Quân Sơn chính là một hòn đá tốt để mài giũa Diệp Phàm. Một con ngựa qua chiến trận mới có thể đánh giá được. Nếu Diệp Phàm có thể vượt qua cửa ải khó khăn này thì càng chín chắn. Đến lúc đó có lẽ bước tiếp theo Diệp Phàm đi chính là đến tỉnh thành nhậm chức bí thư hoặc là vị trí của Nhậm Thời Mãn. Tôi cảm thấy đây là một khúc dạo đầu. Lam Tồn Quân nói. Tôi lo lắng một chút, Khương Quân Sơn rất khí phách, vừa mới xuống dưới có thể ra bài với Chủ tịch Khúc, nếu những thứ khác người này cũng không quyết đoán. Hơn nữa, người này thật sự có cách, không ngờ có thể nghĩ đến việc hợp tác với Lão Ninh. Ông ấy chẳng những bá đạo, cũng là một cao thủ về dựa thế. Ngũ Vân Lượng có chút u buồn. Ôi, người này so sánh với Nhậm Thời Mãn thì Nhậm Thời Mãn hơi có vẻ không đủ. Hơn nữa, bài của người này trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy cao hơn Nhậm Thời Mãn rất nhiều. Hơn nữa Bí Thư Ninh cũng phải quan tâm đến một ít suy nghĩ của đồng chí này. Cho nên, đôi khi nếu Diệp Phàm quá mạnh mẽ có lẽ Bí Thư Ninh sẽ lên tiếng. Đến lúc đó sẽ làm cho Diệp Phàm khó xử. Bao Nghị nói, cũng không phải lo lắng quá mức, quyền lực thật sự của Khương Quân Sơn ở khu kinh tế Hoành Không chúng ta tránh đi là được. Hơn nữa, Khương Quân Sơn thật sự muốn mạnh mẽ, Diệp Phàm tôi cũng có cách đối phó. Nhậm Thời Mãn vừa đi Phong Hồ Ninh thật ra có thể là một quân cờ tốt để lợi dụng. Dù sao Phong Hồ Ninh là người của Chủ tịch Khúc, mà Chủ tịch Khúc và Khương Quân Sơn rõ ràng không cùng phe. Muốn hai người họ cùng một chỗ là không có khả năng. Diệp Phàm nói, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ sợ đến lúc đó Chủ tịch Khúc và Khương Quân Sơn vì lợi ích nào đó mà có một thỏa thuận. Ví dụ như nhượng bộ một chút trong việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến lúc đó, chỉ sợ Phong Hồ Ninh cũng sẽ hợp tác với Khương Quân Sơn để kiềm chế cậu. Ngũ Vân Lượng có quan điểm của mình. Ở đây đương nhiên nhiều chuyện xấu, nhưng chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá mức. Lão Ninh muốn quan tâm đến Khương Quân Sơn chẳng lẽ không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi là một cái khuy nhưng không thể lưu lạc vì quân cơ như Khương Quân Sơn. Diệp Phàm hừ nói. Đúng thế, Lão Ninh cũng không thể chèn ép cậu quá đáng. Có lẽ chính Khương Quân Sơn cũng phải lo lắng đến việc này. Huống chi, ở khu kinh tế Hoành Không, anh có cơ sở thâm căn cố đế, cũng không phải ai nói một chút cũng có thể xoay. Nhưng chuyện Khương Quân làm sao bây giờ? Lam Tồn Quân gật đầu nói. Ngày mai sẽ có kết quả. Diệp Phàm hừ nói. Sáng hôm sau Nhậm Thời Mãn đi, Khương Quân Sơn cùng Diệp Phàm vui vẻ đưa tiễn. Ha ha, Chủ tịch Diệp, mùa xuân của tập đoàn Hoành Không thật sự đến đây. Cậu từ từ nở hoa là được. Vẻ mặt Nhậm Thời Mãn vui vẻ bắt tay Diệp Phàm ra vẻ hai người là anh em vậy. Nhưng Diệp Phàm có thể nghe ra hai chữ mùa xuân giống như đang nói ngược lại. Mùa xuân của tập đoàn Hoành Không đã tới lâu rồi, Chủ tịch Nhậm không phải đã mang theo hoa đi sao? Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, tất cả mọi người kiếm được bồn bát tràn đầy, tất cả đều là hoa tươi. Khương Quân Sơn không ngờ cười đùa. Nhìn theo chiếc Audi của Nhậm Thời Mãn rời đi, Khương Quân Sơn bình tĩnh lại nói. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta đến phòng họp gặp mặt đi. Xuống đây một lần không dễ dàng, cùng các đồng chí dù sao cũng phải làm quen. Khu kinh tế sau khi điều chỉnh lãnh đạo họp ban lãnh đạo lần đầu tiên cũng không có nội dung thực tế nhiều. Khương Quân Sơn rất khác.
giới thiệu các vị ủy viên xong thì tuyên bố hội nghị đã xong. Buổi trưa Diệp Phàm tổ chức cuộc họp ban giám đốc. Bởi vì đều là những gương mặt quen, cho nên cũng không phải làm việc tự giới thiệu. Trong thời gian trước vì nguyên nhân đặc biệt, tôi đi ra ngoài giải khuây. Nhiều việc của tập đoàn trong thời gian ngắn. Hôm nay nếu họp mời các vị thảo luận kỹ việc quan trọng. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái nói. Chủ tịch Diệp, tôi thật ra có đề nghị. Lúc Diệp Phàm vừa dứt lời Kiều Báo Quốc nói. Nói nghe một chút. Diệp Phàm hỏi, Phong Hồ Ninh nhìn liếc một cái, có lẽ là cho rằng hai anh em đang diễn kịch. Đúng vậy, về chuyện đồng chí Bao Nghị và đồng chí Khương Quân, thời gian trước vì lý do đặc biệt hai đồng chí này đều chọn cách từ chức. Nhưng tôi cho rằng hai đồng chí này không thể đi. Công ty công trình Thiên Mã là do một tay đồng chí Khương Quân dựng lên. Hiện giờ công ty phát triển rất tốt. Thiên Mã đã trở thành một trong những công ty con mạnh của tập đoàn. Mà Thiên Mã đang đảm nhiệm những công trình lớn của hai thành phố. Nghe nói tiếp theo đường cao tốc nối tỉnh thành Quang Vinh và khu kinh tế Hoành Không chúng ta giao cho khu kinh tế Hoành Không. Đến lúc đó tất phải công ty công trình Thiên Mã ra tay. Tôi lo lắng thay đổi nhân sự quản lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty. Mà đồng chí Bao Nghị từ khi đảm nhiệm Cục trưởng Cục Công an khu kinh tế đến giờ chưa xảy ra vụ án nào nghiêm trọng. Hơn nữa, năm trước Chủ tịch Đường kiểm tra khu kinh tế Hoành Không đồng chí Bao Nghị phụ trách bảo vệ còn được tỉnh và quốc vụ viện khen thưởng. Một đồng chí vĩ đại như vậy tôi tiếc khi buông tay. Vậy sẽ tổn thất như thế nào đối với khu kinh tế Hoành Không? Kiều Báo Quốc vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Kiều Báo Quốc, ý của anh là? Diệp Phàm hỏi. Không chấp nhận đơn từ chức, tôi hy vọng tập đoàn có thể tiếp tục trọng dụng hai đồng chí này. Kiều Báo Quốc nói. Đồng chí Kiều Báo Quốc, Tổng Giám đốc của Công ty Công trình Thiên Mã hiện giờ là đồng chí Dương Viễn. Đồng chí Dương Viễn cũng là một trong những người lão làng của công ty. Vẫn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, lúc đó đồng chí Khương Quân muốn từ chức, hơn nữa, tập đoàn cũng đã đồng ý. Hơn nữa, báo cáo lên Đảng ủy khu kinh tế cũng đã đồng ý. Ngay cả Ủy ban Nhân dân và tỉnh ủy cũng đã đồng ý. Cho nên, tập đoàn mới quyết định lựa chọn đồng chí Dương Viễn. Hơn nữa, đã báo cáo ban tổ chức tỉnh ủy. Hiện giờ đề nghị này của đồng chí Kiều Báo Quốc khá lỗi thời. Chẳng lẽ quyết định của tập đoàn, đảng ủy cùng với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân có thể đùa sao? Còn đồng chí Bao Nghị là cán bộ tạm quyền, tôi không phát biểu ý kiến. Phong Hồ Ninh lên tiếng phản đối đầu tiên. Bởi vì lúc ấy chính là anh ta cùng Nhậm Thời Mãn và Dương Chí Thăng muốn làm ra việc này, cũng không thể quay về bạt tai chính mình. Nhân sự trong tập đoàn cũng thay đổi theo thời gian cho thích hợp thôi. Lúc ấy vì nguyên nhân đặc biệt tạo nên tình huống như vậy. Hiện giờ đã qua hết, chúng ta không thể để cho người tài bị sói mòn, đó là tổn thất của tập đoàn. Tôi là lãnh đạo của tập đoàn không thể mắt thấy chuyện xảy ra như vậy mà không ngăn lại. Kiều Báo Quốc đáp, lúc này có vẻ hội nghị ban giám đốc là cuộc đấu vật tay. Ôi, đồng chí Bao Nghị và đồng chí Khương Quân đã có cống hiến rất lớn cho tập đoàn. Hơn nữa công ty Thiên Mã do chính anh ta sáng lập. Từ tình hình của công ty không thể làm như vậy. Hơn nữa Thiên Mã là công ty mà nhân viên đều là quân nhân xuất ngũ. Đồng chí Khương Quân là biên chế vào. Hơn nữa, đội ngũ này là do một tay anh ấy xây dựng nên. Phó Chủ tịch Điền Nam Mộc Hùng Phi gật đầu nói. Chương 3571, mục tiêu cuối cùng của Diệp Phàm. Lúc ấy ba người Nhậm Thời Mãn, Phong Hồ Ninh cùng Dương Chí Thăng kiên quyết đồng ý đơn từ chức của Khương Quân và Bao Nghị. Hơn nữa, không thông qua hội đồng quản trị, cho nên, các đồng chí tỉnh Điền Nam nghĩ rằng mình bị khinh thường, cố ý thấy. Hơn nữa các đồng chí Điền Nam cho rằng ở tập đoàn Hoành Không họ chịu thiệt hơn tỉnh Thiên Vân nhiều lắm. Cho nên, chuyện tỉnh Thiên Vân phê duyệt tôi đều phải gây chút chuyện. Cũng không phải là Mộc Hùng Phi đứng cùng phe với Kiều Báo Quốc. Ha ha, chuyện được tập đoàn phê duyệt, được đảng ủy rồi đến tỉnh ủy phê duyệt là chuyện nghiêm túc, là việc hệ trọng. Lúc này mới bao lâu mà muốn phủ quyết, chẳng phải là trò đùa sao? Hơn nữa, người ta tự nguyện từ chức, chúng ta cũng không có cách nào có phải không? Muốn nói nhân tài, đồng chí Dương Viễn cũng không sai. Hơn nữa cũng là một trong những lão nhân ở công ty Thiên Mã. Chẳng lẽ chúng ta còn chưa tin ánh mắt của ban tổ chức tỉnh ủy sao? Bành Nhất Khải người của Ủy ban Kinh tế Quốc gia xuống lại gây chuyện. Trước kia cùng Diệp Phàm hợp tác một chút. Hiện giờ địa thế của Nhậm Thời Mãn không tốt, hơn nữa việc này lại là chuyện mà Nhậm Thời Mãn thúc đẩy mạnh mẽ.
Bành Nhất Khải dù sao cũng phải đuổi kịp bước đi của lão Nhậm. Ha ha, tuy nói là ban tổ chức tỉnh ủy phê duyệt, thật ra công ty Thiên Mã là công ty con của tập đoàn Hoành Không, nhân sự do tập đoàn điều chỉnh. Đương nhiên, quyền quyết định ở đảng ủy và hội đồng quản trị tập đoàn. Chỉ cần báo cáo ban tổ chức tỉnh ủy một chút là được. Nếu hiện giờ chúng ta cho rằng đồng chí Dương Viễn không thích hợp đảm nhiệm chức vụ này, vậy quyết định điều chỉnh lại nhân sự. Mộc Thành Trương nói, đương nhiên là hưởng ứng quyết định của Mộc Hùng Phi. Đúng vậy, chẳng lẽ chuyện đã quyết định không thể thay đổi sao? Đây là đang họp hội đồng quản trị của tập đoàn. Hội đồng quản trị cho rằng có thể sửa đổi thì có thể sửa lại thôi. Có một số việc cũng không nhất định không thể thay đổi có phải không? Đồng chí Tôn Thành Trương của tỉnh Điền Nam cười nói. Xem ra, đối với chuyện này ba người của tỉnh Điền Nam thái độ thật sự thống nhất. Ha ha, điều chỉnh nhân sự quan trọng là quyền quyết định ở đảng ủy tập đoàn. Việc này nếu quyết định đầu tiên phải được đảng ủy thảo luận thông qua sau mới có thể thảo luận trong cuộc họp hội đồng quản trị. Phong Hồ Ninh chỉ trích Kiều Báo Quốc vượt cấp, hơn nữa căn bản là khiêu chiến quyền uy của anh ta ở tập đoàn. Đúng vậy, việc này có phải là gác lại để đảng ủy tập đoàn thảo luận rồi bàn sau không? Dương Văn Minh đến từ Ủy ban Kinh tế Quốc gia nói. Chuyện gì đều theo quy định, các đồng chí ngồi ở đây đều là những người có quy tắc có phải không? Bành Nhất Khải lấy quy định ra nói. Ha ha, một vị trí lãnh đạo của công ty con thôi, đương nhiên là phải được đảng ủy tập đoàn thảo luận. Diệp Phàm đột nhiên cười, những lời này vừa nói ra làm cho mấy người Phong Hồ Ninh thấy đúng, càng chế giễu Kiều Báo Quốc. Cho nên, toàn thể ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ người này cũng Kiều Báo Quốc không cùng phe. Sao có thể? Nhưng Diệp Phàm sau đó cười nói. Thật ra, tập đoàn Hoành Không chúng ta sau này phải phát triển xây dựng công trình nhiều hơn nữa. Có lẽ còn phải thành lập công ty con liên quan đến xây dựng đường sắt. Cho nên, sắp xếp một phó tổng liên quan đến những công trình có liên quan đến công ty con này là đúng. Sáng nay tôi vừa nhận được tin tức, đồng chí Dương Chấn Đông được điều chỉnh trở lại tỉnh. Những lời này của Diệp Phàm long trời lở đất, Phong Hồ Ninh thiếu chút nữa tức giận đến cắn răng. Hóa ra mục tiêu của hắn cũng không phải công ty con công trình này, không ngờ là muốn Khương Quân ngồi lên vị trí rất cao. Việc này có thật không? Nếu chỉ là tin đồn thì không cần thảo luận ở cuộc họp của hội đồng quản trị. Hơn nữa, dù tỉnh có ý định nhưng khi chưa tuyên bố chính thức cũng tồn tại nhiều chuyện xấu. Tôi hy vọng mỗi đồng chí vẫn phải thận trọng một chút. Phong Hồ Ninh hỏi ý chỉ Diệp Phàm không nghiêm túc. Chẳng lẽ Diệp Phàm tôi nói dối sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tổng Giám đốc Diệp, vị trí của đồng chí Dương Chấn Đông là tương đương với vị trí chính. Hơn nữa là vị trí trong thành viên của tập đoàn quan trọng của Trung ương. Đồng chí Khương Quân tuy nói cũng có nhiều thành tích, nhưng còn chưa có tư cách ngồi lên vị trí của đồng chí Dương Chấn Đông. Phong Hồ Ninh không nhịn được. Ha ha! Tôi cũng không nói đề cử đồng chí Khương Quân tiếp nhận vị trí của đồng chí Dương Chấn Đông. Các vị trí trong thành viên bộ máy tập đoàn có thể điều chỉnh thích hợp thôi. Việc này tùy vào tình hình thay đổi cũng không hẳn là không có thể có phải không. Đều là vì công việc thôi. Diệp Phàm cười nói. Tổng Giám đốc Diệp định điều chỉnh như thế nào? Bành Nhất Khải hỏi đương nhiên cũng quan tâm đến đề tài này, chính là ba vị của tỉnh Điền Nam cũng là ngoại lệ. Đồng chí Ngũ Vân Lượng phân công quản lý mảng du lịch của tập đoàn. Thành tích cũng quá rõ ràng. Hơn nữa, mảng du lịch hiện giờ đầu tư đã là lớn nhất. Nếu đồng chí Ngũ Vân Lượng làm ra thành tích, vậy chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Vừa lúc cơ hội này. Cho nên, tôi đề nghị đồng chí Ngũ Vân Lượng tiếp nhận vị trí của đồng chí Chấn Đông. Đương nhiên, bởi vì Vân Lượng xuất thân từ Ủy ban Kỷ luật. Cho nên, công tác kiểm tra kỷ luật của tập đoàn do đồng chí Vân Lượng kiêm nhiệm. Mà đồng chí Khương Quân hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức chủ tịch công đoàn kiêm trợ lý tổng giám đốc tập đoàn. Phân công quản lý công ty con ở mảng xây dựng cùng các nghiệp vụ liên quan. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, hội đồng quản trị đề cử có phải cũng phải trưng cầu ý kiến của bí thư đảng ủy như tôi có phải không? Phong Hồ Ninh lại lôi chức vụ ra. Không phải hội đồng quản trị đang trưng cầu ý kiến của anh sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Hồ Ninh. Tôi đây cứ nói thẳng, tôi cho rằng đồng chí Ngũ Vân Lượng đảm nhiệm chức vụ đồng chí Dương Chấn Đông để lại không thích hợp. Trong đảng ủy tập đoàn, trước đồng chí Vân Lượng còn có mấy đồng chí. Ví dụ như Phó Bí Thư Dương Chí Thăng, Phó Tổng Giám Đốc Tào, Phó Tổng Giám Đốc Trần Nguyên Đông cùng đồng chí Trần Viên Kiều.
nếu như là những đồng chí này cử một đồng chí lên vẫn phù hợp với quy định. Hơn nữa, nếu bàn về lý lịch bằng cấp thì họ thích hợp hơn đồng chí Vân Lượng. Dù sao đồng chí Vân Lượng cũng xuất thân từ Ủy ban Kỷ luật. Bây giờ còn là người do Ủy ban Kỷ luật phái ra thường trú tại tập đoàn phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật cán bộ. Đồng chí Trấn Đông phụ trách công tác đảng đoàn của công ty. Để một vị kiểm tra kỷ luật cán bộ quan tâm đến nhân sự đảng đoàn có phải lỗi thời không? Phong Hồ Ninh hừ lạnh nói. Tất nhiên cũng không cam lòng làm cho Ngũ Vân Lượng lên quản lý nhân sự, đến lúc đó hắn cùng Kiều Báo Quốc hợp lại, trên cơ bản Phong Hồ Ninh không muốn là kẻ thua cuộc. Đồng chí Chí Thăng phải quản lý toàn bộ thành phố Hạng Nam, anh ta cũng không cần nói. Nhưng nếu dựa theo cách nói của Chủ tịch Phong thì lựa chọn người tiếp theo có phải là đồng chí Tào Nguyệt có phải không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ha ha, theo cách nói của đồng chí Phong Hồ Ninh đúng là như thế. Kiều Báo Quốc nói. Nếu đồng chí Phong Hồ Ninh có đề nghị này, hội đồng quản trị chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của đảng ủy có phải không? Vậy điều chỉnh đồng chí Tào Nguyệt đến vị trí của đồng chí Trấn Đông là được. Vừa thấy Phong Hồ Ninh định lên tiếng cãi lại, Diệp Phàm lập tức lên tiếng quyết định để che lại câu chuyện của người này. Đồng chí Diệp Phàm, tôi chưa nói nhất định phải theo trình tự sắp xếp đề cử. Tôi chỉ là chỉ ra, mấy người cấp phó đều có tư cách được đề cử. Đề cử cán bộ cũng không thể chỉ dựa vào quyết định sắp xếp tương lai. Một vị trí có thể xem xét một vài người. Không thể áp đặt có phải không? Bổ nhiệm nhân sự như vậy là không phù hợp với quy định về bổ nhiệm cán bộ của đảng. Phong Hồ Ninh nhanh chóng muốn trở mình. Ha ha, trong mấy vị phó đồng chí Tào Nguyệt không đủ tư cách sao? Diệp Phàm cười nói đột nhiên nghiêm mặt. Tôi hy vọng mỗi đồng chí khi phát biểu phải thận trọng một chút, đừng chắp tay sau lưng chỉ trỏ. Đây là cuộc họp của hội đồng quản trị, không phải là nói chuyện tào lao. Phong Hồ Ninh lập tức đỏ mặt, nhược điểm đã bị Diệp Phàm bắt được, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Đồng chí Tào Nguyệt là người được phân công quản lý công ty Yến Nguyệt ở Việt Đông, cô ở đó đã hơn một năm. Nếu bàn về việc quen thuộc về tình hình của tập đoàn chúng ta thì cô rất tốt. Nếu triệu tập cô về tổng bộ, chúng ta lo lắng công ty Yến Nguyệt sẽ thiếu nhân lực. Nếu một đồng chí chưa quen đến đó, có phải là có chút không ổn không? Hơn nữa công ty Yến Nguyệt cũng là một trong những công ty lớn của tập đoàn. Chúng ta phải thận trọng suy xét mới được. Bành Nhất Khải lại tìm lý do khác. Các đồng chí ngồi ở đây không phải thân kinh bách chiến, có một số việc cũng chưa học, chẳng lẽ ngay cả năng lực học tập cũng mất đi? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Việc này nếu tất cả mọi người không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Tất nhiên, Tào Nguyệt đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành không cứ quyết định như vậy rồi. Tổng Giám đốc Diệp, công tác bên Việt Đông tôi cảm thấy giao cho đồng chí Khương Quân là thích hợp. Nghe nói đồng chí Khương Quân đã từng làm việc bên Việt Đông. Cũng quen thuộc đối với bên đó, công ty Yến Nguyệt của chúng ta là xây dựng từ công ty Yến Nguyệt Than. Địa bàn chính là nơi quân khu Việt Đông dự định xây dựng quân cảng. Hiện giờ cho chúng ta, cho nên, đồng chí Khương Quân sang đó rất tốt. Kiều Báo Quốc nói, vừa rồi Tổng Giám đốc Diệp không phải nói đồng chí Khương Quân xuất thân từ công ty xây dựng công trình sao, theo tôi được biết anh ta cũng là lính công binh. Hơn nữa Tổng Giám đốc Diệp còn nói phân công anh ta quản lý về công trình xây dựng thì thích hợp hơn. Công ty công trình Yến Nguyệt Than sắp xây dựng xong. Nơi đó cần chính là người hiểu biết về kinh doanh. Người có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này qua đó quản lý là thích hợp nhất. Phong Hồ Ninh nói. Như đồng chí Trần Nguyên qua đó là thích hợp. Ha ha, bên kia còn có đồng chí Nghiêm Phương Long quản lý xưởng đóng tàu. Tôi thấy, điều chỉnh anh ta đến công ty Yến Nguyệt là thích hợp. Đồng chí Viên Kiều chính là chuyên gia chuyên nghiệp về máy móc, qua quản lý xưởng đóng tàu Hoành không cũng không sai. Mảng đó cũng khá quan trọng. Diệp Phàm cười nói. Một cước đá Trần Viên Kiều đến Việt Đông. Vì phụ nữ thường thường thấy thích, đá đi rồi mắt không thấy tâm không phiền. Cuối cùng trải qua một cuộc đua, Ngũ Vân Lượng không nhúc nhích. Nhưng Khương Quân Sơn tiếp nhận vị trí của Nghiêm Phương Long, thăng chức trợ lý tổng giám đốc, hưởng đãi ngộ cấp giám đốc sở tham thiếu. Chương 3572, hắn phá hủy quy tắc của trò chơi. Trần Viên Kiều được điều chỉnh đến xưởng đóng tàu Hoành không, chức vụ cũ do Dương Quý Phương tiếp nhận. Phong Hồ Ninh dù cật lực phản đối nhưng Diệp Phàm dùng thủ đoạn bá đạo để quyết định. Thiếu chút nữa thì khiến đồng chí Phong Hồ Ninh tức hộc máu. Bởi vì điều chỉnh nhân sự chỉ cần hội đồng quản trị phê chuẩn là được, còn Khương Quân lập tức báo cáo lên ban tổ chức tỉnh ủy, không có việc gì lớn chắc chắn sẽ được thông qua.
Đồng chí Diệp Phàm, tôi giữ lại ý kiến của mình. Hội đồng quản trị hay không cũng thế tôi, cậu muốn làm thế nào thì làm. Phong Hồ Ninh cuối cùng tức giận đứng lên nhìn Diệp Phàm nói, tỏ vẻ rất bất mãn. Ha ha, đồng chí Hồ Ninh đừng tức giận hại sức khỏe. Diệp Phàm trêu chọc làm cho mọi người trong phòng cười vang. Hòa hợp êm thấm thôi, chỉ có Phong Hồ Ninh bước chân càng thêm nóng nảy trong tiếng cười. Chủ tịch Khúc, Diệp Phàm làm như vậy có để cho người khác làm không? Phong Hồ Ninh thật sự không nhịn được, vừa về tới văn phòng đã đập nát chén trà, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Chủ tịch Khúc. Sao lại thế này, Diệp Phàm lại như thế nào rồi? Khúc Chí Quốc vẫn không hiểu ra sao, vì thế Phong Hồ Ninh nói lại chuyện họp hội đồng quản trị. Ha ha, lão Phong, xin bất giận, đừng làm mình tức giận không tốt. Không thể tưởng tượng Chủ tịch Khúc còn cười an ủi. Hắn cũng quá độc quyền, căn bản là không coi tôi ra gì, chẳng lẽ tôi thật sự là đồ trang trí sao? Chủ tịch Khúc, tôi thấy hắn ở tập đoàn Hoành không căn bản là một tay che trời. Điều chỉnh của tỉnh ủy lúc ấy sẽ không xong. Không thể tưởng tượng được lúc này mới một thời gian hắn lập tức đã ra tay. Khương Quân rõ ràng tự động từ chức, đã quyết định không ngờ còn đề cử một người ngoài như vậy. Đây căn bản là vi phạm quy tắc. Phong Hồ Ninh giận dữ nói. Cái gì gọi là quy tắc trò chơi? Tôi thấy, lão Phong, anh cũng có chút hồ đồ rồi. Khúc Chí Quốc có lẽ khó chịu. Chủ tịch Khúc, tôi hồ đồ thế nào, tôi rất tỉnh. Phong Hồ Ninh giận. Tỉnh, anh nghĩ lại xem, anh là bí thư đảng ủy tập đoàn. Nhưng hội đồng quản trị mới là có quyền cao nhất trong tập đoàn. Vì sao trong bộ máy đảng ủy của tập đoàn không có các đồng chí tỉnh Điền Nam, cũng không có các đồng chí của Ủy ban Kinh tế Quốc gia, đây là vì sao? Đó chính là nói việc mà bộ máy tập đoàn nên làm là phát triển công ty, còn về phương diện quyền nhân sự thì Phong Hồ Ninh ông cũng có quyền mà. Ví dụ như các đồng chí cấp dưới của đảng ủy anh còn có quyền quyết định vận mệnh của họ. Còn các đồng chí cấp phó thì quyền quyết định thuộc hội đồng quản trị tập đoàn. Anh đừng quên, hội đồng quản trị là các đồng chí của hai tỉnh cùng tham gia. Thành viên quan trọng còn cả tỉnh Thiên Vân. Cho nên, về điều chỉnh thành viên, hội đồng quản trị có quyền lực. Diệp Phàm cũng không vi phạm quy định. Đương nhiên, trước đó phải tham khảo ý kiến của anh là đúng. Đây là tôn trọng anh. Hơn nữa, nói thật lão Phong, việc này dù là thảo luận trong hội nghị đảng ủy tập đoàn anh chưa chắc chiếm được thế tốt. Đến lúc đó anh càng nhục nhã. So với thế, chỉ bằng nghỉ ngơi một chút, hội đồng quản trị quyết định cũng đồng ý đi. Chờ đến khi anh thật sự nắm trong tay đảng ủy của tập đoàn thì còn lo lắng cái gì? Cho nên, việc quan trọng trước mắt là nắm các thành viên đảng ủy trong tay. Mà không phải nhìn lên trên xem, muốn khống chế hội đồng quản trị là khá khó khăn. Chờ khi anh nắm được đảng ủy sau đó phát triển sang hội đồng quản trị là được. Chủ tịch Khúc khuyên chân tình. Việc này cũng khá khó. Thành viên đảng ủy tập đoàn tuy nói đều là cán bộ tỉnh Thiên Vân nhưng đều là một mình một nhà một mình một trận. Bên trong đó thật sự giống hội nghị thường vụ tỉnh thu nhỏ. Phong Hồ Ninh nói. Xem ra anh là người tỉnh táo, nói thật, anh có thể ngồi lên vị trí bí thư đảng ủy tập đoàn đã không tồi rồi. Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, trước tiên sắp xếp các thành viên trong đảng ủy rồi nói sai. Diệp Phàm đó, tốt nhất là anh tránh đi trước một chút, tránh là sáng suốt. Lúc mấu chốt này, vì thời gian trước hắn bị oan khuất. Chúng ta ra tay trừng phạt hắn một chút, anh nghĩ hắn sẽ nghỉ ngơi như thế sao? Không, hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Anh nghĩ xem, hắn mở đầu đối đầu mạnh mẽ với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân như thế, vì sao đi ra ngoài một vòng dường như một người khác vậy? Nguyên nhân trong đó anh có nghĩ đến không? Khúc Chí Quốc hỏi. Sao lại lạ như vậy, chẳng lẽ xuất hiện việc thay lòng? Trái tim của hắn cũng đủ rộng đi. Phong Hồ Ninh châm chọc nói. Rộng lớn, ha ha, anh nghĩ xem, giang sơn dễ đổi, nói ý thế nào? Đó là không thể sửa đổi, đặc biệt đối với hắn. Khúc Chí Quốc cười nói. Đúng thế. Phong Hồ Ninh nói. Đúng rồi, tôi cảm thấy được, có phải hắn gặp cao nhân nào rồi không? Khúc Chí Quốc nói. Cao Nhật, có vẻ giống, hình như là bị chỉ điểm. Vị cao nhân này là ai? Trưởng Ban Kiều hay là đồng chí nào khác? Phong Hồ Ninh hình như bị thu hút. Anh hỏi tôi hỏi ai, tôi cũng không phải là Gia Cát Lượng. Khúc Chí Quốc cười ha hả. Thật ra, áp lực của hội đồng quản trị anh cũng không cần phải quá khó khăn, đợi một thời gian xem đi. Đến lúc đó, dùng đảng ủy đè Diệp Phàm.
anh nói là đồng chí Khương Quân Sơn sắp đến. Phong Hồ Ninh hình như nghĩ ra cái gì rồi. Ha ha, Khương Quân Sơn là người khí phách lớn. Vừa đến đây đã đối đầu với tôi. Người như thế ngay cả tôi cũng không phục, phục Diệp Phàm sao? Khúc Chí Quốc cười nói. Ha ha ha, thật đúng vậy. Tôi nhớ lại Lạn Tương như thời nước Triệu đã nói một câu Tần Vương ta còn không sợ, chẳng lẽ sợ tướng quân sao? Khương Quân Sơn đến quản lý đảng ủy sẽ cùng Diệp Phàm đánh trận. Dã tâm của người này lớn hơn Diệp Phàm. Đến lúc đó, sao chổi đụng trái đất là chuyện xưa diễn lại. Phong Hồ Ninh bớt giận không ít. Đúng rồi, có một số người quen việc độc đoán. Mặc dù là cùng phe hắn cũng ra tay. Trong vòng cũng có cạnh tranh thôi, cạnh tranh cũng có lợi cho sự phát triển của vòng tròn. Dù thế thì vòng tròn chúa cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy phải xem thực lực của anh thế nào. Chủ tịch Khúc cười nói. Thời gian lặng lẽ trôi đến Tết Nguyên đán năm 2008. Diệp Phàm bàn với Phí Thanh Sơn mấy ngày nữa đến Thái Lan một chuyến để giải quyết chuyện nhà họ Trác, sau đó đến Thất Bảo. Bên phía Duy Cơ có một tin tức gửi đến là Diệp Phàm khiếp sợ. Nói lần trước đoàn người Sa Thiên tấn công đường thủ đạo, nhân viên mang đi không ngờ mất tích. Chỉ có Ngưu Bá cả người đầy máu tươi chạy về, nhưng khi anh ta đến đảo thì đã lâm vào trạng thái hôn mê, làm thế nào cũng không tỉnh lại. Ai làm? Diệp Phàm đập bàn quát lên. Lý Cường lập tức gọi điện thoại liên hệ Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cùng với Thiên Đao. Quyết định Chu Chân Chân, Nhất Diệp Đại Sư cùng Thu Chỉ Chú tại Diệp Hồng Bảo. Các cao thủ khác đều nhanh chóng đến quần đảo Duy Cơ Tư. Cung Khai Hà nghe tin sau đó điện thoại đến. Bởi vì Sa Nhất Đao nóng vội vàng bỏ chuyện ở Bắc Kinh chạy đến tập đoàn Hoành Không. Có mấy khả năng, Cung Âm Giáo vẫn đối đầu với quần đảo Duy Cơ. Có lẽ bọn phát hiện Sa Thiên tấn công đường thủ đạo trở về nên ra tay. Còn có một khả năng, không phải anh nói thiên huyết của anh đang âm thầm ủng hộ cùng âm giáo sao? Có thể là bọn họ làm. Còn có một khả năng nữa, chính là đường thủ làm. Họ để lại một cao thủ âm thầm ra tay. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, dù sao các cậu tấn công nhanh đường thủ đạo không kịp chuẩn bị. Khả năng khác chính là gặp tình huống ngoài ý muốn. Cung Khai Hà phân tích. Ôi! Tôi cảm thấy thiên huyết rất có thể. Họ đã biết cùng âm giáo có mối thù với quần đảo Duy Cơ Tư. Thật sự có thể cùng âm giáo cùng họ làm. Tôi lo mấy người Sa Thiên gặp cao thủ của hai phái bọn họ cũng không đủ. Dù sao mấy người họ công lực cao nhất cũng chỉ là bán tiên thiên. Những người khác tuy nói là cao thủ nhưng thân thủ chỉ mới thấp đẳng. Nhưng đối phương chỉ cần có hai cao thủ tiên thiên là có thể diệt hết bọn hắn. Bọn họ muốn đánh lén thì người Duy Cơ Tư muốn bảo vệ đảo vẫn được. Nhưng đối diện với thực lực mạnh mẽ thì vẫn là quá yếu. Diệp Phàm nói, cần tổ ủng hộ như thế nào cậu cứ việc lên tiếng. Lôi thạch của Duy Cơ chúng ta cần hợp tác lâu dài. Nếu Duy Cơ thật sự bị bọn họ diệt thì việc bảo đảm lôi thạch cho chúng ta có vấn đề. Người ta lại là quốc gia độc lập, chúng ta cũng không tiện cử quân đội đến đó. Cung Khai Hà nói, Sa Nhất Đao nhất định phải đến đó, cho tôi mượn Thiên Thông cùng Trương Ẩn Hào là được. Bên này tôi sẽ tự nghĩ cách, còn thiết bị công nghệ cao tổ cho chúng tôi thuê là được. Diệp Phàm nói. Nói gì thuê, Sa Thiên cũng giúp tổ không ít. Hơn nữa Duy Cơ ổn định cũng có lợi cho quốc gia chúng ta có phải không? Muốn cái gì cậu cứ lập danh sách cho đồng chí kế viễn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị trong thời gian nhanh nhất. Cung Khai Hà lần này thật đúng là hào phóng. Đem thần Long M2 cho tôi mượn một chút thì sao? Diệp Phàm hỏi. Cái này không ổn. Thần Long M2 là bí mật quốc gia. Đây không phải là nguyên nhân quan trọng. Nếu bởi vì Duy Cơ Tư cần thì có thể xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Quan trọng là tốc độ của tàu ngầm kém máy bay. Đến Duy Cơ ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Tôi thấy các cậu phải đi nhanh, Sa Thiên chờ không được. Cung Khai Hà nói. Nghe nói công ty của đường thủ đạo và cùng âm giáo đã bí mật nghiên cứu một ít pháo hạm. Chuẩn bị phong tỏa đường của Duy Cơ Tư. Tôi nghĩ nếu lần này qua đó vậy phải đánh tan dự tính của họ. Nếu không, pháo hạm này có ảnh hưởng lớn đến phát triển của Duy Cơ Tư. Nếu thuyền buôn bán bị đánh chìm, thì phát triển Duy Cơ không thể tiếp tục. Diệp Phàm nói. Chương 3573, Quốc chi lợi phẩm. Cậu muốn dùng thần Long M2 để bí mật tấn công bọn họ. Việc này không thích hợp, thần Long M2 là vũ khí của quốc gia, là một trong những tàu ngầm thần bí nhất của quốc gia. Đến hiện giờ đặc vụ nước ngoài cũng không rõ vũ khí này. Nếu như đi đánh pháo hạm nhỏ, đây chẳng phải là đại pháo đánh mũi sao?
nếu lộ ra ngoài thì các cậu không chịu nổi trách nhiệm này. Tôi thấy muốn diệt dạng pháo hạm nhỏ của bọn chúng cậu không ít cách. Có cao thủ như các cậu, chỉ cần phát hiện pháo hạm nhỏ, bọn họ có thể thoát được sao? Cậu có thể dùng mưu để dụ bọn họ ra thôi. Hơn nữa, Duy Cơ Tư bên kia hiện giờ đã xây dựng một vài binh đoàn chính quy, vũ khí trang bị không ít. Tên lửa vác vai hoàn toàn có tác dụng. Đến lúc đó, trong tay một cao thủ như vậy càng có khả năng đánh chìm pháo hạm nhỏ của họ. Đương nhiên, tôi có thể nghĩ cách cho các cậu đến một nước lân cận cải tạo một con thuyền đánh cá tốc độ nhanh. Cung Khai Hà nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm nói, nhanh chóng liệt kê danh sách, người cũng dễ dàng. Từ Việt Châu bay đến Anh rất nhanh, sau đó chuyển đi Hồng Ma Tây Lượng Quốc. Thủ tục do Tổ A đứng ra lo lắng. Buổi tối ngày hôm sau đến Anh, còn về trang thiết bị được chuyển theo con đường đặc biệt, thời gian đương nhiên muộn hơn một chút. Buổi tối mấy người Diệp Phàm từ Hồng Ma Tây Lượng Quốc ngồi trên con tàu trọng tải 5.000 tấn đến quần đảo Duy Cơ Tư. Vì sao dùng thuyền buôn mà không dùng thuyền đánh cá? Bởi vì Diệp Phàm cũng thuyền buôn câu cá. Nhưng buổi chiều ngày hôm sau thuyền buôn cũng thuận lợi đến đảo Duy Cơ Tư. Cũng không phát hiện pháo hạm nhỏ xem ra, lần đầu xuất sư đã thất bại. Đoàn người Diệp Phàm vội vàng đến tổng bộ của bộ lạc Duy Cơ Tư. Vài năm rồi Diệp Phàm mới lên lại đảo này, phát hiện bên ngoài cũng không có nhiều thay đổi. Chẳng qua là một số địa điểm bên ngoài đã được xây dựng những cứ điểm bí mật. Cứ điểm này đều trang bị vũ khí hiện đại, ví dụ như pháo cao xạ, đại pháo chuyên đánh tàu chiến cùng với súng ống. Hơn nữa, giữa những cứ điểm lớn còn có cứ điểm nhỏ, bố trí súng máy hạng nặng và các vũ khí hiện đại. Những vũ khí này trên cơ bản đều là mua bằng con đường đặc thù. Đương nhiên, Trung Quốc cũng bí mật ủng hộ một ít. Những vũ khí này để xóa dấu vết do Trung Quốc chế tạo, dù phát hiện cũng không điều tra được nước chế tạo. Trần Quân đến quần đảo Duy Cơ Tư đã cùng bố trí những cứ điểm này. Đương nhiên đối với phạm vi rộng lớn của quần đảo Duy Cơ Tư, những cứ điểm này có chút như muối bỏ biển. Hơn nữa những phân đảo trên cơ bản có 2-3 cứ điểm, rõ ràng hỏa lực không đủ. Nhưng đây là hiện trạng, cái khó bó cái khôn, không có tiền. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là Hồng Ma Tây Lượng Quốc phong tỏa vũ khí đối với quần đảo Duy Cơ Tư là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Đảo Duy Cơ Tư đã bị Hồng Ma Tây Lượng Quốc chiếm đóng một thời gian ngắn, từng là thuộc địa của họ. Sau này nhân dân Duy Cơ Tư tự đứng lên giành độc lập cho mình để trở thành vương quốc độc lập. Chẳng qua không được Liên Hiệp Quốc thông qua, cho nên Hồng Ma Tây Lượng Quốc còn có dã tâm, còn vọng tưởng tiếp tục đô hộ Duy Cơ Tư. Nhưng vì nguyên nhân địa lý, trên biển cũng là một phạm vi lớn. Nên mỗi quốc gia đến lập căn cứ quân sự ở đây đều liên quan đến an toàn của Hồng Ma Tây Lượng Quốc. Cho nên, nguyên nhân là vậy nên nhiều quốc gia đều muốn. Hồng Ma Tây Lượng Quốc muốn bá chiếm thì các nước khác cũng không chịu, cũng sẽ xuất binh. Cứ rằng coi như vậy, Duy Cơ Tư cũng không có khả năng đến Liên Hiệp Quốc để tranh thủ quyền lực của mình, đành phải từ từ phát triển. Trên đảo lớn có một con đường quốc lộ, độ rộng cũng đạt được độ rộng của quốc lộ cấp 2 của Trung Quốc. Bước tiếp theo chúng tôi chuẩn bị xây dựng một quốc lộ lớn. Quốc lộ tiêu chuẩn cấp 3. Ngô Tuấn nói. Việc này cần bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Tiền công trên cơ bản không cần, người Duy Cơ Tư có công có lực. Nhưng chỉ là sắt thép, thuốc nổ mở đường cùng phải mấy tỷ. Dù sao, đường dài, cả đảo lớn không dưới mấy trăm cây em. Ngô Tuấn nói. Từ từ sẽ đến, trước tiên quy hoạch đã, sau đó xây dựng một chiều trước, sau làm tiếp. Chúng ta có bao nhiêu tiền thì làm bằng đó. Nhưng đường phải rộng một chút, đường có thể thiếu một chút nhưng độ rộng không thể quá nhỏ. Tôi không muốn sau này phát triển lên lại phải sửa lại, lãng phí tài nguyên không nói còn làm cho lộn xộn. Về vấn đề này thì quy hoạch trong nước là một bài học, chúng ta không thể đi đường xưa. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, từ khi trở về Ngưu Bá chưa nói gì sao? Diệp Phàm hỏi. Về đến đảo một trạm gác ngầm phát hiện, đang định đến hỏi thăm thì anh ta ngất xỉu. Chưa kịp nói câu nào, hơn nữa, người đầy máu tươi, có thể giữ lại mạng đã là may mắn rồi. Khuôn mặt Ngô Tuấn cứng đờ, khó coi. Ôi! Diệp Phàm cảm thấy rất khó chịu. Mấy người Sa Thiên chỉ sợ hơi khó. Ngô Tuấn nhỏ giọng nói. Ai dám động vào tôi sẽ trả lại họ 10 phần. Diệp Phàm chụp một cái tát, cây to hai người ôm cách xa mấy chục mét cũng đổ rầm, chim chóc bay loạn xạ, ồn ào không ngừng. Đến tổng bộ của dân tộc Duy Cơ Tư Diệp Phàm phát hiện ở đó tụ tập mấy chục người dân Tây Mễ. Lôi Thánh Uy Vũ,
Lôi Thánh uy vũ. Mấy chục người cùng đồng thành, tiếng hô thật sự dọa người. Hiện trường sôi sục, Đường Châu Ái cầm một cái pháp trượng đứng giữa mọi người giống như là nữ vương đi tới. Hôm nay cô mặc áo choàng màu vàng, bên trong là lông dê màu trắng. Dưới là váy da màu đen tự sản xuất, dưới chân là đôi giày da trâu. Nhìn giống như người nguyên thủy, lại cũng mang vẻ của một người hiện đại thanh lịch cao quý. Bên cạnh đó là thủy mẫu dẫn theo Diệp Đường Thiên Thủ đi nhanh đến, từ xa đã kêu lên. Ba nuôi, con. Diệp Phàm dùng tay ôm Diệp Đường Thiên Thu trước mặt mọi người hôn môi một cái, làm cho đứa bé cười không ngừng. Cha nuôi xấu xí. Trương Ẩn Hào nói với Phí Nhật Độ bên cạnh một tiếng. Phí Nhật Độ cũng cười nói. Cha nuôi tốt, cũng không phải mẹ nuôi bã đậu. Ba nuôi, con muốn bay. Diệp Đường Thiên Thu làm nũng. Bay thì bay, ha ha ha. Diệp Phàm cười, nhún chân một cái cả người bay lên cao cả trăm mét, lên xuống vài cái đã không thấy bóng dáng. Lôi thần uy vũ, lôi thần uy vũ. Khí thế của nhân dân Tây Mễ tăng vọt, nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, tất nhiên là bị Diệp Phàm làm cho ngây người. Không lâu dưới sự hướng dẫn của các cụ già, hàng vạn người chạy đến quỳ vái lên không trung. Diệp Phàm thành lôi thần, ha ha, có phải là thăng thiên không? Phí Nhất Độ cười gượng một tiếng. Một người thăng thiên gà chó lên trời thôi. Trương Ẩn Hào cười. Không lâu Diệp Phàm đã trở lại. Đường Châu Ái vô cùng thân thiết kéo Diệp Phàm về phía tòa nhà tổng bộ. Nhìn ngoài là tòa nhà gỗ ba tầng, hài hòa với khung cảnh xung quanh. Thật ra không phải, đây chỉ là bề ngoài. Thực ra đây là một tòa nhà sắt thép hiện đại. Diện tích rộng lớn, bên trong có thể chứa đến hàng vạn người. Vì Diệp Phàm dặn dò cho nên căn nhà rộng lớn làm người ta ngạc nhiên. Đi vào bên trong, phát hiện ở giữa có một chiếc ghế rồng, bên cạnh còn có một ghế nhỏ. Diệp Phàm việc nhân đức không nhường ngồi vào ghế chủ tọa. Đường Châu Ái ngoan ngoãn ngồi ghế bên cạnh. Châu Ái, bọn họ gọi lôi thần là ai? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, bộ tộc Tây Mễ chúng tôi thờ phụng lôi thần. Bọn họ gọi anh hiện giờ đã thành thần. Đường Châu Ái cười nói. Vậy em thành lôi bà sao? Diệp Phàm cười trêu. Chỉ cần có thể ở cùng với anh, thành gì cũng được. Em còn là lôi nha đầu, lôi bà ở trong Hồng Diệp Bảo. Đường Châu Ái cười vẻ mặt thông cảm. Không thể nói như vậy, Diệp Hồng Bảo là địa bàn của cô, nhưng ở đây là địa bàn của em. Em là nữ vương ở đây. Diệp Phàm cười nói, sau đó vội vàng đến phòng Ngưu Bá. Hai cô gái Tây Mễ xinh đẹp nhanh chóng chạy đến quỳ bên cạnh giường Ngưu Bá. Sao thế, Ngưu Bá thật đúng là biết hưởng thụ, hai cô nương cùng làm việc. Phí Nhật Độ nói thầm. Bảo Ngưu Bá tặng cho anh thì sao? Trương Ẩn Hào cười. Miễn đi, phúc này tôi không hưởng nổi. Phí Nhật Độ thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Nghiêm túc một chút. Phí Thanh Sơn hừ nói, Phí Nhật Độ ngừng cười. Diệp Phàm nhắm mắt kiểm tra cho Ngưu Bá. Thật lâu sau mới mở mắt ra. Kỳ lạ thật, Ngưu Bá có vẻ cũng không tệ lắm. Chẳng qua bị thương thôi, về lý thuyết thì vết thương này không thể làm anh ta mê man. Diệp Phàm nói, Thiên Đao cũng kiểm tra qua rồi gật đầu nói. Ôi, kinh lạc bình thường, hơn nữa, chỉ bị thương ngoài da. Mũi bị đánh gãy, mặt sưng phù, những vết thương này không thể làm Ngưu Bá hôn mê, thật lạ. Huyễn Ma, kiểm tra một chút xem. Diệp Phàm đánh thức Huyễn Ma. Thật sự là, tôi gặp cậu như hạn tám đời. Không phải đã nói với cậu tôi muốn nghỉ ngơi, đừng đánh thức tôi sao? Huyễn Ma dài dòng lè nhè. Ha ha, là tôi muốn khi còn sống cô có cảnh giới cao, dùng ánh mắt của cô kiểm tra một chút. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Huyễn Ma tôi chỉ biết thuật ảo ảnh, lão ma tôi cũng không phải thầy lang. Huyễn Ma tức giận, đột nhiên a lên một tiếng. Sao thế, có phải là có phát hiện gì không? Diệp Phàm hỏi. Chương 3574. Sự công kích thần bí. Hình như không phải do võ công làm bị thương. Huyễn Ma nói. Không giống võ công làm bị thương là sao? Đánh người không phải bằng nắm tay sao? Diệp Phàm hỏi. Điểm này cậu cũng biết một chút. Thật ra, võ công đại đa số là cách nói của người phương Đông. Ở phương Tây, võ công còn có một bí thuật thần bí. Ví dụ như thần chú chính là một bí thuật. Huyễn Ma nói. Thần chú, chính là niệm kinh cũng có thể làm người khác bị thương. Đó chẳng phải là tiên thuật sao? Diệp Phàm căn bản không tin. Nói cậu không biết đúng thật là không biết, tôi đã nói với cậu,
cao thủ như chúng ta muốn đánh bị thương người khác căn bản là không cần động tay động chân. Chỉ cần nói mấy câu người khác cũng có thể thành như vậy. Có thể dùng nội khí hoặc tức giận dùng cách nói chuyện để tấn công người khác. Cao thủ giai đoạn niệm khí quan tâm chính là tấn công bằng giọng nói. Còn cao thủ thoát thần cảnh có thể dùng hồn khí để tấn công. Có thể trực tiếp tấn công não của người khác, một suy nghĩ trong đầu cũng có thể làm cho não của cậu chết. Những thứ này lợi hại hơn với gia quyền nhiều. Như thần chú của phương Tây chính là một cách tấn công. Bọn họ luyện cũng là một loại khí, chẳng qua loại khí này không giống với nội khí của chúng ta. Mà là, nói như thế nào được, những người này tôn trọng Thượng Đế, đương nhiên, có Thượng Đế hay không có trời mới biết. Giống như người Trung Quốc sùng bái Quan Thế Âm vậy, những người này thông qua miệng để vận khí toàn thân. Giống người Trung Quốc ngồi thiền vậy, bỏ công sức luyện sẽ có thành quả, có thể tiến hành công kích. Trên thực tế thần chú còn có chút tương đồng với võ công Trung Quốc. Nhưng điểm khác là chiêu thức của thần chú không giống, cũng như thủ đoạn công kích không giống. Tôi đã từng gặt một thần chú cấp 10, con mẹ nó, đang cầm một quyển kinh để đọc. Sau đó liền có một loại khí kỳ lạ tấn công lại phía mình, tình hình giống như nội khí tấn công. Đương nhiên, một thần chú cấp 10 giống như cao thủ thập đẳng của chúng ta, một cái tát của lão ma tôi đã làm cho y lên uống trà với Thượng Đế. Huyễn ma cười nói, chẳng lẽ thần nguyền cũng có cao thủ chứ? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên là có, cũng có cao thủ ngang với chúng tôi. Thần nguyền không gọi là thần nguyền mà gọi là thần nguyền rủa. Những người đó vừa nói câu đầu tiên đã tiêu diệt cậu. Huyễn ma nói, chẳng lẽ thần nguyền rủa cũng có thể làm cho người ta hôn mê bất tỉnh? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên, giống như thuật ảo ảnh của tôi làm cho các cậu u mê là một trò đùa của trẻ con thôi. Đương nhiên là tôi nói khi tôi còn sống, giờ đã kém xa, căn bản là không thể thi triển được. Đương nhiên, dùng một chút vẫn được, mà thần chú cũng có thần chú làm cho người ta mê đi. Thật ra chính là một cách tấn công thôi. Huyễn ma nói, cứ bốc phét đi, xem dùng thuật ảo ảnh và thần chú đọ sức một chút, xem có bỏ được câu thần chú trên người Ngưu Bá không. Diệp Phàm kích tướng, không cần cậu kích tôi cũng đã có hứng thú. Tôi thật sự muốn xem thần chú lợi hại hay ảo ảnh của tôi lợi hại. Huyễn ma đắc ý cười. Không lâu đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Ảo ảnh xuất hiện, hình như là nghìn quân vạn ngựa xông về phía Ngưu Bá. Nhìn cảnh tượng này giống như mình đang ở trong chiến trường thời xưa vậy. Diệp Phàm không khỏi bội phục, thuật ảo ảnh thật đúng là làm cho người ta không thể phát hiện. Không lâu Diệp Phàm cũng cảm giác được một tia khí kỳ lạ từ cơ thể Ngưu Bá xông ra. Ngàn quân ảo ảnh đang đánh nhau với tia khí này. Không lâu Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể Ngưu Bá không ngờ toát ra một số ký hiệu kỳ lạ. Hơi giống thánh giá, lại hơi giống hình bán nguyệt, dù sao nhìn cũng không hiểu làm cho người ta thấy rất lạ. Cho cậu nếm thử một chút, thần chú này lợi hại không? Nhưng cậu không được dùng nội khí chống đỡ nếu không sẽ không cảm giác được. Huyễn ma cười gượng một tiếng. Được, ông đến là được. Diệp Phàm nói nhắm mắt ngồi xếp bằng. Không lâu đôi mắt ưng phát hiện ký hiệu thánh giá đánh về phía mình. Diệp Phàm nhất thời cảm giác chấn động toàn thân, nhất thời run lên đau đớn. Giống như bị người khác đánh một quyền vậy. Một hình tròn đấy về đây, Diệp Phàm nhất thời cảm giác ngất đi. Thế nào, còn được chứ? Huyễn ma cười nói. Lợi hại, không thể tưởng tượng đó cách tấn công này. Trên đời này thật sự còn rất nhiều điều lạ. Diệp Phàm cảm thán. Đó là đương nhiên, ví dụ như thánh giá đau giống như đánh cậu một quyền, còn vòng tròn chính là thần chú làm cho Ngưu Bá hôn mê. Vừa rồi tôi đánh ra hoàn toàn, may mắn là thần nguyền rủa này công lực không cao, có lẽ giống với cao thủ đẳng cấp thập nhị đẳng. Ví dụ như vừa rồi tôi đưa thần chú về đây nếu cậu dùng nội khí chống đỡ sẽ không cảm giác được đau đớn. Bởi vì, năng lực tấn công của nó không bằng nội khí của cậu nên không có tác dụng đối với cậu. Nhưng đối với Ngưu Bá thì đủ dùng. Huyễn ma nói, có phải là Ngưu Bá có thể tỉnh dậy không? Diệp Phàm hỏi, ừ, nửa tiếng nữa sẽ tỉnh dậy. Huyễn ma nói, chúng ta có thể đề phòng thần chú này không? Đề phòng như thế nào? Tôi có đôi mắt ưng có thể nhìn thấy thần chú, chỉ sợ họ không có thì không thể nào đề phòng. Diệp Phàm hỏi, nhìn không ra cũng đơn giản, ví dụ như một cao thủ bán tiên thiên đối với thần nguyền rủa cấp 12, thần chú của anh ta cũng không thể giết người. Mà khi cậu phát hiện một cái tát cũng có thể lấy mạng y có phải không?
Đương nhiên nếu thực lực tương đương thì khi y phát thần chú cậu cũng phải liên tục tấn công, dùng nội khí để tấn công, nội khí có thể chạm vào thần chú trên không trung tản ra. Cái này phải xem chiêu thức của ai linh hoạt hơn, ai công lực thâm hậu. Đương nhiên đẳng cấp ngang nhau thì cũng có thể cảm giác được tấn công của đối phương. Thần chú này dù không nhìn thấy cũng có thể cảm giác được. Huyễn Ma nói, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm cười nói. Sau đó hắn cố ý phất phủi trên người Ngưu Bá, không lâu Ngưu Bá mở mắt ra. Cậu làm sao để cậu ta tỉnh dậy? Thiên Đao vẻ mặt kinh ngạc bởi vì ông ta cũng không biết. Ha ha, tôi dùng một chút y đạo tìm được huyệt vị, xem như mèo gặp chuột đi. Diệp Phàm ra vẻ thần bí, mọi người trong phòng ánh mắt bội phục nhìn Diệp Phàm cố ý vuốt cằm, giống như người có tri thức. Đắc ý cái rắn, còn không phải là công lao của lão ma tôi sao? Huyền Ma tức giận hừ một tiếng. Đây là giữ bí mật cho cô thôi, nếu không tôi đã nói cho mọi người sự tồn tại của cô rồi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Miễn đi, còn bọn trẻ này có gì để nói? Trong lòng cậu hiểu rõ là được, nhanh chóng tìm cho tôi thứ để tôi bổ sung hồn khí. Huyền Ma kinh thường nói. Mau mau, cứu. Ngưu Bá vừa tỉnh, đã hét lên. Đừng nóng vội, nói rõ một chút, mấy người Sa Thiên thế nào? Các anh rốt cuộc gặp cái gì? Diệp Phàm nhanh chóng để Ngưu Bá bình tĩnh. Diệp đại ca, chúng tôi hôm đó tấn công thuận lợi xong rút về. Nhưng thuyền chạy được nửa ngày không ngờ gặp một chiếc tàu pháo hạm. Trọng tải bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Giống như tàu của chống buôn lậu, bên trên chẳng những có súng máy hạng nặng cùng súng liên thanh, còn có trang bị hai đại bác nhỏ. Thuyền đánh cả của chúng tôi bị bọn họ bao vây. Hơn nữa, không nói hai lời liền nã pháo vào chúng tôi. Chúng tôi chưa kịp phòng bị đã bị chìm thuyền. Sa Thiên và Lạc Phi thấy tình cảnh này liền dùng đạn tấn công, nhưng không lâu không ngờ bị thương trở về. Thấy không thể tiếp tục như vậy cho nên, trước khi chìm tàu nhanh chóng dẫn chúng tôi xuống thuyền bé. Thuyền bé tốc độ nhanh, hơn nữa, kỹ thuật điều khiển của chúng tôi tốt, không bị đánh trúng. Nhưng bọn họ cũng thả xuống 7-8 chiếc cano. Chúng tôi không có cách nào, vừa đánh trả vừa lui. Cuối cùng lui đến một đảo hoang, nhưng bọn chúng nhiều người, có lẽ đến 7-80 người. Hơn nữa, thuyền bé và pháo hạm đều ở hoang đảo. Chúng ta căn bản không ra được, hơn nữa, mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm chúng tôi. Chúng tôi trốn đông trốn tay, bởi vì bọn họ cũng có cao thủ, dù Sa Thiên và Lạc Phi cũng không thể chiếm ưu thế. Hình như bọn họ có cao thủ tiên thiên, hơn nữa, có vài người cầm quyền trượng gì đó tấn công chúng tôi. Những người này thật lạ, quyền trượng kia không đánh chúng tôi mà chỉ là miệng lẩm bẩm. Chúng tôi đã có thể cảm giác như mình đang đánh nhau với cao thủ võ công. Sa Thiên thấy như vậy không tốt cho nên, quyết định cử tôi phá vây trở về kêu viện binh. Mà Sa Thiên và Lạc Phi che chắn cho tôi phá vây. Tôi chạy đến, cuối cùng bị một quyền trượng bay đến chạm vào người. Nhưng tôi cướp một cái cano chạy, nhưng vừa lên đảo thì ngất đi, nhanh đến cứu bọn họ ra, chậm sẽ không kịp. Ngưu Bá kêu lên. Cầm quyền trượng tấn công, ai vậy? Phí Nhất Độ hỏi. Tôi cũng không rõ ràng lắm, những người đó đều mặc áo choàng máy đen, giống như con ma trong phim ảnh. Ngưu Bá nói. Tốt lắm, chúng ta lên thuyền đi thôi. Nếu cách 200 hải lý, thì dễ tìm rồi. Đưa Ngưu Bá lên chúng ta đi tìm. Diệp Phàm nói. Không lâu mấy chiếc thuyền cano được đưa đến. Những chiếc cano này lần trước Trần Quân đem đến, lần này có tác dụng. Hồng Tà lái cano lao nhanh. Những người này gọi là thần nguyền rủa. Diệp Phàm nói lại những gì theo lời Huyễn Ma. Có cách tấn công thần kỳ vậy sao, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Thiên Đao nghe xong cảm thán nói. Tôi thật ra có biết một chút về thần chú. Mẹ kiếp lũ này. Hồng Tà mắng. Mười mấy tiếng sau, cuối cùng thấy được hoang đảo Ngưu Bá Kri. Diệp Phàm phát hiện diện tích hoang đảo không nhỏ. May mắn hoang đảo này còn lớn. Có lẽ mấy người Sa Thiên có thể trốn. Diệp Phàm nói. Giải quyết tiểu pháo hạm để mở đường. Lệ Vô Nhai nói. Chương 3575, Thiên Huyết Đường. Không cần phá hủy tàu chiến, giải quyết mấy người trên đó là được. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Con muốn giữ lại phải không? Phí Thanh Sơn hỏi. Vâng, nếu như còn tốt, có thể lái trở về đảo dùng, cũng không cần mất tiền mua. Diệp Phàm gật đầu nói. Chỉ huy cho cano dừng lại cách đó khoảng 10 hải lý. Trời đã tối. Xuất phát. Diệp Phàm vung tay lên, đám cao thủ Hồng Tà, Thiên Đao Lệ,
Vô Nhai đều lướt sóng trên ván trượt, lao thẳng đến chỗ tàu chiến. Bốn người áp dụng phương thức đồng thời tấn công, trong chốc lát liền trèo lên tàu chiến. Bốp một tiếng, Diệp Phàm cách không đánh ngã một tên canh gác trên khoang tàu xuống biển. Những người khác phát hiện ra, kéo chuông cảnh báo. Có điều, đã muộn. Thấy một tên cầm quyền trưởng, không đợi y kịp phản ứng, Hồng Tà đã cách không đánh một quyền. A! À, tên kia kêu thảm một tiếng, bụng bị Hồng Tà đánh một quyền, ngã ra bong tàu, tất nhiên là đến chỗ Thượng Đế mà niệm chú rồi. Kết quả phát hiện trên tàu chiến căn bản không có cao thủ, trên mỗi một tàu chiến có 78 người. Trong chốc lát liền bị đám người Diệp Phàm hạ gục. Trên đảo đã có phản ứng, một chiếc cano nhanh chóng lao đến. Vừa khéo Diệp Phàm không có hứng thú với cano, Trương Ẩn Hào và Bao Nghị đã vác sẵn súng bắn rocket trên vai, ngắm chuẩn, hơn 10 phát hỏa tiễn bắn đi, lập tức nổ tung 78 chiếc cano. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện một tên cầm quyền trượng không ngờ nhảy xuống từ trên cano. Quyền trượng trong tay ném xuống mặt biển, tên kia không lâu sau liền lao đến trước mặt Diệp Phàm như cưỡi phi tiêu. Mẹ kiếp, lợi hại thật, quyền trượng thực sự biến thành gậy phép rồi, còn có thể lướt trên biển. Harry Potter tái xuất rồi. Bao Nghị hét lớn, mấy phát hỏa tiễn bắn ra không trúng. Xem ra, thân thủ không thấp. Gậy ma pháp là cái thá gì, ông đây biến nó thành que nhóm lò luôn. Diệp Phàm đột nhiên kêu một tiếng, bay lên không trung, dây thiên thiết bổ vào không trung, quất xuống. Thấy dây thiên thiết quất xuống, tên đó chân dẫm trên quyền trượng, lấy ra một cái gậy nhỏ chạm vào dây thiên thiết, miệng lầm rầm niệm chú. Dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm phát hiện có một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ cây gậy nhỏ. Uốn éo trên không trung, biến thành một cái thập giá màu trắng dài khoảng 1 mét hướng về phía dây thiên thiết. Đương nhiên, quá trình nói thì có vẻ phức tạp, thực ra chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Chát một tiếng vang dội. Dây thiên thiết loạng choạng cuộn trở lại, Diệp Phàm cảm thấy tay chấn động, giống như cảm giác so một quyền với cao thủ cùng cấp độ. Mẹ kiếp, cũng có chút lợi hại đấy, tiếp đi. Diệp Phàm hăng máu, dây thiên thiết co lại, cuộn thành một vòng tròn, xoay tròn ném tới, mà người cũng đã trượt trên mặt biển, đứng trên ngọn sóng. Gậy của kẻ mặc đồ đen lại ném vào không trung, cây gậy đó cũng xoay tròn, va chạm mạnh với dây thiên thiết trong không trung. Bốp! Có thể cấp độ của dây thiên thiết cao hơn chút, cây gậy kia bị đánh văng vào trong biển. Tên kia đột nhiên chỉ vào cây gậy, miệng lầm rầm niệm, Diệp Phàm phát hiện cây gậy chạm đến mặt biển lại bắn trở lại. Không ngờ vặn vẹo một cách quỷ dị thành hình trăng lưỡi liềm, lao về phía dây thiên thiết, hơn nữa, trên đó còn phát ra hào quang màu trắng. Diệp Phàm cố ý hút một hơi, phát hiện đầu óc có chút choáng váng. Có nhìn thấy không, cái trăng lưỡi liềm này có thể thi triển huyễn tượng công. Thủ đoạn công kích tương tự lão phu, tên này có lẽ công lực xấp xỉ ngươi, nên gọi là gì nhỉ, có lẽ là cấp bậc chú sư hoặc là đại chú sư. Huyễn ma nói, mẹ nó. Mặc kệ nó là chú sư hay chú gia, hôm nay cứ ăn thêm một roi của thiên thiết rồi hãy nói. Diệp Phàm tức giận, dây thiên thiết lao xuống biển, như thể rắn biển, lôi từ trong biển ra một luồng nước to cỡ xe tải. Tên kia vừa thấy, vội bay vào không trung, ném gậy xuống mặt biển. Thùm! Cột nước nhất thời bị kích bay cao chừng mấy chục mét như tên bắn, có một số mũi tên nước bắn tới tên kia. A! À, có vẻ khá đau, tên kia không ngờ kêu thảm một tiếng bằng giọng tiếng Anh. Mà cây gậy đã bị Diệp Phàm cuốn lấy, bỏ vào ba lô sau lưng, Diệp Phàm muốn mang về nghiên cứu xem đây là thứ gì. Người có lấy về cũng vô dụng, đây chỉ là một dụng cụ nguyền rủa để bọn chúng thực hiện công kích thôi. Giống như binh khí của người luyện quốc thuật các ngươi, ngươi không dùng chú ngữ, cũng không có chú khí, đố dùng được. Cuối cùng dùng làm gậy đánh người còn được, Huyễn Ma châm chọc nói. Ông lấy về cho Diệp Đường Thiên Thu làm gậy cưỡi không được à? Diệp Phàm tức giận. Hừ nói. Dây thiên thiết nhảy lên từ trong biển, mang theo mấy chục mũi tên nước lao về phía tên kia. Không có gậy phép, để xem ngươi làm thế nào, Diệp Phàm âm hiểm cười trong lòng, tên kia không ngờ mang ra một quyển sách có vẻ là thánh kinh. Lại vẽ một chữ thập trên mặt biển, miệng dường như lẩm bẩm tiếng Anh, lạy Chúa, xin hãy ban cho con sức mạnh. Có kêu Phật ra cũng vô dụng, Diệp Phàm hét lên, mũi tên nước mang theo dây thiên thiết trong chớp mắt lao đến người tên kia. Việc lạ đã xảy ra, một khối khí màu trắng dạng lưới lập tức lao ra từ trong sách, ôm lấy toàn thân tên kia. Xẹt xẹt xê. Đám tên nước lợi hại đến vậy của Diệp Phàm toàn bộ đều bị thứ dạng lưới kia cản lại, rơi xuống biển, thấy dây thiên thiết lao đến,
tên đó không ngờ ném thánh kinh vào không trung. Trên thánh kinh không ngờ quỷ dị xuất hiện một vật dạng cối, vật đó va chạm mạnh với dây thiên thiết của Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy luồng sức mạnh đó rất lạ lùng. Chẳng có gì hết, đây là sức lực cuối cùng của y truyền ra từ thánh kinh thôi. Giọng nói của Huyễn Ma truyền đến. Diệp Phàm phát hiện, tên đó vẫn bị dây thiên thiết của mình ép xuống biển, chỉ trừ lại nửa người, miệng phun máu tươi. Mỹ nhân ngư hẳn đã ra tay rồi, Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, quả nhiên, phát hiện tên kia giãy giụa trong nước muốn nổi lên, lập tức hai chân bị kéo chìm xuống, sặc nước từng ngụm lớn. Diệp Phàm đánh ra một quả cầu nước. Ầm một tiếng thật lớn, thánh kinh rốt cuộc bị nổ tan thành những mảnh giấy vụn. Còn một bên mũi của tên kia đã bị quả cầu nước dung hợp bằng nội khí của Diệp Phàm nổ tung, lộ ra một cái lỗ máu me. Tên kia điên cuồng kêu lên, Diệp Phàm cất bước đến trước mặt y. Đạp một cái, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của tên kia như thể pháo bắn sâu vào trong biển. Không lâu sau, Mỹ Nhân Ngư đến bên cạnh Diệp Phàm, tay giơ lên tỏ ý đã thành công. Sa Thiên, chúng ta đi, đứng vững. Diệp Phàm đột nhiên lao vào không trung, nội khí trương lên, giống to một tiếng, âm thanh trong đêm tối vô cùng chói tai. Vừa bắn pháo tín hiệu, vừa hét to, bay vào trong không trung. Bọn họ còn sống, Phí Thanh Sơn hét lớn, đây là tín hiệu đám người Sa Thiên phát ra. Các ngươi là ai, nói. Bị cắt gân bẻ xương, một tên người anh rốt cuộc không chịu được, nói. Thiên Huyết Đường, các ngươi giết người của Thiên Huyết Đường, các ngươi sẽ bị diệt tộc diệt môn. Chủ nhân đứng sau Thiên Huyết Đường có phải là gia tộc Y Bỉ Đế? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. A tên kia đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt ngây ra. Xem ra ta nói đúng rồi, gia tộc Y Bỉ Đế phải không, ta không ngại tiêu diệt bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Bốc phét cái gì chứ? Tên kia miệng còn cố cứng, đáp trả bằng tiếng Anh. Bốp! Kết quả là bị Bao Nghị tát một cái lệch cả miệng. Ông giúp cho mày hết lệch, Trương Ẩn Hào thấy thế, lại tát một cái ở đối diện, cho miệng y trở lại vị trí cũ. Nói, các ngươi có bao nhiêu người đến, có bao nhiêu cao thủ? Còn nữa, cùng âm giáo có bao nhiêu người đến, có bao nhiêu cao thủ? Diệp Phàm tiếp tục truy vấn. Tôi không biết rõ, hình như có mấy chục người. Tên kia nói, không biết rõ thì giữ ngươi lại làm gì, đi chết đi. Diệp Phàm tát cho y một cái đầu lâu gào thét, bay thẳng xuống biển. Thân thể còn lại cũng bị Bao Nghị đá một cái vào trong biển. Mấy con cá mập nhào tới cắn xé, không lâu sau, tên đó liền bị xử lý sạch sẽ. Không cần phiền đến loài người. Lạ thật, vừa rồi có một tên nói rằng cùng âm giáo không phái người công kích cùng nhau. Chẳng qua cho bọn chúng mượn chiến hạm dùng mà thôi. Lúc này, Phí Nhất Độ đi đến, nói. Đúng là chuyện lạ. Thiên Huyết Đường làm rầm rộ như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn chúng đã nhòm ngó quần đảo Duy Cơ Tư từ lâu rồi? Bao Nghị lẩm bẩm nói. Duy Cơ Tư tuy rằng chỉ là quần đảo của một bộ lạc nguyên thủy, nhưng diện tích quần đảo cũng không nhỏ. Hơn nữa tính cả hải vực gần đó, diện tích có lẽ cũng đạt đến hơn 2 triệu km vuông. Chính bởi vì nó chưa được khai phá, như một vùng đất hoang. Hiện tại trên lục địa bởi vì bùng nổ dân số nên đã hết sức chật chội. Phát triển ra ngoài biển, thậm chí là hành tinh khác đã là mục tiêu trong tương lai của loài người. Đảo trên biển nghiễm nhiên trở thành miếng bánh thơm ngon rồi. Hơn nữa, quần đảo Duy Cơ Tư chúng ta còn chưa bắt đầu thăm dò, có lẽ còn có tài nguyên khoáng sản phong phú nào đó. Thiên Huyết Đường cũng giống cùng âm giáo, đều là tổ chức tín ngưỡng lớn. Những môn phái có số nhân mã đều đạt đến mấy trăm thậm chí hơn 1.000 này nếu như không có nguồn tiền tài khổng lồ căn bản không thể duy trì. Giống như tổ chức đặc biệt của quốc gia chúng ta, hàng năm riêng tiền đổ vào cũng đã không dưới 23 tỷ. Bộ đội đặc biệt đều là bộ đội tiêu tốn rất nhiều tiền, tình hình này các quốc gia đều giống nhau, như Hải Lang tốn cực nhiều, mỗi năm phỏng chừng không dưới 10 tỷ nhân dân tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Người ta đầu tư anh không đầu tư, người ta có anh không có, đối với quốc gia mà nói là rất không an toàn. Người ta không có anh lại có mới có thể đảm bảo an toàn quốc gia. Diệp Phàm nói. Có lẽ cùng âm giáo cũng dùng Duy Cơ Tư để dụ dỗ Thiên Huyết Đường. Bằng không, Thiên Huyết Đường ở Anh, cách nơi này khá xa. Nói đi nói lại vẫn là vì lợi ích cả. Phí Thanh Sơn thở dài. Bốn tàu chiến tiêu diệt được hơn 20 người, vừa rồi tên kia nói bọn chúng có mấy chục người đến. Như vậy tính ra đám nhân mã còn lại nhất định còn ở trên đảo, chẳng qua biến cố chỗ này quá bất ngờ, bọn chúng nhất thời không kịp trở lại. Anh Diệp,
chúng ta định khi nào ra tay? Trương Ẩn Hào hỏi. Không thể đợi thêm nữa, đợi nữa chỉ sợ đám Sa Thiên không đợi được. Đã nhiều ngày thế rồi, cũng không biết tình trạng của bọn nó hiện tại thế nào, nhất định rất tồi tệ. Lúc này, Sa Nhất Đao cuống lên, con trai của mình mà. Chương 3576, tấn công lên đảo. Không cần vội, đám Sa Thiên đã nghe thấy tiếng hét của tôi rồi. Tin rằng có sắp chết cũng có thể cầm cự được một lúc nữa. Hơn nữa, cầm cự bao nhiêu ngày như vậy rồi, thêm một lúc này cũng chẳng đáng là bao. Bây giờ đã tối, chúng ta vừa đến, vẫn còn chưa quen thuộc tình hình trên đảo. Mà người của Thiên Huyết Đường đã lượn lờ trên đảo suốt mấy ngày nay, bọn chúng đã quen địa hình. Cho nên, trời tờ mờ sáng chúng ta tấn công lên đảo mới là thời điểm tốt nhất. Bên này hai người Thiên Đao và Lệ Vô Nhai có thể lên đảo trước. Nhiều người quá ngược lại sẽ không có lợi trong vấn đề phòng bị. Diệp Phàm vẻ mặt chấn định, sắp xếp, Thiên Đao và Lệ Vô Nhai gật đầu, hai người lướt ván chưa thẳng lên đảo. Quả nhiên, lúc đi đến gần đảo liền vang lên tiếng súng máy dày đặc. Hai người nhanh chóng lao xuống biển, cũng may có dung dưỡng hoàn nên cũng thuận lợi lên được đảo. Nếu như đông người thì rất khó lên được, dù sao, dung dưỡng hoàn cũng có hạn. Hơn nữa, Diệp Phàm còn muốn giữ để lần tới dùng khi xuống cung Hồng Đàm. Xuống cung Hồng Đàm mà không có dung dưỡng hoàn thì chẳng làm được gì, cho dù có đeo bình dưỡng khí, thì chỉ có trời mới biết lúc rơi vào dòng chảy loạn có bị áp lực đè cho nổ tung hay không. Chẳng khác nào đeo bom trên người. Không lâu sau, Thiên Đao gửi tin đến, nói là đã bắt đầu khảo sát cùng Lệ Vô Nhai. Đêm chìm vào trong tĩnh lặng, kỳ thực, chẳng ai có thể ngủ được, tất cả đều mở to mắt nhìn chăm chăm xuống mặt biển. Thậm chí dưới biển cũng phái người canh chừng. Rốt cuộc cũng chịu được đến tờ mờ sáng, đám người Diệp Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên đó sau khi liên lạc với Thiên Đao, đám người Diệp Phàm ngồi cano tiếp cận hoang đảo. Không ngoài dự đoán, đạn súng máy tạo nên lưới hỏa lực dữ dội, phong tỏa mặt biển. Đám người Diệp Phàm sau khi đi một vòng mới phát hiện ít nhất có 7 khẩu súng máy hạng nặng và một số súng máy hạng nhẹ tạo thành lưới hỏa lực phong tỏa mặt biển ven đảo. Hơn nữa, điểm tấn công của luồng hỏa lực này cũng sẽ di chuyển theo cano của Diệp Phàm. Bằng không, tuy rằng đảo cũng không phải lớn lắm, nhưng bọn chúng cũng không thể nào bố trí được lưới hỏa lực dày đặc đến thế. Trong bọn chúng còn có cao thủ theo dõi sát cano của chúng ta. Chúng ta đi bọn chúng cũng khiêng súng chạy theo. Cao thủ này xem ra chạy còn nhanh hơn cả cano của chúng ta. Phí Thanh Sơn nhíu mày. Những khẩu súng hạng nặng này tạo thành sự uy hiếp khá lớn đối với đám người Diệp Phàm. Chúng ta trước tiên hãy phóng nhanh về một hướng, sau đó lập tức chuyển quỹ đạo phản công. Tôi và Hồng Tà trực tiếp đạp nước chạy ngược lại tiến công. Các cậu tiếp tục đi về phía trước, tấn công hai bên bọn chúng nhất định sẽ bị phá một bên. Hơn nữa, đợi lúc nữa Thiên Đao và Lệ Vô Nhai sẽ phối hợp gây rối kế hoạch của chúng. Diệp Phàm nói. Quả nhiên, cano phóng nhanh vòng quanh đảo. Diệp Phàm cho hai chiếc cano phóng nhanh vài vòng quanh hoang đảo. Đương nhiên là muốn cao thủ khiêng súng của chúng tiêu hao thể lực. Bùm! Bọn chúng quả nhiên không nhịn được, bắn tên lửa qua, muốn đánh chìm cano. Có điều, nhãn lực Diệp Phàm cực tốt, cứ lúc nào bọn chúng ngắm chuẩn cano liền cho ngoặt sang hướng khác. Bọn chúng bên đó bắn ra hơn mười mấy phát chẳng trúng phát nào, thấy thời cơ đã đến, Diệp Phàm hét một tiếng. Thùm thùm! Thiên Đao, Lệ Vô Nhai cùng Diệp Phàm, Hồng Tà bốn người đồng loạt ra tay. Bên đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn Diệp Phàm và Hồng Tà nhân cơ hội nhanh chóng trượt lên đảo hoang. Phát hiện Thiên Đao đã lao vào cận chiến cùng bọn chúng. Mẹ kiếp, giết! Diệp Phàm giống lên một tiếng, dây thiên thiết bắn ra giết người như máy, một roi quất ra liền có ba cái đầu người phun máu bay đi. Hồng Tà giơ cái rìu lớn của mình lên, mạnh mẽ lao đến chào hỏi mấy tên cầm súng như đang chặt củi. Hơn nữa, tốc độ mấy tên này cực nhanh. Sau khi cận chiến, súng đạn của bọn chúng không dám bắn ra nữa, sợ ngộ thương người mình, thành ra có lợi cho bốn người Diệp Phàm. Bên này hỗn chiến, bên kia Phí Thanh Sơn cũng đã mang người lên đảo, quân tiếp viện gia nhập, chỉ trong 10 phút, mấy tên đó đã để lại 20 mấy thi thể, theo sau hai cao thủ rút quân vào rừng. Còn muốn chạy, chạy đâu? Diệp Phàm và Thiên Đao đồng thời bay lên, hai đấm đồng thời lao ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ khiến người ta run sợ bị phá ra. Một trong hai đại cao thủ là một người áo đen, tuy rằng đã ném quyền trượng về phía quyền khí của Diệp Phàm, thế nhưng, y không cách nào đề phòng bảo kiếm của Thiên Đao. Xoẹt! Một chú sư cấp tiên thiên kêu thảm một tiếng, bị bảo kiếm đâm xuyên ngực,
thi thể bị bảo kiếm của Thiên Đao cắm chặt lên một cây đại thụ, giống tư thế đóng đinh trên thập giá của người nào đó. Có điều, một cao thủ khác sau khi trúng hai quyền của Lệ Vô Nhai và Hồng Tà thì lao vào trong rừng, không biết đã chết hay chưa. Tay của Nhất Độ trúng đạn rồi. Lúc này, Phí Thanh Sơn nói. Đưa về cano băng bó. Diệp Phàm nói, Thiên Thông cõng Phí Nhất Độ nhanh chóng trở về cano. Còn một lang thuật giả người Duy Cơ Tư thập đẳng đã bị đánh vỡ đầu. Vừa rồi có một người áo đen rất mạnh, không ngờ có thể đánh với tôi mấy chục chiêu. Cái gậy của y có thể phát ra hào quang thập giá lớn bằng cái xe tải. Hơn nữa, lúc chạm vào có thể khiến người ta cảm thấy váng đầu. Thiên Đao nói, bởi vì anh kiên quyết cho Diệp Phàm đao Thiên Loan nên bản thân sử dụng bảo kiếm. Thiên Đao nói, đao Thiên Loan có thể dùng như cung, còn dây thiên thiết chính là dây cung, thương diệt hồn chính là tiễn diệt hồn. Ba thứ này mà kết hợp dùng dưới tay Diệp Phàm thì cho dù là cao thủ bán niệm khí cũng phải run rẩy. Diệp Phàm chia người ra làm hai tổ, bản thân và đám người Hồng Tà, Xa Nhất Đao một tổ. Tổ khác là Thiên Đao, Lệ Vô Nhai và đám người Phí Thanh Sơn. Một tổ đi về phía đông, một tổ đi về phía tây bắt đầu tìm kiếm tung tích của Sa Thiên. Diệp Phàm nói, hai tổ biến mất trong đám cây cối rậm rạp. Diệp Phàm có đôi mắt ưng, đi trước mở đường. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có thể cảm thấy, Thiên Đao vì công lực cao, năng lực cảm giác không hề thua kém đôi mắt ưng của mình. Đôi mắt ưng đã quét thấy có hai tên đang lén la lén lút vác ống phóng rocket phục trong lùm cây, sau khi một tên giơ tay ra hiệu, liền bỏ đạn hỏa tiễn vào ống, nhắm về phía đám người Diệp Phàm. Bằng bằng hai tiếng súng vang lên, hai cái đầu giống như dưa hấu nát nổ tung, đỏ lòm rơi xuống đất cùng ống phóng rocket chưa kịp bắn ra. Bao Nghị chạy đến, đá văng thi thể, sau khi xách ống phóng rocket đeo lên lưng, phát hiện ống phóng rocket này thuộc loại nhỏ, chỉ dài 1 mét, đường kính bằng nắm tay. Rất tiện mang theo. Mẹ kiếp, không ngờ còn là công nghệ cao nhất của tổ Lam Sơn Hồ nước Anh. Trương Ấn Hào nhìn, mắng một câu. Chẳng lẽ Thiên Huyết Đường được tổ Lam Sơn Hồ của anh âm thầm giúp đỡ, khó trách có nhiều cao thủ như thế. Hồng Tà hỏi. Có thể lắm, có điều, nếu nói tổ Lam Sơn Hồ của anh có nhiều cao thủ như thế thì không thể nào. Riêng Thiên Huyết Đường cũng không thể nào nuôi được nhiều cao thủ như thế. Ông chủ phía sau Thiên Huyết Đường cho dù thật là gia tộc Y Bỉ Đế, một trong thập đại cao thủ năm đó, cũng không thể nào có nhiều cao thủ đến vậy. Bởi vì, cho dù là anh Kiều Kiều Y Huyết Tiên cũng chỉ đạt đến cảnh giới tiên thiên. Vừa rồi chúng ta lại phát hiện ra hai chú sư Hắc Y Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Tôi nghĩ, phải chăng ở anh có môn phái chú sư, Thiên Huyết Đường lần này bỏ ra một số tiền lớn thuê bọn chúng xuất chiến. Hoặc là tổ Lam Sơn Hồ cũng bỏ ra chút tiền âm thầm hỗ trợ. Chẳng lẽ người Anh đã nhắm trúng quần đảo Duy Cơ Tư rồi? Diệp Phàm nói. Nếu như người Anh đã nhắm trúng rồi thì có lẽ cũng không thể nào ra tay cướp đoạt, bởi vì Duy Cơ Tư vốn là thuộc địa của Hồng Ma Tây Lượng Quốc. Kỳ thực Hồng Ma Tây Lượng Quốc muốn xâm chiếm Duy Cơ Tư, sau đó người Nguyên Thủy Duy Cơ Tư đã đứng lên phản kháng, rốt cuộc cũng trở thành vùng độc lập. Tôi nghĩ, phải chăng người Anh đã phát hiện ra bí mật gì của Duy Cơ Tư? Trương Ấn Hào nói, Diệp Phàm chấn động. Thầm nghĩ phải chăng tổ Lam Sơn Hồ đã phát hiện ra giá trị của lôi thạch, vậy phải nhanh chóng nói cho cung khai hà biết. Phía trước truyền đến tiếng bắn nhau, mấy người Diệp Phàm vội vàng đi đến. Lạ lùng phát hiện ra đám người Thiên Đao đang chiến đấu cùng một đám trên người người áo đen có dấu hiệu con rơi màu đỏ. Vây lấy, giết hết. Diệp Phàm hừ lạnh ra một mệnh lệnh tàn khốc. Bốn đại cao thủ hợp lực, cộng thêm mấy người bán tiên thiên, người đó có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Mấy thứ như súng đạn có tác dụng rất lớn khi hai phe chiến đấu ở vùng đất trống trải, thế nhưng thứ này không dễ sử dụng giữa đám cây cối rậm rạp. Đặc biệt khi hỗn chiến căn bản thành thế yếu, khiêng thứ cồng kềnh này cũng không thể đập ném như viên ngói. Tức đến mức bốn tên đều ném súng như ném ngói, đụng trúng cây. Trong đám người này không có người có công lực cao, cho nên, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, hơn 20 thi thể nằm la liệt trên đất, máu nhuộm cây cối. Không thoát tên nào hết. Toàn bộ đã bị tiêu diệt. Đáng tiếc không bắt sống được tên nào. Hơn nữa, trong đám người đó dường như không có cao thủ, cũng không có mấy tên kiểu chú sư. Tôi nghi ngờ bọn chúng là đám tay chân phía ngoài, chuyên sử dụng súng ống. Cho nên, số lượng khá nhiều. Bao Nghị nói, tên này còn tiếc rẻ vỗ vỗ viên hỏa tiễn kia, dường như vẫn chưa dùng tới. Ừ, những dấu hiệu con rơi này chẳng lẽ là dấu hiệu của Thiên Huyết Đường? Trương Ấn Hào nói, có thể lắm. Diệp Phàm gật đầu, hai tổ lại tách ra.
Không lâu sau, trên bờ biển lại vang lên tiếng súng. Thiên Thông gửi tin đến, nói là có 78 tên không muốn sống lao đến đây. Bọn chúng không đấu lại được liền rút về tàu chiến, dùng hỏa lực áp chế. Có điều, mục tiêu của mấy tên đó cũng không phải tàu chiến mà là cano. Đã đoạt lấy 3 chiếc cano trốn chạy mất rồi. Hơn nữa, có 2 tên sử dụng quyền trượng rất lợi hại. Thiên Thông cảm giác mình không phải đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng chẳng lẽ sợ tới mức bỏ chạy? Thiên Đao có chút nghi hoặc. Rất có thể, đám người chúng ta mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Trong chốc lát liền tiêu diệt 4.050 người của chúng. Phỏng chừng chỉ còn vài tên lọt lưới nhân cơ hội chạy trốn mà thôi. Còn ở lại đây nữa có khi bọn chúng toàn bộ sẽ phải bỏ mạng nơi này. Diệp Phàm nói. Mẹ nó, để chúng nó thoát đến 78 tên, tiếc thật. Hay là chúng ta đuổi theo tiêu diệt tận gốc, Hồng Tà vẫn đánh chưa đã. Không cần, tìm kiếm đám người Sa Thiên quan trọng hơn. Diệp Phàm phất phất tay, nói, bọn họ chắc đã tản ra, chúng ta bây giờ hãy phát tín hiệu. Nếu Sa Thiên nhận thấy sẽ lập tức đi đến, không cần lo lắng. Có điều khiến đám người Diệp Phàm tuyệt vọng chính là đã phát ra liên tục hơn 10 viên pháo tín hiệu. Diệp Phàm và Thiên Đao đi xung quanh đảo hét khản cả giọng. Đám người Sa Thiên không ngờ vẫn không có một chút động tĩnh nào. Chương 3577, người âm đưa ma. Mọi người liền tản ra khắp đảo tìm kiếm, 5 tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng vẫn không thấy mấy người Sa Thiên đáp lại. Chẳng lẽ toàn bộ Bao Nghị nói nửa câu không dám nói tiếp nữa, bởi vì ánh mắt Sa Nhất Đao như muốn giết người. Đêm qua còn có động tĩnh, hôm nay lại không thấy động tĩnh gì. Hẳn không phải là bị bắt đi, chúng ta theo dõi rất sát mà. Còn nếu như nói toàn bộ đã bị giết thì không thể nào, ít nhất cũng phải giằng co, gây ra chút động tĩnh chứ. Hơn nữa, trước khi chết Sa Thiên nhất định sẽ phát ra tín hiệu. Cứ lặng lẽ như vậy thực đúng là kỳ lạ. Hồng Tà không sợ Sa Nhất Đao, nói trắng ra. Có khi nào bị ngất đi không? Diệp Phàm nói. Không thể nào toàn bộ đều bị ngất được, trừ khi gậy phép của bọn chúng có chút lợi hại. Thiên Đao nói. Lúc này, Trường Ẩn Hào chạy đến, nói. Vừa nhận được tin, mấy tên đoạt cano kia không ngờ đụng phải cả một đội quân hơn ngàn người do Đường Châu Ái dẫn đến. Bọn họ ngồi thuyền đánh cá đến, cho nên tốc độ chậm, vừa vặn đụng phải. Bên Châu Ái không có cao thủ phải không? Diệp Phàm chấn động, có chút nóng nảy. Yên tâm, mấy tên đó chắc đã bị dọa sợ vỡ mật rồi. Một lúc đụng phải mười mấy chiếc thuyền đánh cá, sợ tới mức phát chân lên cổ mà chạy. Đám Châu Ái lúc trước nhận được tin tức của chúng ta đã sớm nghi ngờ. Cho nên đã cho bao vây toàn bộ. Kết quả là khai hỏa toàn bộ vũ khí, đánh đắm một chiếc cano, một chiếc khác trốn thoát. Đám Châu Ái kiểm tra thì thấy có 5 cái xác. Như vậy tính ra, đã lọt mất 2 tên cao thủ. Lúc này bọn chúng cơ bản đã bị tiêu diệt toàn quân. Ừ, việc huấn luyện của Trần Quân có thành tích rồi. Xem ra, cả quân đoàn lần đầu trở về đã có một trận thắng lớn, rất tốt. Diệp Phàm gật đầu nói. Đó là điều đương nhiên. Đều dựa vào chế độ xây dựng quân đoàn chính quy mà. Vũ khí thiết bị tuy rằng đa phần đều mua từ chợ đen, có chút tạp nham, nhưng hỏa lực vẫn rất mạnh mẽ. Đáng tiếc là không có quân hạm, Bao Nghị nói. Đợi đến lúc lái mấy chiếc tàu chiến nhỏ này về là có thể tăng mạnh hỏa lực của Duy Cơ Tư rồi. Bước tiếp theo chính là xây dựng một phân đội hải quân bộ lạc Nguyên Thủy. Diệp Phàm nói. 2 tiếng sau, hơn ngàn người Đường Châu Ái mang đến lập tức lên hoang đảo. Còn đám người Diệp Phàm tạm thời nghỉ ngơi, để những người này lập đội tìm kiếm theo phương thức kéo lưới. Kết quả, không ngờ trong cuộc tìm kiếm lại giết được 4 con cá lọt lưới. Đương nhiên, mấy tên kia vẫn lợi hại hơn đám quân đoàn nhiều, trước khi chết đã xử lý mất 30 mấy thủ hạ của Châu Ái. Kết quả bị tộc người Nạp Tây Mễ tức giận ùa lên băm thành thịt vụn, có thể làm nhân bánh bao được rồi. Vẫn không phát hiện thấy tung tích của Sa Thiên, cho dù chết rồi cũng phải thấy thi thể mới đúng chứ. Sa Nhất Đao vẻ mặt vô cùng đau buồn. Chuyện này đúng là lạ, chúng ta đã tìm theo phương thức kéo lưới mấy lần rồi. Sinh vật còn sống trên đảo, ngoại trừ rắn ra thì cả chim cũng bị dọa bay hết rồi. Diệp Phàm nói. Huyễn Ma, ông có phương thức tìm kiếm nào đặc biệt không? Diệp Phàm hết cách, đành phải quấy rầy lão già Huyễn Ma này lần nữa, lão già tức giận chửi ầm lên như thường lệ. Có điều, lão già này thích hư vinh. Sau khi chụp mũ Diệp Phàm một trận lại trở nên đắc ý. Cười nói, đương nhiên có điều, phương thức tìm kiếm của cao thủ như bọn ta các ngươi không cách nào dùng được đâu. Các ngươi tìm kiếm kiểu này đúng là ngốc,
không những nhọc sức mà còn không hiệu quả. Có điều, cách thường dùng là đủ rồi. Đến bây giờ vẫn không tìm ra người, có khi nào bị hủy thi diệt tích rồi không? Điều này cần thiết sao? Cho dù có bị nổ tan xác thì cũng phải tìm thấy mảnh vụn chứ. Huống chi đám Sa Thiên có đến mấy người liền. Không lý nào tất cả đều bị tan xác. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Ngươi bắt đầu chạy quanh đảo một vòng đi. Ta dùng cách của ta tìm giúp ngươi thử xem. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm không còn cách nào khác, thi triển khai thần hành chi thuật bắt đầu chạy xung quanh vào trong đảo. Ông có biện pháp gì, có phát hiện được gì không? Diệp Phàm mệt đến mức thở không ra hơi. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra, tiếp tục chạy đi. Huyễn Ma cười gượng một tiếng, dường như cố ý gây nghi ngờ. Có điều, hiện tại Diệp Phàm không tìm ra được cách nào tốt hơn, đành phải nhịn xuống, tiếp tục chơi trò chạy vòng quanh. Phía đông, phía tây, rẽ trái, rẽ phải, đi lên trên. Dù sao Diệp Phàm cũng giống như một con chó điên bị Huyễn Ma sai khiến nhảy lên nhảy xuống. Tên khốn nhà ông đang đùa giỡn tôi phải không? Diệp Phàm tức giận, gầm lên. Nếu ngươi cho là như vậy thì không cần chạy nữa. Huyễn Ma đắc ý cười, lòng thầm nói, không chỉnh chết ngươi mới là lạ. Lão ma, chúng ta sau này sẽ tính sổ. Diệp Phàm gầm rú nói. Đến lúc đó rồi tính. Lúc này miệng Huyễn Ma đặc biệt cứng rắn, bộ dáng như thể thằng em Diệp ngươi thua là cái chắc. Tên này tức đến nghiến răng, có điều không còn cách nào khác, vẫn phải tiếp tục. Dừng, Huyễn Ma vừa dứt lời đột nhiên kêu lên. Phát hiện ra gì sao? Diệp Phàm vui vẻ hỏi. Phát hiện cái con khỉ, ta bị ngươi lắc qua lắc lại chóng hết cả mặt, chạy tiếp đi. Huyễn Ma tức giận nói, Diệp Phàm thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. Chạy không được bao lâu Huyễn Ma lại hét lớn, dừng. Ông già, ông còn đùa giỡn ta nữa có tin ta ném diệt hồn thương vào trong lò nung chảy không? Diệp Phàm hét lớn. Đừng lên tiếng, có tình huống. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm vừa nghe, lập tức im lặng, đôi mắt ưng quét xung quanh. Lúc này trời đã sầm sầm tối. Dường như chẳng có tình huống gì mà. Diệp Phàm hỏi, còn tưởng rằng lão ma lại đang lừa mình. Phía trước là cái gì? Huyễn Ma hỏi. Chỉ là một vách đá dựng đứng thôi, sao thế, đây là tình huống sao? Diệp Phàm hỏi, vách đá dựng đứng kia cực kỳ lớn, màu đen, xấp xỉ gần 90 độ. Chu vi cũng chừng 7.080 mét. Không phải ngươi có đôi mắt ưng sao, dùng đôi mắt ưng của ngươi nhìn kỹ vách đá kia đi. Tập trung một chút, chứ không phải quét lung tung. Có điều, gọi hết bọn nó lại đây. Cẩn thận một chút là được. Huyễn Ma nói bằng giọng điệu trào phúng. Diệp Phàm gọi tất cả mọi người đều tới, sau đó cả đám đều phục xuống đất, chăm chú nhìn vách đá lớn phía trước, quả nhiên, ngay cả Diệp Phàm cũng càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi. Lão ma, dường như có rất nhiều bóng ma chậm rãi di động trên vách đá thì phải. Diệp Phàm hỏi. Ngươi tin trên đời này có ma sao? Huyễn Ma cười khẩy nói. Chẳng lẽ không phải, dường như còn xếp thành một hàng mà đi. Có chút giống như nghi thức đưa ma của Trung Quốc chúng ta. Hơn nữa, ông xem, phía trước còn mang theo bát hương, nâng vòng hoa, còn có người khiêng linh ốc. Ở giữa còn có một chiếc quan tài lớn, phía trên còn có một cái lọng. Diệp Phàm vừa nói đến đây, đột nhiên nghẹn họng, ngây người nhìn vách đá. Lão đại, sao lại thế này, Sa Thiên sao cũng có ở trong đội ngũ đưa ma, trong tay còn xách một cái đèn lồng ma. Anh xem, còn có đám Lạc Phi và Mao Ni. Trông ai cũng đáng sợ, chẳng lẽ bọn họ biến thành ma cả rồi. Giọng của Bao Nghị không ngờ lại run rẩy, nhỏ giọng nói. Cậu thấy Sa Thiên giống người sống sao? Diệp Phàm hỏi. Không giống người sống lắm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hơn nữa, một người còn sống sao có thể đi trong vách đá? Hơn nữa, anh xem, Sa Thiên dường như trở nên có chút dẹt dẹt. Chẳng lẽ chết thật? Bao Nghị hỏi. Ẩn Hào, dùng kinh nghiệm trộm mộ của Trương gia các cậu giải thích tình huống này một chút đi. Diệp Phàm hỏi. Theo lời kể lại của tổ tông Trương gia chúng tôi, có một lần trộm mộ từng phát hiện thấy người âm đưa ma. Nói là lần đó đào vào ngôi mộ của một vương gia, có điều, chỉ là một cái quan tài rỗng. Đang buồn bực thì phát hiện có một hàng người đi qua trước mặt. Bọn họ không đi trên vách đá hoặc vách tường như thế này mà là thực sự đi qua trước mặt tổ tông chúng tôi. Ai cũng ngây ngẩn không lên tiếng, hơn nữa, bước chân cứ nhẹ bẫng như đang bay vậy. Hơn nữa, trực tiếp đi vào trong vách tường của ngôi mộ. Lúc ấy mấy lão tổ tông trộm mộ nổi danh của tôi đều sợ đến mức không dám lên tiếng. Theo tổ tông nói đó là người âm, không thể kinh động bọn họ,
bằng không, bọn họ sẽ tấn công, lấy mạng anh. Lần đó trộm mộ trở về mấy ông tổ còn ốm nặng một trận. Trương Ẩn Hào nói, không thể nào, huyền bí như vậy, trên đời này thực sự có ma sao? Bao Nghị hỏi, khó nói lắm, có điều, tôi cũng chỉ nghe nói, chưa từng thấy. Có điều, mấy người Sa Thiên tại sao cũng nhập vào đội ngũ đưa ma? Hơn nữa các anh xem, dường như là cái bóng đi trên vách đá. Đây không phải bóng ma thì là gì? Người sống có đi trên vách đá cũng phải bò trên vách đá mà đi chứ phải không? Mà các anh thấy đấy, cậu ta như đang bay lơ lửng, giống như một tờ giấy vậy. Trương Ẩn Hào nói. Đúng vậy, nhìn qua giống như một trang giấy Sa Thiên. Thế nhưng, thực sự là một người sống lù lù mà. Bao Nghị nói. Vô chi, Huyễn Ma hừ một tiếng. Là thế nào lão ma? Diệp Phàm hỏi. Nếu ta đoán không sai thì đây là một trận thế mê ảo. Sa Thiên tuyệt đối là một người sống. Còn thứ các ngươi thấy trên vách đá chỉ là một thứ giả tượng. Trước mặt các ngươi căn bản không có vách đá. Huyễn Ma nói. Nếu như không có vách đá thì Sa Thiên đúng là người sống rồi, có điều, những người khác từ đâu đến? Chúng ta chỉ có mấy người, thế nhưng trên vách đá thì hiện ra đến mấy trăm người đưa ma. Diệp Phàm hỏi. Ta đang nghi ngờ năm đó nơi này đúng là đã có người đưa ma, không chừng nơi này còn là một ngôi mộ lớn. Sau bởi vì nguyên nhân quang học, hình ảnh những người này đưa ma năm đó được lưu giữ lại. Ví dụ như, hiện tượng các ngươi nhìn thấy ảo ảnh, chính là bởi vì nguyên nhân quang học, hình thành do chiếu một hình ảnh ở nơi này đến một nơi khác. Mà ta nghi ngờ hình ảnh đưa ma năm đó được chiếu vào chỗ này. Cũng có thể là hình ảnh đưa ma ở chỗ khác chiếu đến nơi này. Hơn nữa, thường thường do nguyên nhân thời tiết địa lý mà lại được chiếu lại lần nữa. Còn về phần ma quỷ gì đó tuyệt đối không có. Trên đời này làm gì có ma, cách nói đó chỉ là mấy ông thầy phép lừa người mà thôi. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân, chính là thiên nhiên nơi này tạo nên một mê ảo trận, còn đám người Sa Thiên đã bị mê hoặc đi vào rồi. Chỉ cần phá giả mê ảo trận này là có thể cứu bọn họ ra. Hơn nữa, một khi trận thế được phá giải thì cảnh đưa ma cũng biến mất. Huyễn Ma nói, có vẻ rất có lý. Vậy phá giải như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chương 3578, tiếng chuông quỷ dị. Cái này phải từ từ, hơn nữa, ngươi nhìn kỹ vách đá đi. Nếu như có thể phát hiện ra đặc điểm gì đó trong đoàn đưa ma thì tốt rồi. Ví dụ như, địa điểm hoặc môi trường địa lý xung quanh chỗ đưa ma. Nếu các ngươi có thể phát hiện ra chỗ đó không chừng ta còn có thể đào được một ngôi mộ lớn đó. Ngươi xem, đoàn đưa ma đến mấy trăm người, chủ nhân khi còn sống nếu không phải là đại quan thì nhất định là cự phú. Huyễn Ma nói, Diệp Phàm cùng mọi người bàn tính một chút, cả đám nghe xong đều có chút ngây người sững sờ. Nghe có chút hợp lý, nhưng lại có chỗ không hợp lý, thực là kỳ lạ. Thiên Thông nói, kệ nó đi, cứu Sa Thiên quan trọng hơn. Theo lý mà nói, đêm qua Sa Thiên còn phát ra tín hiệu. Cho nên, nhất định cậu ấy ở ngay trên đảo này. Vậy chúng ta phân công nhau tìm xem chỗ nào có địa hình tương tự với nơi xuất hiện người âm trên vách đá. Ngôi mộ đó nhất định chỉ ở trên đảo này thôi, Bao Nghị nói. Bởi vì đã tìm qua vài lần, thành ra không cần lo đối phương còn ẩn núp trên đảo. Cho nên, mấy người sau khi quan sát lần nữa, Diệp Phàm vẽ lại địa hình đáng nghi ra giấy. Trương Ẩn Hào lập tức dựng địa hình qua máy tính, bức vẽ đó càng rõ ràng hơn, thế là, đám người Diệp Phàm chia làm nhiều tổ. Mỗi tổ mang theo một nhóm binh lính tộc nhân Nạp Tây Mễ bắt đầu tiến hành tìm kiếm toàn diện theo hình thức kéo lưới trên đảo. Rạng sáng ngày hôm sau, khoảng 5 giờ, trời còn hơi tối, sau khi trải qua hai lần tìm kiếm, các đội điểm danh quân số, lập tức ngây người. Tổ của Bao Nghị sao lại không thấy đâu? Trương Ẩn Hào hỏi. Bao Nghị lúc ấy mang theo mấy người đi tìm. Diệp Phàm hỏi. Cậu ta dẫn theo 5 thanh niên người Nạp Tây Mễ. Trương Ẩn Hào nói. Chẳng lẽ vẫn còn kẻ địch ẩn náu, công lực Bao Nghị quá thấp cho nên Trương Ẩn Hào nói đến đây không dám nói tiếp. Không thể nào. Chẳng lẽ kẻ địch có thể chui vào lòng đất? Hơn nữa, cho dù có gặp phải, 6 người sao lại không phát ra một chút tín hiệu nào? Cho dù chỉ là hét một tiếng phỏng chừng tổ tìm kiếm khác cách đó không xa cũng sẽ nghe thấy mà. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tổ nào cũng trang bị 2 đạn tín hiệu, hơn nữa còn có súng ống. Kẻ địch lợi hại đến vậy sao, trong nháy mắt đã có thể đánh chết 6 người sống sờ sờ. Thông Thiên nói. Phải rồi. Chúng ta chạy đến chỗ vách đá đó nhìn thử xem. Diệp Phàm kêu lên. Một đám người kéo đến vách đá. Lập tức, toàn bộ đều trợn tròn mắt,
quả nhiên ở bên trong. Thiên Thông sợ hãi gãi gãi ra đầu, bởi vì, trên vách đá hiện ra cảnh Bao Nghị dẫn theo mấy binh lính tay xách đèn lồng ma ngẩn người đi theo sau đám người Sa Thiên, Lạc Phi đưa ma. Nhất định đã mất tích ở chỗ nào đó trên đảo, đúng rồi. Chúng ta mau kiểm tra đối chiếu phạm vị Bao Nghị tìm kiếm xem. Vừa rồi Bao Nghị tìm kiếm lần thứ ba ở khu vực nào? Diệp Phàm hỏi. Chỗ gần trung tâm về phía bắc, Trương Ẩn Hào nói, Sa Nhất Đao đã lao về phía đó. Mấy đại cao thủ chạy rất nhanh, không lâu sau đã đến được chỗ đó. Đây không phải là đạn tín hiệu sao? Lúc này, Hồng Tà nhặt lên một quả pháo có dạng địa lôi trên mặt đất. Đây là đạn tín hiệu đặc biệt của tổ, không cần súng. Trực tiếp kéo dây là pháo sẽ bắn lên trời. Hơn nữa cũng không sợ nước. Vậy chính là ở khu vực này rồi, chúng ta lấy đạn tín hiệu làm trung tâm, chia làm 4 đội tìm kiếm. Diệp Phàm nói, nơi này có vẻ tĩnh lặng, thực ra tràn ngập nguy hiểm. Ngay cả cao thủ như Sa Thiên cũng rơi vào bẫy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Lúc tiến hành tìm kiếm lần nữa, những người công lực thấp còn mang theo súng bên người. Người nào người nấy thắt lưng đều dắt lựu đạn. Trong đám người này, công lực của Trương Ẩn Hào khá thấp, cho nên, tên này còn cầm theo một khẩu súng hạng nhẹ. Thắt lưng còn dắt thêm súng lục và lựu đạn, rất giống tư thế của quân cảm tử. Leng keng. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, Diệp Phàm cảm thấy trái tim đột nhiên co rút lại. Sau đó âm thanh này lại vang lên. Cho dù tất cả mọi người đều cảnh giác, thế nhưng, âm thanh quái dị này cứ như có tác dụng thôi miên, khiến người ta choáng váng, hôn mê. Có phát hiện gì không? Diệp Phàm hỏi Huyễn Ma. Mê âm, có lẽ chính mê âm này khiến đám người Sa Thiên bị lừa. Chỉ cần luôn luôn nhắc nhở bản thân, vẫn có thể đề phòng mê âm. Có điều, chỉ sợ mê âm này được cao thủ khống chế. Ví dụ như, trong tay của hồn khí thoát hồn cảnh thì phiền toái rồi. Hơn nữa, có lẽ nơi này còn có một kiểu bố trí kỳ lạ. Huyễn Ma nói. Tôi nghĩ, có thể dùng cách ném đá dò đường không? Diệp Phàm hỏi. Làm thế nào? Huyễn Ma hỏi. Mê âm này đối với người có công lực thấp thì càng dễ bị mê hoặc. Tôi nghĩ, chúng ta dừng lại lùi ra phía ngoài. Sau đó để binh lính nạp Tây Mễ tạo thành một đội đến đây tìm. Bọn họ nhất định sẽ bị mê hoặc vào trước. Chỉ cần chúng ta có thể phát hiện ra bọn họ đi vào như thế nào thì dễ làm rồi. Diệp Phàm nói. Ừ, cách này không tồi. Có điều, chỉ sợ người ta cũng nghĩ đến cách này mà có biện pháp phòng ngừa rồi. Có điều, vẫn có thể thử một lần. Ít nhất, thần chí ta thế này bọn chúng muốn mê hoặc ta cũng không hề dễ dàng, phải không? Huyễn Ma lại bắt đầu kiêu ngạo. Đương nhiên, ông là vua trong giới này mà. Hơn nữa còn là truyền nhân của cửu chỉ. Diệp Phàm nịnh bợ. Quả nhiên, chiêu này rất hữu hiệu. Đám Diệp Phàm đi xa khỏi nơi có tiếng chuông, có điều, Trương Ẩn Hào lại cứ đâm đầu đi về phía đó. Mẹ kiếp, bảo cậu đi phía đông cậu lại cứ đi phía tây. Hồng Tà vừa khéo ở bên cạnh, kêu lên một tiếng với Diệp Phàm bằng truyền âm nhập mật. Sau đó tát Trương Ẩn Hào một cái khiến nửa bên mặt y thiếu chút nữa sưng phồng. Tên này cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Làm gì thế, sao lại đánh tôi? Trương Ẩn Hào tức giận nhìn Hồng Tà. Đánh thế còn nhẹ đó, cút về mau. Hồng Tà đẩy một cái, Trương Ẩn Hào vừa tức giận, vừa bị đẩy bay đến bên cạnh Diệp Phàm. Bên này có chút kỳ lạ, mau mau tránh ra. Diệp Phàm nói, Trương Ẩn Hào cũng không nói gì nữa, đám người tản ra bên ngoài. Không lâu sau, binh lính người nạp Tây Mễ hợp thành một đội tìm kiếm. Quả nhiên, không lâu sau âm thanh leng keng kia lại vang lên. Âm thanh này có lẽ có một phạm vi nhất định phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, khi ngươi đi vào phạm vi của nó ngươi sẽ nghe thấy. Có lẽ là chạm phải gì đó. Hơn nữa, các ngươi rời khỏi phạm vi này đương nhiên sẽ không nghe thấy nữa. Có điều, lão ma ta vẫn có thể nghe thấy. Huyễn Ma Đắc Y nói. Một lúc sau, những binh lính này cứ ba người một hàng lập thành đội. Hàng đầu đi vào trong, không lâu, thân thể nhoáng lên một cái biến mất trong khoảng không. Tiếp theo là hàng thứ hai, hơn nữa, người nào người nấy đều ngây ngẩn như cương thi. Bên trong chẳng lẽ có kết giới? Diệp Phàm hỏi. Có khả năng là kết giới, cũng có thể là một cơ quan đặc biệt, bố trí ánh sáng khiến cho mắt thường khó có thể phát hiện ra chỗ đó. Huyễn Ma nói, Diệp Phàm dẫn người mau chóng lập thành đội, dưới sự chỉ dẫn của Huyễn Ma, đi theo sau những binh lính đó vào trong. Đương nhiên, vừa tiếp cận liền nghe thấy âm thanh leng keng đó. Tuy rằng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị trước, bịt tai lại, thế nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh kia. Chỉ là nhỏ đi không ít.
đây là sự công kích vào thần kinh người, không riêng ở phương diện thính giác. Cho nên, các ngươi vẫn có thể nghe được âm thanh này. Đương nhiên, sự công kích của sóng âm chủ yếu vẫn ở phương diện thính giác, hiện tại uy hiếp của nó đối với các ngươi yếu đi nhiều rồi. Thế nhưng điều này có lợi cũng có hại, các ngươi bịt hết tại rồi đợi chốc nữa sau khi đi vào rồi muốn liên lạc với nhau cũng có chút phiền phức. Nếu rút bịt tai ra thì lại sợ các ngươi bị mê hoặc mất. Huyễn Ma nói, không sao, có ông bảo vệ ít nhất có thể chỉ huy chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn có ngôn ngữ người câm giúp đỡ. Diệp Phàm nói, cảm giác rất lạ lùng, đã đi vào rồi, phát hiện bên trong khá rộng rãi. Phạm vi chừng 23 dặm. Hơn nữa còn có một số tảng đá thô ráp kỳ quái xếp thành một hình tam giác ngược. Tảng đá rất lớn, tảng nào tảng nấy đều to bằng một toa tàu cao tốc. Từng hàng chất lên cao chừng hơn 30 mét. Hơn nữa, trên tảng đá có khắc thô một thứ có dạng mũi tên. Không những thế, nhiều chỗ trên tảng đá lồi lõm dường như đã bị một vật nặng hoặc vũ khí cùn nào đó tấn công. Hiện trường có một tầng sương mù mỏng manh, một luồng khí quỷ dị bao trùm hết thảy, đem đến cho người ta cảm giác âm trầm như đi vào địa phủ. Một lúc sau, tiết tấu của âm thanh leng keng chậm lại. Diệp Phàm phát hiện, đội ngũ mấy trăm người đưa ma vừa rồi phát hiện ở chỗ vách đá đã đến. Sợ tới mức Diệp Phàm vội vàng thủ thế, nằm phục xuống đất. Những người này là người chết hay người sống? Diệp Phàm hỏi. Ta nghi ngờ bọn chúng là cương thi hay gì đó, chẳng là người sống cũng chẳng là người chết. Ngươi xem, bọn chúng không tên nào mở mắt. Hơn nữa, thân thể tuy rằng không đến nỗi quắt queo nhưng vẫn có thể nhìn ra đã khô quắt. Không những thế, ta nghi ngờ bọn chúng đều đang nghe theo sự chỉ huy của tiếng chuông. Ngươi xem, đám người Sa Thiên, Lạc Phi, Bao Nghị đều mở hai mắt ngây ngẩn đi theo đội ngũ. Đây là bởi vì bọn họ vừa vào chưa lâu, chẳng qua là bị mê hoặc, chịu sự khống chế của tiếng chuông. Ngươi có cảm thấy không, bọn họ vẫn đang hô hấp. Có điều, tình hình này mà cứ tiếp tục, phỏng chừng sau một thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ trở thành thành viên chân chính trong đội ngũ này thôi. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm phát hiện, những binh lính đó thấy đội ngũ này sắp đến, không ngờ rất tự nhiên gia nhập đội ngũ. Hơn nữa, cũng là bộ dáng ngây ngẩn đi vòng quanh đống đá hình tam giác. Điều này thật kỳ lạ, những người này chết cũng không biết bao lâu rồi. Chẳng lẽ vẫn luôn luẩn quẩn thế này sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Không thể nào luôn luẩn quẩn như vậy, cho dù là cương thi cũng không chịu nổi. Có lẽ là có người ngoài tác động vào mà bắt đầu luẩn quẩn. Cứ chuyển động như vậy có lẽ có thể khởi động cơ quan đã bố trí. Từ đó khiến cho tiếng chuông có thể vang ra ngoài thu hút người đi vào làm lớn mạnh đội ngũ của chúng. Ngươi xem, người trong đội ngũ này khá lạ lùng, dường như rất tạp nham. Huyễn Ma nói. Ừ, người nạp Tây Mễ có, người da trắng cũng có, người da đen cũng có, dường như còn có người da vàng đến từ châu Á. Có lẽ là mấy tên xui xẻo sau khi đi đến nơi này liền bị thu hút vào. Còn đội ngũ này có lẽ vốn không nhiều lắm, chỉ hơn 100 người. Hiện tại nhìn thì thấy cũng lên đến 300-400 người. Nhiều năm như vậy chỉ có bấy nhiêu người dường như cũng không nhiều lắm. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nơi này trở thành hoang đảo. Diệp Phàm nói. Chương 3579, trồng đá tam giác. Không đúng, nếu đã là hoang đảo thì còn ai đến nữa? Sau đó còn tăng thêm mấy trăm người nữa, thế thì nhiều quá. Nếu như tăng thêm mấy chục người thì còn có lý một chút. Có khi nào những người này tự động tìm tới nơi này không nhỉ? Huyễn Ma nói. Ý ông là nơi này cũng đã từng là một nơi bí mật, sau đó người ta biết được. Giống như đảo thủy tinh có người cứ lao vào như thiêu thân. Diệp Phàm nói. Rất có thể, Huyễn Ma nói. Chứ còn gì nữa, vậy thì những người đến chắc hẳn đều là cao thủ phải không? Diệp Phàm hỏi. Về điểm này ngươi có thể khẳng định người nào trong đội ngũ đưa ma cương thi kia không phải cao thủ không? Huyễn Ma hỏi. Những người này cũng kỳ lạ, cứ luôn đi vòng quanh chồng đá tam giác, không thấy có động tĩnh nào khác. Không biết đến lúc nào mới ngừng lại. Diệp Phàm nói. Còn nữa, Huyễn Ma, ông có thể suy đoán là người của triều đại nào thông qua quan tài và đội ngũ đưa ma ban đầu không? Đi ở phía trước quan tài, nâng quan tài mới là đám người ban đầu, số người có lẽ đến hơn 100. Quy mô cũng không lớn lắm. Hơn nữa, người xem, quan tài này rất thô ráp, phía trên còn khắc một số hoa văn kỳ lạ. Có điều, quan tài lớn như vậy dường như là thân phận đế vương. Nhưng, dựa vào độ thô ráp thì có vẻ là của đám võ phu nhà quê.
mà xét theo cách ăn mặc của đám khiêng quan tài cũng không giống hạ nhân của nhà giàu. Càng không giống thị vệ của triều đình hoàng tộc. Đương nhiên, những người này nhất định không phải người Trung Quốc, cũng không phải người châu Á. Hẳn là người của quốc gia lân cận. Cho nên, rất có thể là người Hồng Ma Tây Lượng Quốc hoặc nước Anh không chừng. Huyễn Ma nói, không giống người Anh, nếu như nói là người của quốc gia lân cận cũng không thể khẳng định. Có một số cao thủ võ lâm thích đặt mộ của mình ở nơi thật xa để không bị người khác phát hiện ra. Ví dụ như Vũ Vương, nếu như là người Trung Quốc, thì đảo Thủy Tinh cũng cách Trung Quốc rất xa. Cho nên, điều này không thể làm căn cứ. Thế nên cũng rất khó đoán được bọn họ rốt cuộc là ai. Diệp Phàm nói. Lúc này, Trương Ẩn Hào nằm phục bên cạnh làm một dấu hiệu bằng tay. Người Maya, sao cậu có thể khẳng định bọn họ là người Maya? Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc, nói bằng truyền âm nhập mật. Từ năm 1839, khi người Mỹ, John Stephen lần đầu tiên phát hiện ra di chỉ văn minh cổ của Maya tại rừng rậm nhiệt đới Honduras đến nay. Các chuyên gia khảo cổ trên thế giới đã đồng thời phát hiện ra hơn 170 địa điểm có di tích của thành thị Maya cổ đại trong rừng rậm và trên đồng hoang Trung Mỹ. Nam Guatemala, Honduras, đến tận dãy núi Andes. Dân tộc thần bí này đã kiến tạo nên rất nhiều kiến trúc khổng lồ trong rừng rậm nhiệt đới Nam Mỹ, khiến người ta phải kinh ngạc. Hình ảnh phục hồi trên máy tính của thành phố Taiko hùng vĩ tráng lệ khi hiện ra trước mặt mọi người, rất nhiều kiến trúc sư thành phố hiện đại cũng tự thấy xấu hổ. Cung điện Palang xây dựng vào thế kỷ thứ 7, dài 100 mét, rộng 80 mét, phủ Axmo, một kiến trúc được thiết kế tỉ mỉ, hợp lại từ 22.500 khối đá điêu khắc, không lệch một ly. Đền chiến binh tại Chichen Itza, nóc đền mặc dù đã biến mất, nhưng 1.000 cột đá đổ sộ vững vàng vẫn khiến người ta phải nhớ đến khí phách năm nào. Mà tổ tiên của tôi làm nghề đào trộm mộ, nên có nghiên cứu về văn tự của các triều đại và một số nền văn hóa thần bí nước ngoài. Dựa vào cách ăn mặc của người đi đầu thì đúng là có đặc điểm của người Maya. Hơn nữa, quan trọng là trên quan tài kia hình như có điêu khắc một số văn tự có khả năng là của người Maya. Không những thế, người Maya thích dùng đá tảng. Anh xem, đá tảng nơi đây rất nhiều, còn có chồng đá xếp thành hình tam giác ở giữa nữa. Trương Ẩn Hào dùng tay ra hiệu. Cũng có lý đấy, nhưng mà, hình thức đưa ma của những người này dường như không giống với tầng lớp thống trị của Maya. Mà có chút giống hình thức đưa ma của một số khu vực tại Trung Quốc chúng ta. Diệp Phàm nói, từ trước công nguyên đến thế kỷ 16, người Maya đã thành lập một số thành phố có chế độ nô lệ, sản sinh ra sự phân chia giai cấp, chia thành quý tộc gồm có tư tế, quan lại thống trị, thủ lĩnh quân sự và thương nhân cùng bình dân gồm có thợ, nông dân và nô lệ. Thực hiện chế độ thống trị phân quyền, tù trưởng quản vài trung tâm. Cư dân nông thôn hợp thành công xã. Giữ lại rất nhiều tàn dư của chế độ thị tộc. Sùng bái tự nhiên, đặc biệt là sùng bái thần mặt trời và thần mưa, coi vị thần bảo hộ Isamna là vị thần tối cao. Anh xem, trước chồng đá tam giác này có phải điêu khắc một người phát ra ánh sáng mặt trời không? Người Maya cho rằng thần mặt trời là vị thần tối cao thống trị thế giới, họ đặt tên cho thần mặt trời là Kinikahao. Thần mặt trời của người Maya khoác lông vũ, hai mắt có hình xoắn ốc, đây là một dấu hiệu cực kỳ đặc biệt. Mà đặc điểm này đều xuất hiện trên các bức thạch điêu phía trước chồng đá tam giác, có lẽ chính là đại diện cho thần mặt trời. Trương Ẩn Hào ra hiệu bằng tay. Huyễn Ma, ông thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cái này ta không hiểu đâu, có điều, dấu hiệu mặt trời không thể chứng minh đó chính là thần mặt trời được. Đương nhiên, nếu như có thể nhận ra được văn tự của người Maya thì rất có thể là người Maya. Huyễn Ma nói. Đúng rồi lão Ma. Không phải ông nói sư muội thiên tâm của ông chính là người Maya sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng rồi nhỉ, sư muội của ta đúng là người Maya. Có khi nào có liên quan đến nhà sư muội ta không? Huyễn Ma cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ông còn nói phải tìm cho được em gái của sư muội ông. Rằng bà ấy có quan hệ với hậu nhân của cửu chỉ thần đạo phải không? Diệp Phàm hỏi. Người Maya rất nhiều. Cho dù nói nơi này là nơi đưa ma của người Maya cũng không có nghĩa chính là gia tộc của sư muội ta. Năm đó nghe sư muội ta kể, gia tộc của nàng cũng rất lớn. Thuộc tầng lớp quý tộc của người Maya, sở hữu rất nhiều nô lệ Maya. Còn có cả quân đội riêng, ta thấy đội ngũ đưa ma này cũng chẳng ra làm sao, không giống như hình thức đưa ma dành cho quý tộc Maya. Huyễn Ma nói, mặc kệ đi, ông xem có cách nào có thể phá giải mê trận, cứu đám Sa Thiên ra không?
chỉ sợ kéo dài thời gian bọn họ sẽ trở thành cương thi mất. Diệp Phàm nói, ta nghĩ là tiếng chuông leng keng kia đang tác quái. Dường như tất cả mọi thứ trong này đều bị tiếng chuông đó khống chế. Huyễn Ma nói, ông nói xem có phải có người còn sống đang khống chế tiếng chuông không? Diệp Phàm hỏi, hẳn là không có người còn sống khống chế, có lẽ, đã bố trí đâu vào đó từ trước rồi. Giống như thuật đặt cơ quan của Trung Quốc vậy, ví dụ như cao thủ thoát thần cảnh hoàn toàn có thể bố trí sắp xếp mọi thứ này từ trước. Con rối bị dẫn dắt có thể hoàn thành việc khống chế tiếng chuông. Có điều, người có phát hiện ra nơi phát ra tiếng chuông không? Huyễn Ma nói, hình như phát ra từ trong chồng đá, chẳng lẽ cơ quan khống chế tiếng chuông ở ngay giữa chồng đá? Diệp Phàm hỏi, ừ, ta cũng cảm thấy phát ra từ trong chồng đá. Có điều, muốn đi vào chồng đá có lẽ không dễ dàng. Đội ngũ đưa ma này chẳng lẽ chính là người bảo vệ chồng đá? Huyễn Ma cũng rất nghi ngờ điều này. Có điều, Huyễn Ma vừa dứt lời, chuyện khiến người ta sửng sốt đã xảy ra. Đúng lúc đó, tiếng chuông leng keng vang lên dồn dập. Còn đội ngũ đưa ma di chuyển xung quanh chồng đá lập tức dừng lại. Chỉ thấy quan tài kia đột nhiên vang lên một tiếng kỳ lạ. Một luồng khói màu lam bốc ra từ trong quan tài. Thục một tiếng vang lên, nắp quan tài dường như bị sóng khí đánh vào, bay lên không trung đầy quỷ dị. Một cột đá to bằng thùng nước bay ra từ đám sương mù màu lam. Cột đá dài khoảng 1 mét, đường kính cũng đến 1 mét. Phía trên cũng điêu khắc một số hình vẽ và ký hiệu trừu tượng gì đó, dù sao cũng xem không hiểu. Diệp Phàm hỏi Trương Ẩn Hào, cậu ta cũng lắc đầu nói cũng không biết là thứ gì. Leng keng. Cột đá to bằng thùng nước kia quay tròn trong không trung một cái không ngờ lại phát ra tiếng chuông. Mẹ nó, thì ra là nó phát ra âm thanh. Diệp Phàm mắng một câu. Sau đó, Diệp Phàm phát hiện tất cả đội ngũ đưa ma đều cầm vũ khí bằng đá trên tay, điên cuồng đập vào chồng đá tam giác kia. Đại đao trong tay Lạc Phi chém chan chát vào chồng đá tam giác, tia lửa tung tóe. Sa Thiên cũng như không muốn sống mà giơ thiết côn lên đập dồn dập vào chồng đá. Trong thời gian ngắn ngủi, những âm thanh bôm bốp, chan chát vang lên loạn xạ, lại thêm không khí âm trầm, thật khiến người ta rợn cả gai ốc. Không đúng, dường như đội ngũ đưa ma này không đối đầu cùng chồng đá tam giác. Huyễn Ma thầm nói. Lão ma, ông nói xem có phải bọn họ bị oan không? Tôi nghĩ, phải chăng bọn họ muốn đưa quan tài vào trong chồng đá tam giác? Mà bên trong lại không để bọn họ vào. Cho nên, đám người đó mới điên cuồng tấn công chồng đá tam giác. Mà ông xem. Phía dưới biểu tượng thần mặt trời có một cánh cửa cực lớn. Chẳng lẽ chồng đá tam giác này chính là một ngôi mộ cổ dựng lên từ đá tảng? Diệp Phàm nói. Thật là kỳ lạ, bọn chúng muốn vào, người ta lại không cho. Có điều, đá cũng không thể nào chịu nổi sự công kích của bao nhiêu cao thủ như thế phải không? Huyễn Ma nói. Có điều, Diệp Phàm phát hiện, cho dù đám người kia tấn công rất dữ dội. Tảng đá bị đập đến mức tia lửa tung bay như nước thép trong xưởng đúc. Thế nhưng, dường như chỉ phí công, chồng đá tam giác chẳng xê dịch chút nào, hơn nữa, có vẻ như chẳng có đến một mảnh đá bị rơi ra. Sa Thiên đã là bán tiên thiên rồi mà không đập rơi được một mảnh đá, tảng đá kia sao lại cứng như thế? Chẳng lẽ cũng giống như đá ở miệng núi lửa khắc tà lý, đã trải qua luyện vật hoặc tạo thành do nguyên nhân địa chất đặc biệt nào đó? Diệp Phàm lẩm bẩm. Ai, đám ngu ngốc này, dậy mãi vẫn ngu. Huyễn Ma đột nhiên thở dài. Ý ông là sao lão ma? Diệp Phàm hỏi. Căn bản là không đập đến chồng đá mà thôi. Huyễn Ma thở dài. Sao lại thế được, chúng ta đều thấy rõ ràng là bọn họ đập lên tảng đá. Còn có tia lửa, chẳng lẽ đều là giả sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Mắt các ngươi lừa gạt các ngươi rồi, kỳ thật tất cả bọn họ đều đang đập loạn xạ vào không trung. Cách chồng đá ít nhất mấy chục mét cơ. Còn về tia lửa bụi đá bay ra đấy chỉ là ảo ảnh thôi. Những người này có lẽ cứ cách một thời gian ngắn lại đập lên một lần, kỳ thực, có mệt chết cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, người xem, đám Sa Thiên còn sống, công kích bằng nội khí, cho nên lực công kích rất mạnh. Còn mấy tên đã thành cương thi này dường như cũng chẳng ra sao. Những người này mất đi thần trí, căn bản chẳng khác gì người mất trí, việc công kích hoàn toàn là do bị tiếng chuông khống chế thôi. Ngay cả đám người Sa Thiên còn sống, lực công kích cũng kém đi không ít. Dù sao, kẻ ngu ngốc không có trí tuệ vẫn cứ không linh hoạt. Huyễn Ma nói, đây chẳng phải là nghề của ông sao, ông mau mau phá giải là được rồi. Diệp Phàm nói, chương 3580, chuông cột đá.
không giống đâu, thủ đoạn ảo ảnh này không giống với của ta. Nếu ta đoán không lầm thì nó có liên quan đến chú ngữ. Ngươi nhìn kỹ đi, mỗi lần Sa Thiên công kích, trong chồng đá sẽ bắn ra những hình như thập giá, trăng lưỡi liềm. Cái này khá giống với thủ đoạn của mấy tên chú sư vừa công kích ngươi. Ta nghi ngờ những tên chú sư chú sĩ này có hợp tác với Cùng Âm giáo, có lẽ đến vì tảng đá kia. Thế nhưng bọn chúng vẫn không cách nào tìm được bí mật nằm ở đâu. Ta nghĩ, phải chăng có một cao thủ đại chú sư được an táng trong tảng đá kia. Mà người này có hận thù với đám người đưa ma, tên kia cho dù chết rồi cũng muốn phá hỏng ngôi mộ của vị chú sư đó. Mà đại chú sư đương nhiên sẽ không dễ dàng để y phá hủy nơi an táng của mình, cho nên mới tạo ra những biện pháp phòng bị này. Huyễn ma nói. Huyễn ma, ông nói xem, nếu chúng ta có thể khống chế được tiếng chuông có phải cũng có thể khống chế được đội ngũ đưa ma khổng lồ này không? Những cương thi này tuy rằng công lực không cao lắm, nhưng người công lực thấp nhất cũng đến tam, tứ đẳng. Hình như cũng có một số người thân thủ cao. Diệp Phàm bất chợt nảy ra ý nghĩ. Ngươi muốn sở hữu đội ngũ cương thi này sao? Huyễn ma hỏi. Đương nhiên, đây chính là một đội quân hùng hậu đấy. Chỉ cần khống chế bố trí chúng xung quanh nhà cũ của chúng ta. Vậy bọn chúng liền trở thành đội ngũ bảo vệ tư nhân rất nghe lời rồi. Hơn nữa, bởi vì bọn chúng không có suy nghĩ, cho nên, hoàn toàn để cho chúng ta định đoạt, đúng không nào? Diệp Phàm nói. Điều này có lẽ không dễ đâu, muốn khống chế được bọn chúng trước tiên phải giải được bí mật của tiếng chuông này. Điều này rất khó, ngay cả việc nó phát ra từ đâu chúng ta cũng chẳng rõ thì biết giải thế nào. Không những thế, nếu như làm không khéo, không khống chế được, đám cương thi này loạn lên thì rất nguy hiểm. Thậm chí sẽ nguy hại đến người nhà của ngươi thì làm thế nào? Ta thấy điều này không thể thực hiện được, trừ phi ngươi lấy được sự thừa kế của tiếng chuông này. Bằng không đừng mạo hiểm, đầu óc Huyễn Ma vẫn rất tỉnh táo. Cũng đúng, vậy chúng ta hãy động thủ bây giờ đi. Dứt khoát xông thẳng đến cột đá phát ra tiếng chuông là được. Tôi nghĩ, chỉ cần có thể làm cho tiếng chuông ngừng hoạt động là bọn Sa Thiên có thể đi ra thôi. Diệp Phàm nói. Chỉ có thể như thế thôi, động thủ đi. Huyễn Ma nói, Diệp Phàm ra hiệu bằng tay, các tổ tự phân công công việc. Diệp Phàm tung người lên không, dây thiên thiết như một con rắn dài quất về phía cột đá phát ra tiếng chuông kỳ lạ trong không trung. Còn đám người Thiên Đao và Hồng Tà nháy mắt đã đi đến trước mặt Sa Thiên. Lạc Phi, Bao Nghị, bởi vì xuống tay rất đúng lúc, mấy người bọn họ phản ứng lại lao đến tấn công đám người Thiên Đao. Bởi vì công lực kém xa, cho nên, chỉ trong vài giây liền điểm huyệt được đám người Sa Thiên, ném ra chỗ xa. Bằng không, đám người này đầu óc không tỉnh táo, đánh lung tung cũng rất phiền phức. Có điều, mấy binh lính Nạp Tây Mễ không ngờ cũng giơ súng lên công kích. Diệp Phàm không có cách nào khác, sợ Ngộ Thương người mình, đành phải hạ lệnh có thể điểm huyệt được thì điểm. Điểm huyệt không được thì giết. Tang! Cột đá kia bị dây thiên thiết quất liền phát ra âm thanh vang dội. Diệp Phàm lập tức cảm thấy như tim bị chấn động, cả người không ngờ không khống chế được, ngã xuống đất. Còn đám cương thi bên dưới mười mấy tên ùa lên tấn công về phía này. Ầm ầm ầm. Dây thiên thiết của Diệp Phàm quất đám cương thi một cái, không ngờ quất không chết. Phải quất chúng thành hai mảnh thì chúng mới không thể cử động được nữa. Cũng tốn một lúc mới tiêu diệt được mười mấy tên, còn đám Thiên Đao cũng đã lao qua đánh đấm loạn xạ với đám cương thi. Diệp Phàm lại quất dây thiên thiết về phía cột đá. Đúng lúc này, quan tài lại bùm một tiếng vang dội. Một cánh tay to đầy lông lá vươn ra vẫy về phía cột đá trong không trung, cột đá kia liền bay đến trên bàn tay đó. Cánh tay đó rất dài, giống như của vượn tay dài, vươn ra khỏi quan tài gần 2 mét rồi mà vẫn chưa thấy thân thể đâu. Diệt hồn thương đâm xuống. Lúc đến gần quan tài kia, 8 tên vạm vỡ nâng quan tài không ngờ nhảy lên không trung, quan tài tung lên độ cao hơn 30 mét trong không trung đầy quỷ dị. Sau đó xoay tròn, quan tài như thể tảng đá vun vút nặng nề áp xuống người Diệp Phàm. Một quan tài khổng lồ như vậy khiến người ta có cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng đè xuống. Lại thêm âm khí tại nơi này quá nặng, một vòng khí áp lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, hình thành trong không trung, siết lấy người Diệp Phàm. Vòng khí áp lại là màu lam, mắt thường có thể nhìn thấy. Diệp Phàm cảm thấy dường như có một ngọn núi đè xuống. Muốn mau chóng tránh ra, thế nhưng, vòng khí áp cứ như đạn đạo, có khả năng khóa chặt mục tiêu. Diệp Phàm lúc này cảm giác như bản thân rơi vào hồ chứa kéo siêu dính, nhấc bước khó khăn vô cùng. Thấy quan tài sắp đè xuống, Thiên Đao vừa thấy, nhanh chóng phóng bảo kiếm ra,
đâm phá vòng khí áp. Thế nhưng, bảo kiếm của Thiên Đao lợi hại đến vậy mà cũng không phá nổi vòng khí áp. Vòng khí áp đó vẫn quấn lấy người Diệp Phàm. Thiên Đao vội vàng nhảy tới bên cạnh Diệp Phàm, đấm một quyền lên trên, một luồng nội khí cuồn cuộn đánh thẳng đến vòng khí áp. Rầm rầm rầm. Thiên Đao đánh liên tiếp 78 quyền, không ngờ chỉ có thể khiến cho khí áp hơi nhích lên trên 2 mét. Diệp Phàm cảm thấy áp lực giảm một chút cũng vội vàng tấn công lên trên, thế nhưng, vòng khí áp vẫn không xi nhê gì. Thấy thứ kia sắp nện quan tài xuống, Diệp Phàm gầm lên một tiếng như thể sư tử giống. Thiên Loan Đao bị hắn kéo căng, diệt hồn thương phá không bắn đi. Keng! Như thể bắn tới tường đá cực dày, diệt hồn thương không ngờ bắn ngược trở lại. Diệp Phàm và Thiên Đao cảm thấy áp lực nhẹ đi không ít, nhanh chóng né sang bên. Ầm ầm một tiếng cực lớn vang lên. Diệt hồn thương trực tiếp bắn vào trong đất, ngay cả lưỡi thương cũng không thấy. Mặt đất lập tức nứt ra một lỗ hỏng to bằng cái sọt, nhìn xuống cũng không biết sâu bao nhiêu, dù sao trong lỗ cũng có luồng âm khí bay ra, lạnh lẽo vô cùng. Bao Nghị tỉnh lại, liếc nhìn vào lỗ hổng, lập tức toàn thân cứng đờ, dùng mình một cái. Không phải bắn xuyên mặt đất rồi đấy chứ? Bao Nghị thì thầm một câu. Xuyên cái mẹ gì, chục mét là nhiều nhất, Thiên Thông tức giận hừ nói. Rầm. Quan tài nện xuống đất, 8 người khiêng quan tài chạm đất một cái lại tung người vào không trung. Lão ma, ông không sao chứ? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Vẫn ổn, thiếu chút nữa lão ma ta bị tiêu diệt rồi. Huyễn ma cực kỳ bất mãn, nói. Ông dùng chút hồn khí kéo diệt hồn thương trở về đi. Diệp Phàm nói. Vậy sẽ tốn rất nhiều hồn khí, không được, người hút trở về là được rồi. Huyễn ma nói. Phải rồi, trong quan tài có một cánh tay lông lá. Tên bên trong rất ghê gớm. Diệt hồn thương cộng thêm dây thiên thiết và thiên loan đao đều không được việc. Diệp Phàm nói. Không phải không được việc mà là tên kia quá mạnh, có lẽ là một dạng cương thi. Hơn nữa, còn cao cấp hơn cả phi cương. Không chừng còn là một cương thi cấp niệm khí, vậy thì đám các ngươi có trò vui tìm đến rồi. Huyễn ma không ngờ lại vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Cương thi cấp niệm khí, vậy thì gọi là cương thi gì? Diệp Phàm chấn động hỏi. Loại này hẳn là thăng lên cấp vương rồi, gọi là cương thi vương. Thông thường đồng tử đều là màu lam. Vừa rồi trong quan tài tràn ra sương mù lam, có lẽ chính là một con cương thi vương rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng là bán niệm khí. Có điều, diệt hồn thương của ngươi ngay cả thiên đao sống sờ sờ còn phải e dè mà con cương thi này lại không sợ. Có lẽ chính là một con thi vương rồi. Hơn nữa, rất có khả năng là một con thi vương cấp niệm khí. Huyễn ma nói. Cấp niệm khí, lão ma, vậy chẳng phải là tất cả mọi người tiêu đời rồi sao? Lòng Diệp Phàm chợt lạnh lẽo. Theo lý thuyết hẳn là như thế. Huyễn ma nói. Chẳng lẽ ông không có cách nào sao? Diệp Phàm hỏi. Lúc ta sống thì còn có thể chế ngự nó, hiện tại thân ta còn khó bảo toàn. Có điều, có lẽ vẫn còn hy vọng. Ngươi xem, bọn chúng không phải đang công kích chồng đá tam giác sao? Trong chồng đá nhất định có sự vật có thực lực cao hơn, ít nhất là tương dương. Nếu không, chồng đá này đã đi tong từ lâu rồi. Huyễn ma nói. Trong quan tài lại tràn ra một làn khói lam đậm đặc, cánh tay lông lá kia phất một cái, hai binh lính người Nạp Tây Mễ liền kêu thảm thiết, bị kéo về phía quan tài. Cánh tay lông lá ấn một cái trên người hai tên này, lập tức, một mùi khét truyền đến. Thân thể hai binh lính đó khô quắt lại. Chỉ trong mấy chục giây đồng hồ, hai tên lính chỉ còn lại bộ da, ngay cả xương cũng bị mùi khét màu lam đó hấp thu. Bịch, hai tấm da người hoàn chỉnh bị cánh tay đó ném xuống. Ai nhìn thấy cũng đổ mồ hôi lạnh. Công phu gì vậy, Bao Nghị nhìn không được, hỏi. Đây là chỗ lợi hại của thi vương, ngay cả xương cũng có thể hút vào. Có lẽ con thi vương này không thích hút da người, cho nên mới ném đi. Huyễn ma nói. Tấn công đi, không thể để nó lại hạ thủ nữa. Cánh tay kia dường như thấy món ngon, Sa Thiên bị nó hút lên không trung, Diệp Phàm liền kêu to. Đủ mọi binh khí công kích về phía quan tài, Bao Nghị nâng súng máy hạng nhẹ bắn qua. Trương Ẩn Hào thì dùng súng trường bắn tỉa công suất lớn. Păng păng păng. Cánh tay lông lá dường như cũng biết là không vừa, không ngờ lui trở về. Có điều, lực công kích của Diệp Phàm và mọi người sau khi chạm đến quan tài thì đều bắn trở lại. Đá làm quan tài này có lẽ từng trải qua luyện vật, đạn và bom đều vô tác dụng. Huyễn ma nói, có điều, cánh tay lông lá vừa rụt lại. Sa Thiên đã được Sa Nhất Đao kéo trở về. Thế nhưng công kích của mọi người vừa khựng lại,
cánh tay đó lại duỗi ra. Lại có thêm hai binh lính xui xẻo nữa. Mười mấy giây sau liền trở thành hai tấm da người. Gió lạnh từng đợt, lạnh lẽo không kể xiết. Một mùi máu tươi tràn ngập xung quanh. Diệp Phàm hút diệt hồn thương trở về, chắp lại với thiên loan đao, lại phóng ra một thương. Xoẹt, cánh tay lông lá đột nhiên ấn xuống một cái, diệt hồn thương không ngờ bị ấn trở về, suýt chút nữa cho Diệp Phàm một nhát. Mẹ kiếp, ngay cả chủ nhân mày cũng muốn giết, tấn công chồng đá tam giác cho ông. Diệp Phàm kêu lên, cố ý tung người về phía chồng đá. Quan tài quả nhiên trúng kế, đuổi theo Diệp Phàm. Có điều, Diệp Phàm phất tay một cái nhặt lên khẩu súng bắn hỏa tiễn vừa rồi Bao Nghị nhặt được, khoác lên vai, chạy xung quanh chồng đá bằng thần hành thuật. Dẫn dắt như thế không ngờ khơi dậy ý chí chiến đấu của cánh tay trong quan tài. Chỉ thấy trong cánh tay đó bốc lên một luồng khí lam nhấn xuống người tám tên cương thi vạm vỡ khiêng quan tài, tám tên như thể hút phải ma túy, cứ điên cuồng chạy theo Diệp Phàm. Thiên đao, cậu dẫn mọi người tìm lối ra đi. Chỗ này là địa bàn của cánh tay đó, chúng ta chỉ cần ra được ngoài là không sao hết. Cánh tay đó dường như không dám ra khỏi chỗ này đâu. Diệp Phàm hô, thiên đao vội vàng sắp xếp. Chương 3581, phản kích. Đi chết đi, chạy vài vòng xong, Diệp Phàm đột nhiên quay người lại, mấy trái lựu đạn theo diệt hồn thương bắn qua. Tuy nói còn có khoảng cách mấy xúc mét nữa, nhưng vì quan tài đuổi sát, cho nên dầm một tiếng đánh vào cùng nhau. Ha ha, Diệp Phàm còn chưa cười xong, phát hiện quan tài không ngờ né sang một bên rồi lại truy kích tiếp, giống như một người vô cùng tức giận vậy. Mao thủ kia không ngờ vươn tới vỗ đằng sau, đột đường lam khí toát ra va chạm xuống mặt đất, tốc độ của quan tài lập tức nâng cao lên 5 phần, lập tức đuổi đến chỗ cách Diệp Phàm 10 mét. Mẹ kiếp, muốn đọ sức đôi chân với ông đây hả? Diệp Phàm thi triển thần hành thuật tới cực hạn, giống như một luồng khói di chuyển lên phía trước một cách đầy quỷ dị. Tuy nhiên, tốc độ quan tài cũng rất nhanh, đi theo giống như hình với bóng, khoảng cách 10 mét này không ngờ dần dần được thu hẹp lại. 5 mét, 3 mét, 2 mét. Mao thủ giống như đang đùa giỡn với Diệp Phàm, rõ ràng ở một khoảng cách chỉ một cái tát là có thể công kích được nhưng lại không làm. Mao thủ kéo mạnh ở chỗ mông Diệp Phàm giống như muốn tóm sống lấy hắn, Diệp Phàm phải lùi lại về phía sau. Mẹ kiếp, công kích. Diệp Phàm đột nhiên ra tay, ống phóng hỏa tiễn hướng về phía đống đá hình tam giác mà bắn. Ba đạn hỏa tiễn to bằng nắm tay bắn trúng đống hình tam giác. Đột nhiên, có phản ứng rồi. Bên trong đống hình tam giác kia có thứ gì đó chợt lóe lên. Đạn hỏa tiễn liên tiếp bắn về phía quan tài, tốc độ của nó ngay cả Diệp Phàm cũng phải níu lưỡi không thôi. Hắn đã tụt thân mình xuống dưới. Dầm lần này có hiệu quả rồi, đạn hỏa tiễn ở giữa quan tài nổ tung. Diệp Phàm thiếu chút nữa cũng té xỉu. May mà có huyễn ma kéo một phen, còn nếu không thì không biết hắn đã đi đến đâu rồi. Lại nhìn quan tài, uy lực của đạn hỏa tiễn này cũng không tệ lắm, không ngờ có thể tạc ra một lỗ thủng to bằng nắm tay. Mau ra tay đi, chuông đá kia ra rồi. Tiếng kêu giống của huyễn ma truyền đến, Diệp Phàm bất chấp tất cả, tay hướng lên trên tóm lấy, chuông đá đã nằm trong tay hắn. Linh linh, vật này đúng là dễ sử dụng. Tay gõ mấy cái đã vang lên rồi. Mà tám cương thi nâng quan tài không ngờ sửng sốt ngừng lại, quan tài dừng lại dưới đất. Từng luồng lam khí từ lỗ thủng toát lên. Chạy mau, tiếng chuông này hình như đã mở đường đấy. Huyễn ma kêu lên, Diệp Phàm cảm thấy trong tiếng chuông, phía trước giống như có một con đường, hắn cũng không nghĩ nhiều, mà cứ đi về phía trước. Phía sau thiên đao theo sát mà đến. Diệp Phàm phát hiện, mao thủ trên quan tài hình như có chút sợ chuông cột đá. Chỉ cần nó đuổi đến, mình bên này gõ gõ chuông vài cái, thì quan tài phía sau cũng không dám đuổi sát nữa. Bên này thiên đao tổ chức nhân mã đem tất cả lựu đạn ném về phía quan tài. Diệp Phàm ra sức chạy, cảm giác đã nhìn thấy ánh mặt trời sáng ngời rồi. Mọi người không dám ở lại mà tiếp tục chạy tới bờ biển. Đừng chạy nữa, không việc gì nữa rồi, thứ kia không dám đi ra đâu. Nếu không mình không chạy nổi mao thủ kia đâu. Huyễn ma kêu lên. Diệp Phàm mới ngừng lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên không phát hiện quan tài nữa. Có chút kỳ quái, nếu là Thi Vương, chẳng lẽ còn sợ mặt trời hay sao? Diệp Phàm hỏi. Thi Vương đương nhiên không sợ mặt trời, nhưng cũng có chút kiêng dè. Tuy nhiên ta nghĩ rằng không phải là nó sợ mặt trời, mà phỏng chừng nó đã bị hạn chế, chỉ có thể hoạt động xung quanh hình tam giác thôi, một khi vượt quá phạm vi này thì không được. Có lẽ sự hạn chế này có liên quan đến đống hình tam giác. Hay nói cách khác là chúng liên quan đến nhau. Thi Vương công kích hình tam giác,
còn hình tam giác cũng hạn chế nó khiến nó không chạy được. Huyễn ma nói, lão ma, uy lực của đạn hỏa tiễn không mạnh hơn diệt hồn thương của tôi, nhưng sao quan tài lại bị đạn hỏa tiễn đâm thủng nhỉ? Diệp Phàm có chút không rõ. Ta nghĩ, không phải là hỏa tiễn của cậu lợi hại, mà trong đống hình tam giác kia không phải cũng lóe sáng lên một chút sao? Có lẽ là có cái gì trong đó cho đạn hỏa tiễn sức mạnh mới khiến quan tài bị đâm thủng một lỗ bằng nắm tay như vậy. Nếu không, chỉ dựa vào đạn hỏa tiễn thì không thể làm được việc đó. Hơn nữa, cấp bậc của thi vương căn bản không sợ đạn hỏa tiễn của ngươi. Trừ phi là đạn đạo. Huyễn ma nói, đúng là có lý, Diệp Phàm cũng âm thầm bội phục. May mà có hạn chế, nếu không chẳng phải sẽ mang lại tai họa cho thế giới hay sao? Diệp Phàm cảm thán nói. Cũng không phải lo lắng nhiều quá, trên đời này quả quyết giày có móng tay nhọn mà. Nếu thật sự cậu có chạy ra thì kẻ bị tiêu diệt cuối cùng nhất định là thi vương. Rất đơn giản mà, không cần nói đến cái khác, chỉ mấy viên đạn đạo cũng có thể giải quyết được nó. Huyễn ma cười nói. Cũng phải, cùng nhau công kích thì ngay cả cao thủ thoát thần cảnh cũng không chống lại được. Diệp Phàm cười nói, sau đó sửng sốt nói, lão ma, vừa rồi tôi dùng đạn hỏa tiễn bắn vào đống tam giác kia không phải lóe sáng lên sao? Đúng vậy, sáng lên một chút, sao thế? Huyễn ma hỏi. Bên trong hình như có một người phụ nữ đang nằm, đương nhiên, không biết có phải là hoa mắt hay không nhưng tôi có cảm giác như cô ta liếc mắt một cái. Diệp Phàm nói. Cậu thực sự nhìn thấy sao, quái nhỉ, nhãn lực của ta đâu có kém cậu, sao ta lại không nhìn thấy nhỉ? Huyễn ma có chút không tin. Thật sự nhìn thấy mà, hơn nữa trên đầu người phụ nữ còn đội một vật bằng gỗ giống như quân bài poker vậy. Phía trên hình như có khắc thần mặt trời, cũng gần giống như pho tượng ở đại môn của đống hình tam giác. Diệp Phàm nói. Cậu thật sự nhìn thấy rồi, thần mặt trời, còn có chút giống hình bài poker. Huyễn ma có chút run sợ, khiến cho Diệp Phàm cảm thấy có chút khó hiểu, bụng nghĩ lão già này cũng quá hiếu kỳ rồi. Đúng là như vậy, Diệp Phàm nói. Sau đó nhặt cành cây vẽ xuống mặt đất. Thiên tâm, thiên tâm. Huyễn ma đột nhiên nói một tiếng. Thiên tâm, đây không phải là sư muội của ông sao? Chính là thiên tâm trong cửu thiên. Chẳng lẽ sư muội của ông sau khi chết được an táng trong đống hình tam giác này sao? Hình như không phải vậy chứ. Khi sư muội ông chết thì ông còn chưa chết cơ mà. An táng chỗ nào thì ông cũng phải biết chứ có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Cô ấy không phải là thiên tâm. Cô ấy rất có khả năng chính là muội muội Ni La Oa mà cô ấy luôn mong muốn ta tìm được. Hơn nữa, là tỉ muội sinh đôi, tướng mạo giống nhau như đúc. Năm đó thật ra đã sớm quen với thiên tâm, chẳng qua không biết là nàng đã học tuyệt học của cửu chỉ. Trước ngực của cô ấy chó treo một miếng mộc bài có khắc thần mặt trời mà vừa nãy ngươi nhìn thấy đấy. Nghe thiên tâm nói thì đây chính là do tổ tiên nhà cô ấy truyền lại, tên là Thái Dương Thần Phù. Có tác dụng gì thì không biết. Nhưng trong nhà có giao đãi là không thể để mất. Tuy nhiên, năm đó cô ấy đã chết, hai, sau này ủy thác cho ta. Nói là dựa vào những điều này có thể nhận ra được muội muội. Nhưng cho đến khi ta chết, dù đã chuyển kiếp 8 lần, hơn 1000 năm nay ta vẫn không ngừng tìm kiếm. Không ngờ lại ở trong đống tam giác này, đúng là tạo hóa chu người mà. Huyễn ma đột nhiên hào khí, nói. Diệp Phàm, cậu nghĩ cách tìm thân thể để ta chuyển kiếp nhé. Ta muốn nâng cao cảnh giới, huyễn ma ta nhất định sẽ hoàn thành được việc mà thiên tâm giao phó. Ta sẽ nhìn thấy Ni La Hoa. Chắc ông nhớ thiên tâm lắm đúng không? Diệp Phàm cười nói. Ai nói vậy, ta chỉ muốn hoàn thành việc mà cô ấy nhờ ta thôi. Huyễn ma hét lên. Đừng có giấu tôi, ông và thiên tâm chắc là nhân tình của nhau. Nếu không, cô ấy nhất định sẽ không nhờ ông việc quan trọng như vậy. Hơn nữa, hai người họ là chị em sinh đôi. Ông muốn gặp Ni La Oa để giải tỏa tương tư trong lòng mà thôi, lão ma, tôi nói có đúng không? Diệp Phàm cười khan nói. Đúng thế thì sao, cậu chỉ cần nghĩ cách để ta tìm được thân thể chuyển kiếp là được. Chỉ cần cậu tìm được, để ta có thể gặp Ni La Oa, huyễn ma ta cả đời này sẽ làm nô tài trung thành của cậu. Lời thề này trời đất làm chứng, nếu vi phạm lời thề thì huyễn ma ta cả đời này sẽ không được siêu sinh. Huyễn ma nói nghiêm túc. Được. Nhưng chỉ sợ tìm được thân thể công lực không đủ cao mà thôi. Ông muốn gặp được Ni La Oa nếu không có công lực của niệm khí cường giả thì đừng có hy vọng. Thiên đao là bán niệm khí, công thêm những tiên thiên đại viên mãn như chúng tôi thì vẫn không có cách nào cả. Diệp Phàm nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi tìm được thân thể, thì ta sẽ có cách để nâng cao công lực cấp tốc. Huyễn ma nói. Ồ,
ông có biện pháp tốt như vậy sao không nói sớm? Nếu ông nói sớm tôi có thể đột phá lên niệm khí thì không phải có thể giúp ông gặp được Ni La Hoa sao? Diệp Phàm hỏi. Biện pháp này phải liều mạng, hơn nữa, xác suất thành công cực thấp. Huyễn Ma nói. Cực thấp, thấp đến mức độ nào? Không đến mức 1% chứ? Diệp Phàm hỏi. Đúng là xác suất thành công chỉ bằng 1%, hơn nữa nếu không thành công thì sẽ phải chết. Hơn nữa, còn phải có cơ sở. Bởi vì khi còn sống ta là thoát thần cảnh đại viên mãn cường giả. Cho nên, hồn khí của ta chỉ cần tu bổ đến một mức độ nhất định là có thể dùng được phương pháp này. Còn cậu thì không được, trình độ hồn khí của cậu chưa đủ. Hơn nữa, nếu không thành công thì hồn khí của ta sẽ bị tiêu tán hoàn toàn. Người trẻ tuổi, cậu có tiền đồ tốt, không nên mạo hiểm như vậy có đúng không? Theo nền tảng của cậu, mấy chục năm nữa nhất định cũng sẽ đạt đến niệm khí. Huyễn Ma vừa nói ra những lời này, trong lòng Diệp Phàm không khỏi ớn lạnh, bất mãn hừ nói. Nhưng mà tôi vẫn có hứng thú, trước tiên hãy nói cho tôi nghe một chút, dù sao cũng nghe chơi thôi mà. Muốn dùng công này phải đến một nơi thần bí, chỗ đó tên là Điệp Nhãn. Đương nhiên, ta cũng không rõ tình hình cụ thể của nơi đó, bởi vì ta chưa đến bao giờ, chỉ là nghe nói thôi. Đương nhiên, đại khái phạm vi ta vẫn biết. Truyền thuyết nơi đó năm nào cũng được bổ sung dưỡng dịch ngàn năm cực nồng đậm, cơ thể người sau khi được tắm ở đây sẽ có cảm giác như thoát thai hoán cốt. Cho nên, phải chịu được lực đánh vào cực lớn của dược liệu. Nếu không cơ thể cậu sẽ không chịu được mà bị nổ tung. Đương nhiên, việc này phải đợi cậu tìm được cơ thể để chuyển thân rồi nói sau. Huyễn Ma nói. Chương 3582, nơi cất giấu Thái Dương thần phù. Lão Ma, xem ra ông còn có nhiều bí ật chưa tiết lộ nhỉ. Điệp Nhãn này chắc ông phải có bản vẽ chứ đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Đương nhiên là có rồi, nhưng cho cậu cũng vô dụng thôi. Huyễn Ma nói, tấm Thái Dương thần phù của sư muội Thiên Tâm của ông thì sao? Diệp Phàm hỏi. Chờ một thời gian ngắn nữa ta sẽ cho cậu xem. Huyễn Ma nói. Quái, Ni La Hoa có quan hệ với hậu duệ của cửu chỉ. Chẳng lẽ Thi Vương là người đối nghịch với cửu chỉ hay sao? Nếu Ni La Hoa gả cho hậu duệ của cửu chỉ thì hậu duệ của cửu chỉ đâu rồi? Ngay cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được. Hơn nữa, đống tam giác này là ai thiết kế? Diệp Phàm đầy vẻ nghi ngờ khó hiểu. Cái này ta không rõ lắm, lúc đó nghe Thiên Tâm sư muội nói là Ni La Hoa có quan hệ với hậu nhân của cửu chỉ. Đương nhiên, quan hệ như thế nào thì cô ấy không nói. Hình như là nói Thái Dương thần phù này có bí mật lớn. Chẳng qua mấy ngàn năm rồi ta cũng chưa phát hiện Thái Dương thần phù này có bí mật gì. Huyễn Ma nói. Eo em, mau lấy Thái Dương thần phù của ông ra nghiên cứu một chút. Nếu như có thể sớm phá giải bí mật này thì có lẽ có thể trợ giúp cho việc chuyển kiếp của ông có đúng không? Diệp Phàm nói. Ha ha, người biết Thái Dương thần phù của ta giấu ở chỗ nào sao? Huyễn Ma cười gượng vài tiếng. Không phải ở Thu Sơn Akiyama, đại viện thì ở một nơi nào đó của Nhật. Diệp Phàm nói. Ha ha, đều không phải. Ở một nơi mà cậu không thể tưởng tượng được đâu. Huyễn Ma cười nói. Nơi nào vậy? Diệp Phàm rất hứng thú. Tử Cấm Thành của các người. Huyễn Ma cười nói. Mẹ kiếp, ông đúng là biết giấu đấy. Nhưng, như vậy rất không tiện. Mỗi lần đều phải cân nhắc khi đi lấy. Diệp Phàm nói. Cậu thì biết cái gì, Tử Cấm Thành là nơi ở của Hoàng đế Trung Hoa trước kia. Chỗ ở của Hoàng đế đương nhiên là nơi tốt rồi. Nơi đó có địa thế chi khí rất tốt. Hơn nữa, bao nhiêu đế vương đều ở đó. Cho nên, cũng để lại chút khí của họ khi còn sống. Thái Dương thần phù giấu ở đó có thể khiến cho nó cảm thụ được đế vương chi khí. Hơn nữa, Thái Dương thần phù này ta nghi ngờ có quan hệ với cửu chỉ. Gia tộc của Thiên Tâm sư muội thần bí như vậy, ngay cả nhánh của cửu chỉ cũng nói không chuẩn được. Huyễn Ma nói. Cửu chỉ, mẹ kiếp, tôi sắp bị ông ta làm cho hôn mê rồi. Diệp Phàm bất mãn nói, cảm thấy muốn nghỉ ngơi rồi. Diệp Phàm đang muốn hạ lệnh quay về pháo hạm. Bởi vì pháo hạm cũng đã được tu sửa tương đối rồi. Đúng lúc này, Sa Thiên đi đến, nói là chúa đảo Duy Cơ Tư bị nhóm người không rõ thân phận công kích. Tất cả lên thuyền nhỏ, về đảo Duy Cơ Tư với tốc độ nhanh nhất. Diệp Phàm hạ lệnh, hơn 10 chiến thuyền phóng như bão táp mà đi. Đây chẳng lẽ là do Cùng Âm Giáo và Thiên Huyết Đường làm hay sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng thấy nghi ngờ, anh xem, chúng ta trên hoang đảo cũng không phát hiện bao nhiêu cao thủ của Cùng Âm Giáo. Tuy nói là có người của họ đến, nhưng đều là người bình thường.
mà quân chủ lực cũng là đám chú sư mà Thiên Huyết Đường mời đến. Tôi nghĩ, liệu có phải việc chúng ta công kích giả đường thủ đạo đã bị bọn họ theo dõi không? Cho nên, mới cố ý vây chúng ta trên hoang đảo. Một khi người của đảo Duy Cơ Tư đến cứu viện bọn họ cũng động thủ. Kế này thật độc ác, Sa Thiên nói. Bên kia trụ được không? Diệp Phàm hỏi. Toàn bộ người đều kéo lên rồi, bao gồm cả hai tiểu đoàn còn lại của biên đoàn của chúng ta và một sư đoàn chính hiệu. Mà các phân đảo cũng phái người cứu viện, chẳng qua bọn họ có quá nhiều cao thủ đến, chỉ có thể dùng hỏa lực dày đặc để ngăn chặn tạm thời. Đã làm bị thương 200-300 người của bọn họ rồi. Phỏng chừng là không trụ được nữa. Nhưng Diệp Đường Thiên Thu tôi đã giao cho Thủy Mẫu và Tuyết Lý Hồng cất giấu ở một nơi bí mật rồi. An toàn của hắn chắc không có vấn đề gì, chỉ là việc làm của Cùng Âm Giáo đã khiến Duy Cơ Tư bị tổn thương nguyên khí. Hơn nữa người của bọn họ vừa đến đã làm loạn đảo lên rồi. Một số công trình chúng ta mới xây xong cũng bị bọn họ phá hủy rồi. Đám con cháu nhà rùa này, lần này chỉ cần bọn chúng không đi thì chúng ta nhất định phải tấn công một trận. Sa Thiên nắm tay kêu răng rắc. Xem ra, phải cấp cho đảo Duy Cơ Tư một chiếc trực thăng quân dụng mới được. Để dùng trong những trường hợp như thế này, Diệp Phàm nói, gấp cũng vô dụng, liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà pháo hạm nổ càng chậm, chỉ có thể theo phía sau. Mấy ngày sau, rốt cuộc đã nhìn thấy đảo Duy Cơ Tư, phát hiện trên đảo chủ khắp nơi đều có khói đen dày đặc, mà tiếng kêu thảm thiết cách xa mấy trăm mét đều nghe thấy, có lẽ là người của Cùng Âm Giáo phóng hỏa. Thuyền nhỏ vừa mới tới gần. Phát hiện có hai pháo hạm nhỏ đang thủ gần đó. Vừa thấy cano đi đến, đạn pháo liền phóng tới. Hơn nữa, đạn súng máy vang lên rát khắp mặt biển. Mặt biển nổi lên rất nhiều thi thể máu chảy đầm đìa, không dưới 200-300 người. Trong đó có hai người là đảo chủ của các phân đảo. Phỏng chừng là người của các phân đảo đến tiếp viện thì bị chết. Vũ khí trang bị trên phân đảo quá kém, cơ bản không thể là đối thủ của các tiểu pháo hạm được. Giết! Diệp Phàm đỏ mắt, giống to một tiếng, cả người bay lên cao sắp đến gần chỗ pháo hạm. Dây thiên thiết chướng lên bằng miệng bát, treo lên diệt hồn thương và thiên loan đao. Diệt hồn thương phá không đi ra, giống như đạn đạo bắn về phía pháo hạm. Đoàng! Tiểu pháo trên pháo hạm bị diệt hồn thương xuyên thấu đổ xuống, đạn pháo tự nổ tung. Nhất thời, xác của các pháo thủ toàn bộ bay loạn. Thiên đao bay lên không trung rút bảo kiếm ra, giống như một chiếc máy chém bổ về phía chiến hạm. Nhất thời 10 chiếc đầu người từ trong bay ra. Pháo hạm bốc hỏa, hơn 10 chiếc cano tiếp cận đảo chủ. Dây thiên thiết giống như Diêm Vương vậy, cứ nhìn thấy người của Cùng Âm Giáo là giết, một đường vung qua, là có hàng chục người chết. Một người trung niên mặc áo đen bay lên không trung, tới trước mặt Diệp Phàm, giơ búa chém về phía Diệp Phàm. Một đường khí sóng địa chấn từ cây búa truyền đến như phong đao. Đi mẹ mày đi, dây thiên thiết của Diệp Phàm vừa kéo, ba một tiếng giòn vang. Quật gãy đôi chiếc búa. Một đường khí xé không khí mà đi, ba một tiếng, tên kia nhất thời thành hai mảnh. Nội tạng bắn cả ra ngoài. Diệp Phàm tốc độ bay rất nhanh, không lâu sau đã đi tới tổng bộ Duy Cơ Tư. Phát hiện 300-400 người đang vây quanh đại lầu tổng bộ, mà ở bên trong đã sớm chất bao cát che chắn. Mấy súng máy hạng nặng rát phun hỏa. Mà ở bãi đất trống phía trước chất đống khoảng 200 thi thể người Nạp Tây Mễ. Đây là binh lính do Trần Quân huấn luyện, bọn họ dùng xác người tạo thành một bức tường để ngăn cản sự tiến công của Cùng Âm Giáo. Một cái đầu phun huyết bay tới không trung, một trưởng lão Cùng Âm Giáo cười điên cuồng giơ đại đao lên. Sau đó bên trong rừng cây la liệt xác người, phỏng chừng không dưới ngàn người, tất cả đều là người Tây Nạp Mễ. Giết, giết, Diệp Phàm tiến vào trạng thái điên cuồng. Một quyền phá không mà đi, trưởng lão kia còn chưa cười xong. Ba một tiếng. Đầu y lập tức nổ tung như quả dưa hấu. Mẹ kiếp, giết Diệp Phàm bay lên không trung, phối hợp với thiên đao, diệt hồn thương xuyên qua. Nhất thời xuyên qua mấy trăm giáo đồ Cùng Âm Giáo, trong nháy mắt ngã xuống mấy chục tên, đó chính là nhát thương đoạt mệnh. Bao Nghị ôm súng máy điên cuồng bắn phá, Trương Ẩn Hào giơ đạn hỏa tiễn bắn qua. Một người thân thủ cao cưỡi hỏa tiễn thăng thiên. Lúc này, một người trung niên mặc áo choàng đỏ từ đại lầu tổng bộ chạy đi ra. Tên kia nhảy lên chỗ cao mấy chục mét, trong tay cầm một cây gậy ba tong to bằng nắm tay hướng lên không trung ném đi. Chiếc gậy ba tong nhất thời chướng to bằng thùng nước, mấy đường hào quang màu trắng đi ra, một cây giá chữ thập lớn bay về phía Diệp Phàm. Mẹ kiếp, đi chết đi! Diệp Phàm gào thét, thi triển thuật thần hành, thiên loan đao chém xuống dưới,
chém vào giá chữ thập trên không. Két một tiếng, giá chữ thập nhất thời rơi rụng. Chúa ơi, hãy ban cho con lực lượng. Tên kia hét to một tiếng, cây ba tong trong chớp mắt vung tới trước mặt Diệp Phàm. Ông đây sẽ đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Thiên đao quát to một tiếng, bảo kiếm két một tiếng gạt gậy ba tong ra đâm vào bụng y, giúp y đi gặp Thượng Đế. Đại lầu tổng bổ đồng thời xuất hiện hai người áo đen, trên tay đều cầm khảm đao. Tuy nhiên, đều bị mấy người Diệp Phàm, Hồng Tà, Thiên Đao chém nát. Chạy mau, mấy tù trưởng đều chết hết rồi. Có một giáo đồ cùng âm giáo sợ hãi, hét to một tiếng, nhất thời, còn lại đến 300 giáo đồ cùng âm giáo hoảng loạn xoay người định bỏ chạy. Còn muốn chạy à, không giữ ai cả. Diệp Phàm ra mệnh lệnh tàn khốc. Giữ lại một chút, đánh cho chúng tàn phế đi xa. Thiên chạy tới nói. Ý tưởng này không tồi. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, tất cả đều nhanh chóng hành động. Đối với một đám như lang như hổ, hôm nay nhất định cùng âm giáo hành động bi kịch. Không lâu sau, hơn 100 người bị bắt sống. Số may mắn chạy ra đến bờ biển gặp phải một tiểu đoàn binh lính do Đường Châu Ái từ hoang đảo dẫn về, tự nhiên tất cả đều bị bắt hoặc bắn chết. Báo cáo, tổng cộng đánh gục 283 giáo đồ cùng âm giáo, bắt sống 162 tên. Lý Cường đi vào nói. Số người thương vong bên mình càng nhiều hơn đúng không? Diệp Phàm thở dài hỏi. Thống kê sơ sơ một chút, gần 2.000 người. Bên này những người được đưa đến như Nhất Độ, Sa Thiên, Lạc Phi đều bị thương. Hơn nữa, cả biên đoàn cũng tổn thất đến 300 người. Giống như ba tiểu đoàn mất đi một tiểu đoàn vậy. Phải huấn luyện bổ sung binh lực, tổn thất tài sản càng nặng nề hơn, phỏng chừng không dưới 1,5 tỷ. May mắn trạm phát điện cách chỗ này xa nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, như vậy cũng khiến nhóm công nhân xây dựng hoảng hốt. Ai nấy đều phải về nước, phải ổn định bọn họ trước mới được. Những người này cơ bản đều là những công nhân lành nghề, và một số kỹ sư giỏi. Bọn họ mà đi thì công trình không thể tiếp tục thi công được. Lý Cường thở dài.